Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 37. Khụ khụ khụ. Một tiếng kịch liệt ho khan, hoàng đế bất giác ho ra mấy ngụm hắc ám máu đàm, ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, càng thêm yếu ớt nói, Trác Phàm, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết, cho dù là tuyển một cái khôi lỗi hoàng đế, cũng nên tuyển cái có người có tài. Thái tử hắn lòng dạ nhỏ mọn, sớm muộn gặp rắc rối, cho ngươi dẫn xuất một chút phiền toái, vậy liền không tốt. Ha ha ha. Trác Phàm nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ, thái tử thì là nhìn lấy hoàng đế, một loại bóp chết hắn xúc động đều có. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, ta là ngài con ruột a, có như thế hố nhi tử cha sao? Đàng hoàng hoàng vị không cho cũng coi như, bây giờ có thể không thể làm hoàng đế không phải ngài quyết định, ngươi thì đàng hoàng tại một bên nhìn lấy, làm gì còn muốn ở một bên phiến âm phong, lân quang, liền cái hoàng đế bù nhìn đều không cho ta làm. Ta cùng ngài đến tột cùng cái gì thù cái gì oán niệm a? Thái tử hiện tại là ủy khuất muốn mạng, sắp khóc đi ra. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, hoàng đế liệt lên hơi trắng bờ môi, cười khẽ một tiếng, thái tử, đừng trách phụ hoàng nhẫn tâm, ngươi làm hoàng đế, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nếu là lúc trước lời nói, nếu không vác một cái ngu ngốc tên, cũng coi như. Hiện tại là hoàng đế bù nhìn, càng phải từng bước cẩn thận. Ngươi muốn làm ra cái gì lấy chồng sự tình, nhưng là sẽ liên lụy chúng ta toàn bộ Vũ Văn gia tộc diệt môn a. Cái gì diệt môn, ngươi cứ như vậy xem thường ta sao, lão đầu tử. Thái tử rốt cục chịu không được, triệt để bạo tẩu, vò tới đã hấp hối hoàng đế trước mặt, lôi kéo hắn cổ áo liền lắc tới lắc lui, giống to lên tiếng, trong đôi mắt, nhìn không được lệ rơi đầy mặt. Hắn là thật ủy khuất a, vì sao phụ hoàng thì như thế không tin hắn năng lực. Có thể làm tốt một cái hoàng đế đâu. Nhìn lấy thái tử cái kia đầy mặt sắc mặt giận dữ, hoàng đế lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất tại nhìn một cái cùng cha mình nũng nịu hài tử giống như, một mảnh vui vẻ. Hai mắt hơi khép, hoàng đế tại thái tử không ngừng mà chấn động bên trong, triệt để mất đi sinh sống, nhưng hắn trên mặt vẫn tại cười, mà lại cười đến là rực rỡ như vậy, trước đó chưa từng có. Phụ hoàng, trong mắt nhịn không được ngưng tụ, bàn tử giống to lên tiếng, bờ môi run nhẹ nhẹ một chút. Thái tử cũng là bỗng dưng sửng sốt, kinh ngạc nhìn trước mặt trương này quen thuộc gương mặt, trong lòng không lý do một trận thất lạc. Tuy nhiên phụ thân hắn là bị hắn đưa hạ độc chết, hắn cũng chuẩn bị tốt đối mặt phụ hoàng tử vong, nhưng sự kiện này tránh thức phát sinh lúc, vẫn là để trong lòng của hắn miễn không đồng nhất trận sầu não. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, bỗng nhiên quay người, chỉ để lại một câu nói, bàn tử. Nhà của một mình ngươi sự tình, tự mình giải quyết a, hai ngày nữa an bài cho ngươi đăng cơ. Người khác cũng thật sâu nhìn hoàng đế sau cùng di dung liếc một chút, theo Trác Phàm rời đi nơi này. Thái tử vô lực co quắp ngã xuống đất, một mặt tuyệt vọng, thì thào lên tiếng, vì cái gì phụ hoàng dạng này, Trác Phàm cũng dạng này, bọn họ đều lựa chọn ngươi làm hoàng đế. Vung tay chùi chùi gương mặt nước mắt, bàn tử ánh mắt ít có nổi lên hung ác ánh sáng. Nghiến răng nghiến lợi nói, lão sư, thái tử đại nghịch bất đạo, giết cha giết quân, bắt lại cho ta. Tốt. Phương Thu Bạch gật đầu một cái, tiện tay nhất chỉ, một nói vô hình kiếm khí nhất thời đánh nhập thái tử thể nội, thái tử trong mắt khẽ giật mình, liền ngã xuống, triệt để choáng. Chỉ có bàn tử ôm thật chặt phụ hoàng thi thể, trong mắt ngấn lệ chớp động, lại không có chảy xuống. Một phương diện khác, Trác Phàm đi ra đại điện, mọi người sau đó đuổi theo. Lệ Kinh Thiên có chút không hiểu nhìn về phía hắn nói, Trác quản gia, vì sao hoàng đế kia trước khi chết như vậy xác định, chúng ta nhất định sẽ dìu hắn người nhà họ Vũ Văn tiếp tục làm vị hoàng đế này, mặc dù là khôi lỗ. Đương nhiên, đó là bởi vì đế quốc này sau lưng có Tam Tông bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm giải thích nói, Tam Tông chỗ lấy hộ vệ quốc gia này, là bởi vì bọn họ đang không ngừng từ nơi này cầm tư nguyên. Một khi chúng ta phế Vũ Văn gia đế vị, viện hắn gia tộc. Bất kể có phải hay không là danh chính ngôn thuận, tất nhiên dẫn tới thiên vũ đại loạn. Đến lúc đó thiên vũ tư nguyên bên trong hao tổn không nói, có thể để bọn hắn lấy đi cũng gấp giảm mạnh thiếu, tổn thương bọn họ lợi ích. Cho nên bọn họ phải bảo đảm thiên vũ yên ổn, nhất định phải để Vũ Văn gia tiếp tục tại vị. Có điều, hoàng đế lần này làm việc, dĩ nhiên đã xúc động Tam Tông phòng tuyến cuối cùng. Ấn những cái kia khuyển nhung người khai. Hoàng đế lại muốn đem thiên vũ 10% khu vực cắt nhường ra ngoài, vẫn là linh quặng nhiều nhất khối đó, đây không phải tại cắt hộ quốc Tam Tông thịt a. Cho nên Tam Tông đối Vũ Văn gia tộc đã mất đi tín nhiệm,
nhất định sẽ lại tìm người phát ngôn làm Thiên Vũ trên thực tế hoàng đế, để Vũ Văn gia tộc làm mặt ngoài khôi lỗ. Như vậy cứ như vậy, chúng ta cơ hội liền đến. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Lệ Kinh Thiên không khỏi cười nói như vậy, sau này sẽ là do chúng ta Lạc gia đến chi phối toàn bộ Thiên Vũ điều phối, trở thành thực tế hoàng đế. Đó là đương nhiên, lần này khu trừ man di chi chiến, ta đem nó làm đến xôn xao, chúng ta lại đánh thắng. Luận uy vọng thanh thế, Thiên Vũ còn có gia tộc nào so ra mà vượt chúng ta? Chúng ta xưng vương tự nhiên hợp tình hợp lý, mấu chốt là cấp tốc đem hoàng thất tại Thiên Vũ các loại quyền lực nắm bắt tới tay, giống linh quặng quyền khai thác, binh quyền, thương mậu quyền lực các loại, một tay nắm chặt, phải tất yếu đem chọn cái triều đình mất quyền lực. Trác Phàm trong mắt tinh quang trong vắt, từng cái phân phó. Lạc gia mọi người thì là đầy mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Hắc hắc hắc, từ nay về sau, cái này toàn bộ đế quốc cũng là bọn họ thiên hạ. Còn có, trọng chỉnh độc cô quân, làm Lạc gia tư vệ quân, điểm ấy từ Thiên Vũ Tứ Hổ, bốn vị tướng quân phụ trách. Trác Phàm nhìn hướng Thiên Vũ Tứ Hổ, tiếp tục bố trí, lại là chính gặp bốn người mặt ủ mày trao, một mặt đau thương, bên cạnh Vân Sương cũng là bộ dáng này, không khỏi sững sờ, nghi nói, các ngươi làm sao? Trầm ngâm một trận, Vân Sương thở dài, tưởng tượng ra ra khi chết, ta thể báo thù cho hắn, nhưng là bây giờ cửu nhân thì chết ở trước mặt ta, ta lại không có một tia đại thù đến báo tin vui vui mừng, ngược lại có chút thương cảm. Nói đến, bệ hạ cũng là đáng thương người, cả đời vì hoàng thất phát triển, sau cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ai, đúng vậy a, chúng ta Độc Cô Quân nguyên bản hiệu trung bệ hạ, ai có thể nghĩ bây giờ lại phản chiến đối mặt. Còn đánh lấy trung quân báo quốc danh nghĩa, ha ha ha. Đúng là mỉa mai, Độc Cô Lâm cũng là lắc đầu cười khổ, thở dài lên tiếng. Còn lại Tam Hổ, cũng đều là hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm gặp này, bất giác không còn gì để nói, già mồm, một đám tiện nhân. Địch nhân thì là địch nhân, bằng hữu thì là bằng hữu. Nếu là người địch nhân không chết, chẳng lẽ để ngươi bằng hữu chết tài vui vẻ. Thật là một đám đầu bị hổ dán dính trụ đồ chơi. Trác Phàm hơi vung tay, một mình rời đi, các ngươi đi trước, ta còn có chút sự tình muốn làm. Nói, liền trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Vân Sương cùng Thiên Vũ Tứ Hổ nhìn lấy Trác Phàm biến mất phương hướng, lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút cũng đúng. Hoàng đế này tuy nhiên bị chết thê thảm, làm cho người đồng tình, nhưng là dù nói thế nào cũng là địch nhân. Vừa nghĩ tới hắn lúc trước đối bọn hắn làm sự tình, hại chết bọn họ nghĩa phụ ra ra. Hiện tại bọn hắn đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kết quả là, năm người đối Trác Phàm càng thêm kính phục, Trác Phàm quả nhiên đại trí giả, nhìn thấu triệt, đen trắng rõ ràng. Nếu là bỏ mặc địch nhân hung hăng càn quấy, đem bằng hữu của mình hại, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm thương tâm khổ sở đi. Một phương diện khác, Trác Phàm xoay người lại đến một tòa tối tăm lầu nhỏ bên trong, chỗ đó sớm có một người khom người chờ. Trác quản gia rốt cục đến. Đầu tiên tại phía dưới muốn chúc mừng Trác quản gia, kỳ khai đắc thắng, rốt cục cầm xuống thiên hạ này, thành là chân chính thiên hạ chi chủ. Người kia là cái thân mang áo bào xám thanh niên, hướng Trác Phàm cung kính cúi đầu. Trác Phàm khoát khoát tay, cũng là cười nói, vậy ta cũng muốn chúc mừng U Minh huynh có thể nghĩ thông suốt hết thảy, đạp vào ta đầu này ánh sáng chi thuyền, trên đường đi nơi xa, tiền đồ một mảnh rất tốt a, ha ha ha. Đâu có. Tại hạ càng phải đa tạ năm đó Trác quản gia một trận đề điểm tri ân, mới khiến cho U Minh hiểu ra. Trác quản gia nói đúng, cực hạn một chỗ, không có thể trở thành chánh thức trí giả. Nhảy ra cục này hạn, mới có thể xem đến thiên hạ đại thế. U Minh thở sâu, trong mắt một mảnh thư thái, lúc trước ta cực hạn vu gia sư mối thù, sư phụ đã từng cực hạn vu gia tộc chi khốn. Bây giờ nhảy đem mở đến, ta chính là người không có dễ, thiên địa cũng là ta chi rong đuổi chi địa. Không cái một ân một oán niệm, bất kể vừa được vừa mất, nhìn đến lại so trước kia thấu triệt hơn rất nhiều. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm khẽ gật đầu, khen, người bây giờ ngược lại là so trước kia xuất sắc hơn, cho dù cùng Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường so sánh, cũng không có gì không thể. Xem ra, ta tại mới Lạc gia thế chân vạc có thể hình thành. Há, Trác quản gia muốn đem ta cùng Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường đặt song song. Ánh mắt không khỏi sáng lên. U Minh trong lòng mừng thầm. Hắn đã biết, Trác Phàm thu Lãnh Vô Thường ở bên người, lần này càng là hướng về phía thừa tướng Gia Cát Trường Phong mà đến, đối với hai cái này trí giả tiền bối,
hắn nhưng là kính nể cực kỳ. Nhưng không nghĩ tới, Trác Phàm muốn cho hắn tại Lạc Gia an bài vị trí, đúng là cùng hai người này bình khởi bình tọa, cái này có thể để hắn thụ sủng nhược kinh, đây là như thế nào chức vị cao a? Đến mức Lạc Gia ngày sau phát triển, hắn lại là không có chút nào lo lắng. Tại Trác Phàm mưu đồ dưới, hoàng thất, bảy nhà đều đã suy sụp, mà Lạc Gia quái vật khổng lồ này ngay tại vụt lên từ mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm thiên vũ tất cả mọi người phía trên. Cái kia thật đúng là hắn đại triển quyền cước rất tốt sân khấu a. Nghĩ đến đây, U Minh trong lòng liền ngăn không được kích động. Trước ăn cái này, xuất ra một đầu huyết tằm, đưa tới U trước mặt. U Minh không nói hai lời, lập tức ăn hết. Trác Phàm hài lòng gật đầu, liền nói tiếp, người đâu? Trác quản gia, mời đi theo ta. Khẽ gật đầu, U Minh vội vàng phía trước dẫn đường, Trác Phàm thì là đi theo sau. Đợi hai người lên một cái tầng hai lầu nhỏ về sau, Trác Phàm mới thình lình phát hiện, tại một chương đơn giản trên giường gỗ, nằm một vị tóc trắng xóa lão giả, nhìn thật kỹ, chính là thừa tướng Gia Cát Trường Phong không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ này khắc này, hắn lại là không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, giống như chết, liền một chút khí tức đều không có. Trác Phàm nghi ngờ nhìn về phía U Minh vội vàng xuất ra một hạt đan hoàn, cho ăn nhập Gia Cát Trường Phong trong miệng. Chỉ chốc lát sau, nhưng nghe một tiếng ho nhẹ vang lên, Gia Cát Trường Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, thì thào lên tiếng, lão phu. Đây là ở đâu a? Gia Cát thừa tướng, gần đây mạnh khỏe. Trác Phàm mặt mỉm cười, vui vẻ hỏi. Gia Cát Trường Phong thấy là Trác Phàm, không khỏi mi đầu lắc một cái, mặt hiện quái sắc, tiếp lấy vừa nhìn về phía một bên U Minh, tại hai người trước người tới lui băn khoăn một trận, lại là trong lòng có chút mặt mày. Nhưng vẫn là kinh nghi lên tiếng, hai vị, cái này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lão phu, không phải nên chết sao? Chết. Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm kỳ quái nhìn về phía U Minh, hỏi U Minh, Gia Cát thừa tướng nói hắn chết, cái này là chuyện gì xảy ra? Bất giác khẽ cười một tiếng, U Minh tỉ mỉ giảng giải, khởi bẩm Trác quản gia, sự tình là như vậy. Hoàng đế cảm giác mình đại nạn gần. Sợ Gia Cát thừa tướng lưu giữ tại thế gian, hội có cái gì sai lầm, liền để cho ta nghĩ cách giết chết thừa tướng đại nhân. Nhưng tại phía dưới đã đáp ứng Trác quản gia, muốn hộ thừa tướng chu toàn, sau đó liền cho thừa tướng phục một cái giả chết đan hoàn, lừa dối vượt qua kiểm tra, hiện tại thừa tướng phục giải dược, mới vừa thức tỉnh. Trác Phàm không sai gật đầu, Gia Cát Trường Phong cũng minh bạch hết thảy. Sau đó mập mờ xem hai người liếc một chút. Gia Cát Trường Phong không khỏi bật cười ra tiếng, xem ra U Minh tiên sinh là Trác quản gia người a, đến tột cùng là khi nào phát sinh sự tình đâu. Nếu là gần đây lời nói, lấy bệ hạ khôn khéo, không có khả năng đem U Minh đặt tại thân một bên. Liếc mắt nhìn nhau, hai người bất giác tất cả đều cười to lên. Trên thực tế, theo buổi tối hôm nay trước kia, hắn từ trước tới giờ không là ta người, bệ hạ cũng tự nhiên không có khả năng tra được hắn cùng ta hội có liên hệ gì. Chỉ bất quá, hai người chúng ta ở giữa có cái giao dịch. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm khoan thai lên tiếng. U Minh cũng là cười gật gật đầu, đem hết thảy sự tình nói ra, lúc trước vẫn là tại bệ hạ đại thọ trước đó, ta cùng Trác quản gia gặp một lần, được lợi rất nhiều. Lúc đó chính là loạn thế kết quả, ai có thể xưng vương, còn không chừng, nhưng Trác quản gia cho ta một cái hứa hẹn. Chỉ cần ta vì hắn làm hai chuyện, coi như ta là chính hắn người. Về sau vô luận làm ra cái gì xâm hại Lạc Gia lợi ích sự tình, đợi cầm xuống thiên hạ về sau, hết thảy miễn trừ, ta có thể dùng người Lạc Gia thân phận, trở thành Chư Gia đại chiến người thắng lợi. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Gia Cát Trường Phong thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, bốc lên ngón tay cái khen, Trác quản gia, chiêu này cao a, lão phu trước kia làm sao không nghĩ tới đâu. Cũng không cho đối phương gông xiềng, còn có chỗ tốt cầm, cái này rất dễ dàng lôi kéo người a. Thủ đoạn như thế, ngài sẽ không phải đối với hắn một người xử qua đi. Chỗ nào, hai người. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, ta làm ra hứa hẹn người, đều có tiềm lực người. Một cái U Minh, một cái khác là Lãnh Vô Thường. Cái kia tại sao không có lão phu không có tiềm lực sao? Gia Cát Trường Phong không khỏi mi đầu lắc một cái, điều cười ra tiếng. Trác Phàm cũng là cười lớn một tiếng. Khoát tay một cái nói, thừa tướng đại nhân há có thể không có tiềm lực, chỉ bất quá khi đó, đại nhân cũng là tranh bá thiên hạ một viên. Chẳng lẽ ta còn có thể đi lôi kéo đối thủ cạnh tranh đầu lĩnh sao?
đây không phải là muốn ăn đòn. Ha ha ha, nói cũng là, Gia Cát thừa tướng không sai gật đầu, khờ cười ra tiếng. Lúc này, U Minh tiếp tục nói, chắc quản gia lúc đó để cho ta làm hai chuyện, một chính là tại hoàng đế tiệc mừng thọ phía trên khuyến khích nhị hoàng tử chủ động gây chuyện, để hắn có lý do thoát ly đế đô, trở về bố trí hết thảy, thuận tiện bốc lên các đại thế lực đại chiến. Một chuyện khác, cũng là tại hắn cùng đế vương môn giao chiến lúc, khuyến khích nhị hoàng tử phản nghịch. Nhiệm vụ này, ngược lại là rất nhiều người tìm ta làm. Đế vương môn cùng Trác quản gia đều hy vọng nhờ vào đó sự tình gây nên triều chính nội loạn, chỉ hoãn Độc Cô Quân hành quân. Hoàng đế thì là muốn mượn này dẫn thừa tướng động thủ, đem ngài vây cánh một mẻ hốt gọn, thuận tiện đem bên trong thông bán nước tội danh an trên đầu ngươi. Ách, đoạn này có thể nhảy qua. Đây là lão phu suốt đời nét bút hỏng. Ai, không đề cập tới cũng được. Gia Cát Trường Phong hơi chậm lại, lại là khoát khoát tay, thở dài lên tiếng. Trác Phàm cùng U Minh hai người đối mặt cười một tiếng, cũng chưa kể tới. Sau đó, U Minh nói tiếp, có điều, Trác quản gia tại hai chuyện này về sau, lại cho ta một cái có thể lựa chọn nhiệm vụ, cái kia chính là, như thừa tướng đại nhân gặp nạn, cần phải chiếu cố có thêm, bảo toàn tánh mạng. Thực ta không muốn làm, bởi vì sợ hoàng đế phát hiện, rơi vào nguy cảnh. Bất quá Trác quản gia thực sự làm người quá tổn hại, thất trong nhà nhà thứ nhất thì diệt chúng ta U Minh Cốc, đây không phải đoạn ta đường lui sao. Về sau đế vương môn cũng diệt, không có cách nào, ta chỉ có hoàng đế cùng Lạc gia cái này hai đầu thuyền nhưng là dẫm, tự nhiên mỗi người lời nói đều muốn nghe. Nói đến đây, U Minh nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt có chút u oán, Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến. Giống như chuyện xấu đạt được giống như, cười gian mà ra. Thế nhưng là Gia Cát Trường Phong lại là sửng sốt, có chút không hiểu nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, chẳng biết tại sao ngài biết đối lão phu như thế chú ý. Ha ha ha, thực không dám giấu giếm, tại hạ kính thừa tướng chi tài, muốn lực mời thừa tướng vào ở Lạc gia, chẳng biết có được không. Trác Phàm cung kính hướng Gia Cát Trường Phong ôm một cái quyền, mặt chân thành nói. Khẽ chau mày. Gia Cát Trường Phong trong lòng trầm ngâm thật lâu, lại là vừa nghi nói, Lạc gia có Trác quản gia dạng này cực hạn đại tài tỏa chấn, muốn lão phu tiến đến vì sao? Chỉ sợ lão phu tại Trác quản gia trước mặt, chỉ có thể biến thành người vô dụng. Thừa tướng đại nhân quá khiêm tốn, Trác mỗ bất quá bằng chút quỷ dị thủ đoạn, mới có thể đi đến hôm nay chi địa, nếu bàn về chỉ thế chi tài, toàn bộ thiên vũ còn phải bài đẩy thừa tướng đại nhân mới là. Thật sâu hít một hơi. Trác Phàm trên mặt bất giác có chút hiu quạnh, huống hồ, lần này vì đối phó Khuyển Nhung đại quân cùng Hoàng thất liên hợp, Trác mỗ không thể không mặt dày mày dạn hướng Ma Sách Tông mượn tới cao thủ trợ giúp, thực sự thiếu lớn lao nhân tình. Để báo đáp lại, ta phải đi Ma Sách Tông báo danh, không biết năm nào tháng nào trở về. Tại trong lúc này, ta thực sự cần giống thừa tướng đại nhân dạng này trí giả tọa trấn Lạc gia, nắm giữ toàn cục, để tránh có bất kỳ sai lầm xuất hiện. Cái gì? Ma Sách Tông? Nói như vậy, các ngươi nhất định đánh thắng bệ hạ cùng Khuyển Nhung, mà lại hộ quốc Tam Tông cũng biết việc này. Gia Cát Trường Phong giật mình, mì đầu bất giác run run, như vậy cứ như vậy, Thiên Vũ Hoàng thất cho dù bảo trụ, cũng sẽ bị mất quyền lực. Mà tránh thức chấp trưởng Thiên Vũ cái bóng Hoàng đế, không phải Lạc gia không còn gì khác. Ha ha ha, Gia Cát đại nhân nói, đi theo phía dưới thấy. Cho nên đại nhân nếu có thể vào ở Lạc gia, nhất định có đại nhân đại thi quyền cước chi địa. Sẽ không bôi nhọ ngài đường đường Thiên Vũ đệ nhất trí giả danh hào. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ vuốt cằm. Gia Cát Trường Phong chậm rãi đứng lên, tới lui bước đi thong thả hai bước, tỉ mỉ suy nghĩ, nói như vậy, hiện tại ngươi Lạc gia đại quản gia chức, thực cùng Thiên Vũ thừa tướng không có khác nhau. Mà ngươi bây giờ lập tức muốn rời khỏi, quản gia kia chức vị này, từ người nào đảm đương. Chỗ nào còn nghe không ra hắn lời nói bên trong chân ý. Trác Phàm bất giác mỉm cười cười một tiếng, giơ tay lên nói, Gia Cát thừa tướng tại Thiên Vũ xưng tướng gần trăm năm, thừa tướng một vị tự nhiên thông thạo. Đã hiện ở ta nơi này Lạc gia đại quản gia chức cùng thừa tướng chi vị tương đương, như vậy ta sau khi đi, cái này chức vị, tự nhiên là cho Gia Cát thừa tướng giữ lấy, ha ha ha. Mi đầu bất giác nhất động, Gia Cát Trường Phong trong lòng bất giác có chút ngứa. Tuy nói hắn làm cả một đời thừa tướng, đối quan vị cũng không có gì có thể lưu luyến. Bất quá đột nhiên trầm tĩnh lại, lại cảm thấy không có chuyện gì có thể làm, nên như thế nào độ năm. Nhưng nếu lại trọng thao cựu nghiệp, hắn nhưng là tuyệt không quen thấp hơn hạ nhân làm việc. Có thể lại ngồi thừa tướng chi vị,
trở thành Lạc gia đại quản gia, ngược lại là tuyệt hảo bất quá lựa chọn. Thật sâu hít một hơi, Gia Cát Trường Phong có chút ngượng ngùng cười cười, nhìn về phía Trác Phàm trên mặt có chút ngượng ngùng chi sắc ấy. Ngươi vừa rời đi, lão phu mới vừa vào chú, thì đoạt ngươi vị trí, không tốt à? Không có gì không tốt, đại quản gia chính là chức vị trọng yếu, trưởng quản cả nhà hết thảy sự vụ. Mà lại ngày sau Lạc gia càng ngày càng to lớn, cần chiếu cố sự tình cũng càng nhiều, chức vị này, vạn không thể hư không. Coi như ngươi không lên, người khác cũng sẽ phía trên. Nếu là Gia Cát thừa tướng cảm thấy đột nhập Lạc gia, còn không thích ứng lời nói, không có vấn đề, ta để Lãnh Vô Thường đi trước đỉnh lấy. Dù sao hắn đối với hiện tại quân sư chức, có chút phản cảm. Khóe miệng một phát, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng. Thế nhưng là lời vừa nói ra, Gia Cát Trường Phong lại là vội vàng khoát khoát tay, vội la lên, như vậy sao được, hắn Lãnh Vô Thường nguyên lai chỉ là đế vương môn đại quản gia, quản sự tình thưa thớt. Giống Lạc gia về sau là muốn trở thành toàn bộ Thiên Vũ cái bóng hoàng đế, trưởng quản Thiên Vũ lớn nhỏ hết thảy sự vụ, hắn cũng không có cái này kinh nghiệm a. Ta cũng là theo tiểu gia tộc quản gia làm lên, không như cũ đánh xuống cái này như vậy đại giang sơn, người cảm thấy ta cũng không có cái này kinh nghiệm sao? Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Gia Cát Trường Phong bất giác trì trệ, cười khổ lắc lắc đầu, ai, Trác quản gia cũng đừng lại lừa gạt ta. Trác quản gia tuyệt không phải người thường, nhìn ra tay liền có thể nhìn ra, đại khí bàng bạc, không câu nệ tiểu tiết, nào giống tiểu gia tộc đi ra người. Tuy nhiên không biết Trác quản gia trước kia gì bối cảnh, nhưng lão phu có thể khẳng định, Trác quản gia là tài năng kinh thiên động địa, không có cái gì là làm không được. Gia Cát thừa tướng, ngươi cũng học được vuốt mông ngựa, bất quá cái này vô dụng, ta liền muốn một câu, làm vẫn là mặc kệ. Làm, trong mắt bất giác ngưng tụ. Gia Cát Trường Phong cũng không kiểu cách nữa, hung hăng gật đầu. Nghe được lời này, Trác Phàm cuối cùng yên tâm lại, trong tay xuất ra một đầu huyết tằm, đưa tới, gia tộc quy củ, vào ở người, trước nuốt vào đầu này côn trùng lại nói. Đây là cái gì? Gia Cát Trường Phong sững sờ, hỏi lên tiếng, nhưng vẫn là theo thường lệ đem côn trùng nuốt vào. Bởi vì hắn biết, Trác Phàm muốn đối phó hắn, đã sớm động thủ, sẽ không lượn quanh lớn như vậy cái phạm vi, phiền toái như vậy. Cho nên càng là trí giả, cùng Trác Phàm bàn điều kiện liền càng là thống khoái. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, Trác Phàm thủ hạ khẽ nhúc nhích, kết động ấn quyết, Gia Cát Trường Phong liền bỗng cảm thấy đến cái bụng một trận đau đớn, hai gò má run rẩy, mồ hôi lạnh vù vù chảy ròng. Tiếp lấy Trác Phàm lại vừa mất ấn quyết, hắn mới lại khôi phục lại. Tuy nhiên vừa mới bất quá giây lát ở giữa sự tình mà thôi, nhưng là hắn dĩ nhiên đã giật mình trái tim run rẩy. Đầy mặt kinh khủng. Ha ha ha, biết a, cũng là làm cái này. Trác Phàm không khỏi tà cười một tiếng, thản nhiên nói. Khóe miệng bất giác một xẹp, Gia Cát Trường Phong chợt cảm thấy một trận ủy khuất, kêu gào nói, Trác quản gia, không cần thiết a, lão phu bất quá một giới văn chất thư sinh, cũng không phải là thực lực mạnh mẽ thế hệ, không cần dùng thủ đoạn như thế khống chế chúng ta a. Ha ha ha, văn chất thư sinh, thừa tướng đại nhân quá khiêm tốn. Ngài thế nhưng là âm mưu quỷ kế, một bụng ý nghĩ xấu, không cố gắng khống chế một chút, ta làm sao yên tâm cứ như vậy rời đi đâu. Cười nhạo lấy lắc đầu, Trác Phàm thở dài, Lạc gia tỷ đệ không có nhiều như vậy tâm cơ, cũng không phải cái gì cường giả, tựa như hai con miên dương một dạng. Ta mang đến nhiều như vậy mãnh thú, canh giữ ở bãi nhốt cừu bên ngoài, vốn định bảo vệ bọn hắn. Chờ ta ra ngoài đi một vòng sau khi trở về. Phát hiện mãnh thú đem bãi nhốt cừu bên trong dê toàn ăn, vậy ta còn không được hối hận chết. Cho nên cho các ngươi cái chốt điều dây chuyền, cũng là hợp tình lý a, ha ha ha. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong cùng U Minh hai người liếc nhìn nhau, đều là cười khổ lắc đầu, lại là không bỏ ra nổi một câu phản bác tên ma đầu này. Bởi vì cái này ma vương, nói còn thật đúng a. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm mang theo U Minh cùng Gia Cát Trường Phong trở lại Xương Bình Vương Phủ. Bởi vì Hoàng đế bại trận, Lạc gia tại đế đô cái này khu quần cư lại thuận lợi cầm về. Một đường lên, phố lớn ngõ nhỏ đều một mảnh lụa trắng, nghênh phong phất phới, một số cửa hàng cũng đóng cửa. Xem ra Hoàng đế băng hà sự tình đã truyền ra Hoàng thành bên ngoài, cả nước chung buồn bã. Chờ ba người bước vào Vương Phủ cửa chính về sau, tại một đám hộ vệ ai nha nha dưới. Theo Trác Phàm đi vào đế đô người Lạc gia, cùng nhau ra nghênh tiếp.
Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Đường Đường Thiên Vũ thừa tướng ra Cát Trường Phong bóng người về sau, vẫn là không nhịn được giật nảy cả mình. Riêng là Lãnh Vô Thường, mí mắt khẽ run, trong lòng phát lên một chút bất an tới. Cho mọi người nói rõ một chút, ra Cát thừa tướng về sau cũng là chính chúng ta người. Trác Phàm khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người, còn có đây là U Minh, trước kia U Minh cốc mưu sĩ, cũng là chính chúng ta người. Mọi người bất giác hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó liền trong lòng không sai, xem ra Trác quản gia lại đi mời chào nhân tài, lần này còn mẹ hắn đem tứ trụ đứng đầu cho đưa tới, đây thật là đại thủ bút ha. Sau đó, mọi người cũng cùng nhau cung kính hướng hai người ôm một cái quyền. Chỉ có Lãnh Vô Thường, trong lòng ai thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nội tâm một mảnh hưu quạnh. Vốn là hắn biết, Trác Phàm chẳng mấy chốc sẽ đi, sau này Lạc gia chấp trưởng đại cục người. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm quỷ tâm tư nhiều như vậy, lại đem ra Cát Trường Phong lão gia hỏa này cũng cho rồi. Đây rõ ràng cũng là đến quản thúc hắn thế lực. Ai, lại tới cái đoạt bát cơm, Lãnh Vô Thường trong lòng ám đạo. Tựa hồ là nhìn ra khác ý nghĩ, Trác Phàm cùng mọi người hàn huyên vài câu về sau, liền đem bọn hắn cho lui, duy chỉ có đem Lãnh Vô Thường gọi lại, Lãnh tiên sinh, các ngươi đi theo ta. Nói, hắn liền đem ba người đưa tới bên trong phòng mình, làm thành một bàn ngồi xuống, đạm mạc quét mọi người liếc một chút về sau, cười nói, ba vị đều là người thông minh, chắc hẳn đã biết ta dự định. Không sai, về sau tại Lạc trong nhà, chư vị cũng là thế chân vạc, chúc mừng, ha ha ha. Trác Phàm cười đến rất sung sướng, nhưng Lãnh Vô Thường lại là bất đắc dĩ thở dài, bĩu môi, thăm thẳm lên tiếng, tựa hồ còn có chút ủy khuất nói, Trác quản gia. Ngài tại Lạc gia một người độc lớn nhiều như vậy năm, mắt thấy ngài muốn thả quyền rời đi, lão phu coi là lão phu mùa xuân lập tức liền muốn tới, có thể đại triển quyền cước một phen. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, ngài trả cho ta thiết lập hai cái kiểm chế a. Ha ha ha, chế hành chi đạo, chính là đế vương chi thuật, huống hồ hiện tại chủ yếu bộc mạnh. Nói thật, nếu không phải có Trác quản gia tại chỗ đè lấy, dùng cái kia côn trùng khống chế mọi người, bằng Lạc gia tỷ đệ hai cái kia hài tử. Làm sao có thể chế đến nhiều như vậy cường giả? Trác quản gia làm như thế, thực hợp tình hợp lý a. Gia Cát Trường Phong tựa hồ là đêm qua cùng Trác Phàm cầm nến dạ đàm, khai khiếu, rất là lý giải. U Minh cũng là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Ba người bọn họ đều là tâm cơ khó lường thế hệ, cho dù Trác Phàm dạng này trí giả, nếu không ra chút thủ đoạn, đem bọn hắn chế trụ, đặt tại thân một bên cũng là không yên lòng. Huống chi lại là đặt ở cái kia hai cái tâm tư đơn thuần hai tỷ đệ bên người đâu. Nếu là muốn quyền lực tuyệt đối, mất quyền lực chủ tử, ha ha ha. Lấy ba người bọn họ thủ đoạn, không ra dây lát thời gian, quả thực dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có ba người kiềm chế lẫn nhau, mới có thể đạt đến thế lực cân đối. Lãnh Vô Thường cũng đồng dạng minh bạch điểm này, lý giải Trác Phàm khổ tâm, bất quá lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn. Vẫn là để hắn nhìn không được một trận thất lạc. Cười nhìn lấy ba người, Trác Phàm trầm ngâm một trận, đạm mạc lên tiếng, thực các vị đều là năng nhân dị sĩ, cho dù tại hạ xuất phát từ an toàn cân nhắc, đối với các ngươi có hạn chế, cũng nhất định sẽ không trói buộc các ngươi tài hoa, tuyệt đối để cho các ngươi làm đến vật tận dụng, lực dùng hết khả năng. Đến thời điểm, chỉ sợ các ngươi cho dù muốn lục đục với nhau, đều không có cái kia thời gian rỗi. Nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra ba đạo ngọc giản, đưa cho ba người, đây là ta đến tiếp xuống mưu đồ, các vị chức trách ở bên trong cũng có chỗ quy hoạch. Lúc trước Lãnh tiên sinh là biết một chút, nhưng đây là sau cùng quyết định biện pháp. Khẽ chau mày, ba người nghi ngờ đem ngọc giản tiếp nhận, tiếp lấy nguyên thần xuyên vào bên trong. Nhưng là rất nhanh, liền cùng nhau mở hai mắt ra, nhịn không được kêu ra tiếng, Lạc Minh. Không sai, chính là Lạc Minh. Cười gật gật đầu, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra bản thân kế hoạch to lớn, trước kia ngự hạ thất gia lục đục với nhau, vì chỉ là thiên hạ chi tôn. Thế nhưng là bọn họ cho dù đoạt được thiên hạ, cũng chỉ là hạn chế tại thiên vũ bên trong. Hiện tại chúng ta đã có thể làm đến thiên vũ cái bóng hoàng đế, tuy có đế hoàng quyền lực, lại không nhận đế vương chi vị ước thúc, đại khái có thể đánh vỡ quốc gia ở giữa hàng rào, không ngừng hấp thu có danh vọng gia tộc thêm vào, sinh sôi không ngừng. Không có giới hạn cảnh, như vậy rất nhanh liền sẽ trở thành một cái siêu việt đồng dạng tông môn quái vật khổng lồ. Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm không thả,
Gia Cát Trường Phong ba người đã hoàn toàn ngây người. Thật lâu, Gia Cát Trường Phong mới thì thào xuất khẩu, "Trác quản gia, cái này nhưng là đại thủ bút a. Đánh vỡ đế quốc hàng rào, lấy tay Trung Tư ngọn nguồn làm cơ sở, không ngừng hấp thu nước khác đại gia tộc thêm vào, thành vì một cái không nhận quốc gia hạn chế tổ chức to lớn. Đến thời điểm, biến đổi 2, 2 biến 4, theo gia tộc thêm vào đông đảo, tư nguyên cũng đang không ngừng biến nhiều. Chúng ta khả năng liền toàn bộ Tây Châu đều có thể cầm xuống, trở thành Tây Châu cái bóng hoàng đế. Không tệ, mà lại sự kiện này, chỉ có chúng ta có thể làm được. Bởi vì chúng ta đã là nơi này cái bóng hoàng đế, sẽ không thụ đế quốc hạn chế. Mà hấp thu chỗ trống khu gia tộc thêm vào, chính là lấy lợi dụ, cũng không phải là bất lực cưỡng bức, sẽ không khiến cho bắn ngược, hắn đế quốc cũng sẽ không lập tức chú ý tới. Chờ thực lực chúng ta đã đủ mạnh, chỉ sợ trên đời đã lại không một cái đế quốc có thể động cho chúng ta. Trác Phàm cười lạnh, nhìn về phía ba người hí ngược nói, cứ như vậy, ba vị trưởng quản lớn như thế tổ chức, còn có tâm tư đi lục đục với nhau sao? Ba người bất giác ngơ ngác, nhìn về phía Trác Phàm trong mắt tràn đầy tán ăn vào sắc. Gia Cát Trường Phong càng là cung kính ôm một cái quyền, thở dài, Trác quản gia quả nhiên đại tài, lại có như thế kế hoạch lớn vĩ trí. Khó trách lúc trước người hội nói với lão phu, người dã tâm xa so với lão phu phải lớn. Bây giờ thấy một lần, quả thật như thế a. Nếu là muốn phát triển lớn như thế thế lực, thật là lão phu đại triển quyền cước chuyên nhất lựa chọn. Đến lúc đó, lão phu đoán chừng muốn cảm thán tài sáng tạo không đủ dùng, ha ha ha. Lãnh Vô Thường cũng là cười khẽ một tiếng, vừa lòng thỏa ý. Trác Phàm trầm ngâm một trận, tiếp tục nói, hiện tại xây dựng Lạc Minh kế hoạch, chỉ có chúng ta biết. Giống Hoa Vũ Lâu bọn họ, còn đang suy nghĩ trùng kiến gia tộc. Đây đối với chúng ta nhất gia độc đại không có chỗ tốt, ta lại không muốn lại hiện ra năm đó Ngự Hạ Thất gia loạn cục. Ba vị đều là đương thời đỉnh phong trí giả, có thể hay không để bọn hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ trọng kiến Ngự Hạ Thất gia ý nghĩ, ngược lại thêm vào chúng ta Lạc Minh, thành cho chúng ta nhóm đầu tiên người ủng hộ, thì xem các ngươi. Mi đầu hơi nhíu, ba người lẫn nhau nhìn xem, lại toàn đều khinh thường cười khẽ một tiếng. Cùng nhau nói, như thế việc nhỏ, bất quá công tâm, lại dễ dàng bất quá. Trác Phàm khóe miệng một phát, hài lòng gật đầu. Có cái này ba cái tâm cơ rất sâu nhân chủ sự tình, Lạc gia tương lai phát triển, cần phải là không có vấn đề. Tốt, ta còn có chuyện quan trọng, chính các ngươi thương lượng trước phân công đi. Lại nghiên cứu thảo luận một số cụ thể trình tự, Trác Phàm liền muốn đứng dậy rời đi. Lúc này, Lãnh Vô Thường có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trác Phàm. Nghi nói, Trác quản gia, ngài thật đúng là suy nghĩ hơn người, khiến người ta nhìn không thấu a. Như thế kỳ dị phát triển hình thức, ngài là làm sao nghĩ ra được? Ta gặp qua, nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Ba người nghe đến, lại là một đầu mê hoặc. Gặp qua, đại lục ở bên trên, có gia tộc nào là như thế làm giàu à, chưa từng nghe nói a. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, tại cái kia cao cao tại thượng thánh vực. Đứng ở thế gian tối đỉnh phong vị trí gia tộc, thánh tộc. Mỗi một cái gia tộc, cũng là một cái liên minh, chính là để các tông môn lớn đều e ngại to lớn tồn tại. Một phương diện khác, Trác Phàm từ biệt ba người, liền hướng trong một phòng khác đi đến, đợi đi vào cửa về sau, bên trong ngồi đấy hai người, lại chính là thiên địa nhị thánh. Chỉ là giờ này khắc này, hai người bọn họ đều bị phong tu vi, không thể động đậy, chỉ có thể mặc người chém giết ngồi ở chỗ đó, một mặt cho tàn. Hai vị, rất lâu không thấy, gần đây được chứ? Ha ha ha! Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thủ quyết một đánh, hai người nhất thời liền có thể động đậy, gần đây sự vụ bận rộn, cũng không có lo lắng hai vị, thứ tội thứ tội. Hừ, Trác Phàm, người không cần giả mù sa mưa địa sứ hảo tâm, được làm vua thua làm giặc, người muốn như thế nào tra tấn hai người chúng ta, cứ tới đi. Thiên Thánh bất giác hiên ngang đầu, một mặt kiên nghị. Trác Phàm mỉm cười cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hai vị chỉ sợ hiểu lầm, tại hạ nếu muốn tra tấn hai vị, há có thể để hai vị như thế nhẹ nhõm tự tại sống hai tháng. Vậy ngươi vừa cầm đến chúng ta thời điểm, không phải tra tấn chúng ta dày vò đến rất thống khoái a? Tuy nhiên chỉ có ba ngày, nhưng chúng ta quả thực giống tại trong địa ngục qua ba năm một dạng. Hung hăng khẽ cắn môi, địa thanh ác khí nói. Bất giác than nhẹ một tiếng. Trác Phàm bất đắc dĩ giải thích nói, xin nhờ, ta đó là cứu các ngươi tới.
Lúc đó nếu không phải ta lấy tra tấn các ngươi vì lấy cớ, bảo vệ tính mạng các ngươi lời nói, các ngươi bó tiểu tam tử thời gian dài như vậy, hắn còn không phải một chân dẫm chết ngươi nhóm mới nguôi giận. Về sau ta một thanh hắn đuổi đi, thì cho các ngươi giải trừ huyết tầm nỗi khổ, còn để người phía dưới ăn ngon uống sướng chiêu đãi, các ngươi sẽ không quên đi. Bất giác sững sờ, hai người liếc nhìn nhau, giống như xác thực như thế. Từ khi Cổ Tam Thông giúp hết Trác Phàm bận bịu, rời đi Lạc Gia về sau, bọn họ liền lại không bị qua tra tấn. Ngươi muốn làm gì, thông thông khoái khoái nói đi. Biết Trác Phàm sẽ không vô sự mà ân cần, Thiên Thánh trầm ngâm một trận, hét lớn lên tiếng. Nhàn nhạt cười cười, Trác Phàm một mặt chân thành nói, hy vọng hai vị, thêm vào chúng ta. Cái gì? Bất giác giật mình, hai người liếc nhìn nhau, lại là cùng nhau sủi cười ra tiếng, không có khả năng. Vì cái gì? Chố mắt nhìn, Trác Phàm nghi ngờ nói, bây giờ hoàng thất đã bại, hoàng đế đã chết, cái kia mập mạp lập tức đăng vị, vẫn là ta nâng lên đi, nhất định là khôi lỗ. Các ngươi đi theo đám bọn hắn lăn lộn, còn có cái gì tiền đồ? Sẽ không phải, các ngươi cũng đối hoàng thất như thế ngu chung đi. Chậm rãi lắc đầu, Thiên Thánh sủi cười một tiếng nói, chúng ta không phải Độc Cô Chiến Thiên cùng người thánh, không có nhiều như vậy trung tâm có thể nói. Chỉ là hoàng thất cung cấp nuôi dưỡng chúng ta thay hắn làm việc mà thôi. Nhưng duy chỉ có các ngươi Lạc Gia, chúng ta tuyệt sẽ không thêm vào. Bởi vì, các ngươi cùng Cổ Tam Thông tiểu quái vật kia là một đám. Nhi tử ta cùng các ngươi có gì sầu gì oán niệm, các ngươi như thế hận hắn. Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm khó hiểu nói. Cười lạnh, địa thánh không sai xuất khẩu, hừ, cũng là tiểu quái vật kia, 300 năm trước làm hỏng chúng ta căn cốt. Mới để cho chúng ta chung thân khổ sở hóa hư cảnh, hủy chúng ta cả đời tiền đồ, ngươi nói chúng ta cùng hắn lo gì gì oán niệm. Nghe được lời này, Trác Phàm rốt cuộc minh bạch hết thảy, tiện tay xuất ra một cái bình thuốc nói, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này, dễ làm. Ngươi nhìn, đây là chúng ta Lạc Gia thông thiên đan, thập phẩm linh đan, nhưng là tiếp mạch tục cốt. Lệ lão bị đánh đến gân mạch đứt từng khúc lúc, nuốt một viên, lập tức chuyển biến tốt, còn đột phá hóa hư bình cảnh. Nếu như các ngươi chịu đem cái này một ân oán bỏ qua, cùng nhi tử ta hòa giải, thêm vào Lạc Gia, bình đan dược này, cứ việc cầm đi. Thân thể nhịn không được hung hăng run run, hai người liếc nhìn nhau, đều là quá sợ hãi, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Lạc Gia lại còn có như thế thần dược. Thế nhưng là nhìn về phía Trác Phàm, lại có chút bận tâm hắn lừa gạt mình hai người, Thiên Thánh không khỏi do dự nói, nếu như đúng như này, Trác quản gia đối với ta hai người đại ân đại đức. Mà cảm vẻn vẹn nói cảm ơn, chỉ cầu trung thân cung cấp ngài phân công, lấy báo đại ân còn cùng lệnh công tử sự tình, đương nhiên sẽ không nhắc lại, nhưng nếu ngài muốn gạt ta nhóm. Ngươi ngốc à, các ngươi mệnh đều trong tay ta nắm chặt, ta có cần phải lừa các ngươi sao? Huống hồ, xem các ngươi dừng lại thần chiếu đỉnh phong thời gian rất lâu, nếu không phải căn cốt bị hủy, sớm nên đột phá. Hôm nay các ngươi ăn vào viên thuốc này, tất nhiên nhập cảnh hóa hư hàng ngũ. Là thật là giả, thử một lần liền biết rõ. Nhìn chằm chằm cái bình thuốc kia, thiên địa song thánh liếc nhìn nhau, ừng ực một tiếng, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, đầy dẫy vẻ kích động. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được vội vã đem bình thuốc lấy ra, để lộ nắp bình, từ bên trong đổ ra hai viên thuốc, hai người ào ào ăn vào. Chỉ một thoáng, một dòng nước trong thẳng vào huyết mạch gân cốt, khiến đến bọn hắn không tự chủ được ngâm khẽ lên tiếng. Một tòa núi cao nguy nga phía trên, phụ khí mông lung, pha trộn lượn lờ. Tại cái kia đỉnh núi chỗ, mang lấy một tòa 10 mét vuông cái đỉnh nhỏ, một vị thân mang màu xanh cẩm phục, mặt trắng không dâu thanh niên chính khoan thai tự đắc ngồi tại một chương trước bàn đá thưởng thức trà trà, chỉ là miệng kia góc thỉnh thoảng nhếch lên đường cong, lại cho người ta một loại dị thường tà ác cảm giác. Khiến người ta phảng phất là bị rắn độc nhìn chăm chú một dạng, trong lòng một trận phát lạnh. Hiu. Một đạo lưu quang xẹt qua trên mây, rơi xuống núi này đỉnh chỗ, hiện ra một đạo áo trắng thân ảnh già nua, người khoác tơ vàng trường sam, tay lấy thiên ti phất trần mở đường, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhìn thấy người này, thanh niên kia không khỏi cười lớn một tiếng, nhưng lại chưa ngồi lên, chỉ là tùy ý vung tay lên, cười nói, Huyền Thiên Tông Tuyên Kiếm Phong, nhiều năm không thấy, gần đây được chứ? Tà Vô Nguyệt, người ta ngày thường rất ít lui tới. Cũng không có gì giao tình có thể nói, thiếu lôi kéo làm quen, hôm nay sao lại đột nhiên nhớ tới mời ra tới đây gặp, đến tột cùng làm cái quỷ gì. Tuyên Kiếm Phong nhẹ hừ một tiếng,
phất phất ống tay áo, ngay sau đó ngồi xuống. Khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong, Tà Vô Nguyệt từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, cười nói, gọi ngươi tới đương nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng, bất quá bây giờ còn không thể nói, bởi vì còn có người chưa tới. Hưu. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, lại là một đạo lưu quang xẹt qua mây trời, nhất thời xuất hiện tại hai người trước mặt. Khí thế cường đại quét ngang toàn bộ đỉnh núi, cho dù là hai người cũng không cảm thấy khí tức hơi chậm lại, có chút lòng buồn bực cảm giác. Cái kia Tuyên Kiếm Phong càng là nhìn không được trong mắt co rụt lại, kêu lên sợ hãi, Nhậm tông chủ, ngài làm sao cũng tới. Người đến là cái khuôn mặt anh tuấn trung niên hán tử, một trương mặt lạnh như đao gọt dìu đục đồng dạng, tràn ngập kiên nghị, thưa thất sâu ria sen vào nhau tinh tế phân bố ở trên cằm, càng lộ vẻ hào phóng không bị trói buộc chi khí. Nhậm tông chủ, Vô Nguyệt tại đây hữu lễ, cùng cái kia Huyền Thiên tông chủ Tuyên Kiếm Phong đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Lần này Tà Vô Nguyệt đúng là cung kính đứng dậy, hướng đại hán kia xa xa cúi đầu. Tuyên Kiếm Phong cũng đuổi vội vàng đứng dậy, bái bái. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, đại hán kia sờ sờ tròm râu trên cằm, vung tay lên, hào khí vượt mây nói, hai vị tông chủ khách khí, Nhậm mỗ lần này đến là cùng bàn đại sự, hai vị tông chủ đều không cần giữ lễ tiết, nhanh ngồi một chút ngồi, ha ha ha. Minh bạch vị này Nhậm tông chủ tính khí, hai người khẽ vuốt cằm. Liền chậm rãi ngồi xuống. Cái kia Nhậm tông chủ cũng là vẩy lên trường bào, tùy tiện ngồi xuống, rất là tùy ý, tiếp lấy mới nhìn hướng Tà Vô Nguyệt, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo lạnh lẽo tinh quang nói, Tà tông chủ, người lúc trước đề cập với ta sự tình, thế nhưng là thật. Cái kia Vũ Văn gia tộc, coi là thật lớn mật như thế, dám gạt chúng ta ba tông sau lưng làm động tác lớn như vậy. Đại sự như thế, tại hạ sao dám thuận miệng nói bậy, lừa gạt Nhậm tông chủ. Cười nhạt một tiếng, Tà Vô Nguyệt khẽ vuốt cằm nói. Thế nhưng là cái kia Tuyên Kiếm Phong cũng đã sững sờ, không khỏi nghi hoặc lên tiếng, Nhậm tông chủ, đến tột cùng ra sao sự tình a? Ách, Tuyên tông chủ còn không biết sao? Không khỏi sững sờ, Nhậm tông chủ kỳ quái nhìn Tà Vô Nguyệt liếc một chút, vừa nhìn về phía hắn nói, Tà tông chủ không có ở truyền tin trong ngọc giản nói cho ngươi à, cái kia Vũ Văn gia tộc vụng trộm đem Thiên Vũ 10% lãnh địa để lại cho Huyền Nhung. Cái gì? Không khỏi giật nảy cả mình, Tuyên Kiếm Phong nhìn không được thân thể hung hăng run run, bất khả tư nghị nhìn về phía Tà Vô Nguyệt nói, đây là thật à, bọn họ thật có to gan như vậy. Mà lại, đại sự như thế, ngươi vì sao không đề cập tới sớm nói rõ? Cái này không liền nói rõ à, cũng không phải là không có nói cho ngươi, hừ hừ hừ. Tà Vô Nguyệt cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Tuyên Kiếm Phong lại là trong lòng trì trệ. Nhìn về phía Tà Vô Nguyệt ánh mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này rõ ràng cho hắn gài bẫy, đã thông báo hắn đến gặp nhau, lại không nói rõ nguyên do. Hai nhà quan hệ cũng không sâu, hắn hoàn toàn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, bất quá cứ như vậy thì hoàn toàn trúng kế. Cái này Nhậm tông chủ chính là hộ quốc tam tông đứng đầu, Thiên Hành tông tông chủ. Nếu là hắn nhìn đến chính mình đối đại sự như thế đều mặc kệ không hỏi, tâm lý tất nhiên sẽ sinh ra kẽ hở, xa lánh hai tông khoảng cách. Cứ như vậy, cái này Tà Vô Nguyệt âm mưu liền đạt được. Coi như cuối cùng hỏi lên, Tà Vô Nguyệt chỉ cần nói cáo chi Huyền Thiên Tông đến thương nghị, vậy hắn Tuyên Kiếm Phong nhưng là hết đường chối cãi. Đúng vậy a, người nhà là cáo chi chúng ta, nhưng là ngươi không có nói là chuyện lớn như vậy a. Bằng hai ta tông cái kia 3 ngày 1 đánh, 5 ngày 1 đấu quan hệ, dựa vào cái gì ngươi nói một tiếng, ta liền muốn tới gặp ngươi a. Bất quá may mắn tới gặp, không phải vậy coi như thật xảy ra đại sự. Cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, Tuyên Kiếm Phong hung hăng trừng Tà Vô Nguyệt liếc một chút, hàm răng cắn rát băng vang lên. Tà Vô Nguyệt lại là quay đầu nghiêng đầu đi, khóe môi nhếch lên cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Nhậm tông chủ đã lòng dạ biết rõ, lại không nói ra, y nguyên cười lớn một tiếng, khuyên giải nói tốt, đây đại khái là Tà tông chủ sự vụ bận rộn. Quên nói đi, Tuyên tông chủ cũng không cần lại tính toán. Việc cấp bách, vẫn là muốn đem việc này chân tướng mỏ cái thấu triệt, giải quyết triệt để mới là. Nói như thế, Nhậm tông chủ vừa nhìn về phía Tà Vô Nguyệt cười nói, Tà tông chủ, đã ngươi đã biết việc này, chắc là sớm đã có hành động a, không có khả năng chờ chúng ta đến, mới thương lượng đối sách. Nhậm tông chủ cao kiến, cái gọi là binh quý thần tốc, Tà mỗ một biết rõ việc này, liền đã phái người tiến đến ngăn lại. Trước mắt, hết thảy sự tình đều đã lắng lại.
chỉ là như thế nào hướng Khuyển Nhung cùng Ngự Thú Tông tính sổ sách, cần chúng ta Tam Tông cộng đồng hành sự mới có thể. Cười nhạt một tiếng, Tà Vô Nguyệt gật đầu đáp, tiếp lấy liền đem tất cả mọi chuyện chân tướng, nói với hai người một lần. Ba. Một tiếng vang nhỏ phát ra, Tà Vô Nguyệt đem một cái mộc mạc hồ lô đặt lên bàn, cười nói cái này bên trong chứa, cũng là cái kia Ngự Thú Tông ba vị trưởng lão thần hồn. Bằng này, chúng ta có thể hướng bọn họ hưng sư vấn tội còn muốn như thế nào chỗ tốt, còn mời Nhậm Tông chủ quyết đoán. Hừ hừ hừ, còn có thể muốn cái gì dạng chỗ tốt, Khuyển Nhung thân ở sơn mạch khu vực, núi cao rừng rậm, bên trong không ít màu mỡ chi địa, mỏ quặng đông đảo, linh dược đầy đất. Những địa phương này, lão phu sớm đã ngưỡng mộ trong lòng rất lâu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Nhậm Tông chủ cười lạnh thành tiếng, bọn họ không phải là muốn chúng ta Thiên Vũ 10% lãnh địa sao? Chúng ta cũng giống vậy, lần này cái kia để bọn hắn đại xuất huyết. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Tà Vô Nguyệt đạm mạc gật đầu, chính làm như thế, tại hạ cùng với Nhậm Tông chủ không mưu mà hợp, ta cũng là như thế nghĩ. Chúng ta cái này hồi tông điều động cao thủ, tiến về Ngự Thú Tông, đòi về cái công đạo. Tốt! Cười lạnh gật gật đầu, Nhậm Tông chủ không khỏi nhìn hai người liếc một chút, cười to lên, xem ra rất nhanh, chúng ta ba tông ích lợi liền muốn nâng cao một bước a, ha ha ha. Còn lại hai người liếc nhìn nhau, cũng tất cả đều là cười to liên tục. Cho dù cái này Tuyên Kiếm Phong cùng Tà Vô Nguyệt không hợp nhau, nhưng gặp phải song phương đều đắc ý sự tình, vẫn là tâm tình thoải mái. Có điều rất nhanh, Tuyên Kiếm Phong liền lại cau mày nói, thế nhưng là ngoại địch sự tình dễ dàng, Thiên Vũ sự tình lại nên làm như thế nào giải quyết đâu. Vũ Văn gia tộc như thế cả gan làm loạn, thực sự không nên lại chấp chưởng Thiên Vũ a. Chúng ta cần khắc lập một vị người phát ngôn, làm vì chúng ta ba tông tại Thiên Vũ lợi ích bảo hộ. Điểm này cũng không nhọc đến Tuyên Tông chủ quan tâm, cái này mới người phát ngôn, không phải rõ ràng a. Nhếch miệng lên, Tà Vô Nguyệt cười lạnh thành tiếng. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Tuyên Kiếm Phong không khỏi cả kinh nói, ngươi nói là. Cái kia Lạc gia, không được, người nào không biết, mấy năm trước ngươi đem cái kia Lạc gia đại quản gia Trác Phàm, thu vào ngươi môn ma sách tông bên trong. Hiện tại để bọn hắn làm chúng ta đại sứ hình tượng, đó là ngươi chính mình đại sứ hình tượng đi. Tuyên Kiếm Phong, ngươi cái này bụng dạ hẹp hòi, tuy nhiên Lạc gia cùng chúng ta ma sách tông có chút quan hệ. Nhưng chúng ta tuyệt không có khả năng bởi vì làm một điểm hạt vừng lớn nhỏ ích lợi, thì tổn hại hại chúng ta ba phe lợi ích, riêng là cùng Thiên Hành Tông dạng này đại tông môn rơi xuống hiểm khích. Chẳng lẽ ta xem ra giống như là loại kia hám lợi, không để ý đại cục đần độn sao? Bất giác suy cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía Nhậm Tông chủ, khom người nói, lấy trước kia Thiên Vũ lợi ích phân phối, là Thiên Hành Tông cầm ba phần, hai tông chúng ta đều cầm hai thành, Thiên Vũ chính mình lưu ba phần. Nhưng là từ nay về sau, Lạc gia làm Thiên Vũ đại sứ hình tượng, sẽ lấy thêm ra một thành cho chúng ta chia đều, chính mình chỉ lưu hai thành. Như vậy như thế tới nói, Thiên Hành Tông về sau có thể nhiều đến 3 tháng 5 phần, hai nhà chúng ta thì được đến chung 4.5 phần, như thế nào? Ánh mắt không khỏi sáng lên, Nhậm Tông chủ trong lòng nhất động, hơi hơi gật gật đầu, cười nói, đây là mọi người lợi ích, mặc kệ do ai người đi chấp chưởng khối này đĩa bánh, đều là chuyện tốt. Chỉ cần hắn có thể định kỳ đem lợi ích phân phối thỏa đáng, không biển thủ, thì không có vấn đề. Đúng là như thế, Tà Vô Nguyệt khẽ vuốt cằm, gật đầu cười cười, sau đó một mặt khiêu khích nhìn về phía một bên Tuyên Kiếm Phong. Bất giác khí trệ, Tuyên Kiếm Phong lại nhìn cái kia Nhậm Tông chủ liếc một chút, chỉ thấy hắn đầy mặt ý cười, nhưng là bộ kia nụ cười phía dưới, lại mang theo không thể làm trái hàn mang. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng vẫn là sâu xa nói, chỉ là Nhậm Tông chủ, chúng ta sau này người phát ngôn tính toán xác định, bất quá cái này lão người phát ngôn, Vũ Văn gia tộc nên xử trí như thế nào đâu. Vũ Văn gia tộc tại Thiên Vũ chấp trưởng ngàn năm, căn cơ quá sâu, một khi động, thiên hạ đại loạn, cùng chúng ta bất lợi. Các ngươi cũng đừng quên, ngàn năm trước Thiên Vũ vừa lập quốc lúc, đem gần trăm năm cũng không lắng lại, trung gian còn có 7 nhà tranh phong, bách tính dân chúng lầm than. Các đại gia tộc khốn khổ sống qua ngày, lại chỗ nào có thể đem đế quốc này chất chứa tư nguyên khai thác đi ra. Khi đó, chúng ta thu hoạch thế nhưng là rất ít ỏi. Cho nên hiện tại, Thiên Vũ tuyệt đối không thể loạn. Trong mắt tinh mang lóe lên, Nhậm Tông chủ bình tĩnh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Tà Vô Nguyệt nói, Tà Tông chủ, ngươi tuyển người kia, có nắm chắc hay không đem Vũ Văn gia tộc hoàn toàn giam cầm lại,
đem hoàng thất quyền lực triệt để lấy hết. Ha ha ha, Nhậm tông chủ thật sự là lo ngại, hiện tại hắn đã tại làm sự kiện này. Huống hồ, trung gian có bất cứ phiền phức gì, không phải còn có chúng ta Ma Sách tông bên này. Thật sâu liếc hắn một cái kia Nhậm tông chủ hài lòng gật đầu, khen, Tà tông chủ, thật sự là thiếu niên ít có a, sự kiện này thì giao ngươi toàn quyền phụ trách. Bản tông còn có việc quan trọng khác, đi trước một bước, cáo từ. Vừa dứt lời, cái kia Nhậm tông chủ liền một bước chân, trong nháy mắt biến mất bóng người. Tà Vô Nguyệt khẽ vuốt cằm, khom người cúi đầu. Chờ phụ cận đã triệt để không có cái kia Nhậm tông chủ khí tức về sau, Tuyên Kiếm Phong mới vừa nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, một mặt cười lạnh nói, Tà Vô Nguyệt, lần này ngươi thế nhưng là tại Nhậm tông chủ trước mặt có mặt mũi a. Bất quá lão phu cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không muốn ỷ vào người của mình chấp trưởng thiên vũ, thì trong bóng tối làm trò gì. Nếu để cho lão phu biết, chúng ta Huyền Thiên Tông thu hoạch xảy ra vấn đề gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thì tính sao? Mi đầu hơi nhíu, Tà Vô Nguyệt cười lạnh liên tục, ai bảo hiện tại thiên vũ tư nguyên điều phối, đều trong tay ta đâu. Trước kia ta muốn thu tiểu tử kia thời điểm, ngươi nói ta bồi, chê cười không ngừng. Hiện tại như thế nào, vật siêu giá trị đi, ngược lại là ngươi thu làm môn hạ tiểu cô nương kia, gần nhất như thế nào, hoàn toàn không có động tĩnh a, ha ha ha. Rear map hơi hơi run run, Tuyên Kiếm Phong trợn mắt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, tức giận đến song quyền nắm chặt, lại là bất đắc dĩ. Sau cùng lạnh hừ một tiếng, nhấc chân bay lên không trung, nháy mắt không thấy tăm hơi, chỉ là hắn lời nói lại là rõ ràng chui vào Tà Vô Nguyệt trong tai, ngươi khoan đắc ý. Ngươi thu tiểu tử kia không phải phổ thông nhân vật, ngươi nên lo lắng dẫn sói vào nhà, tự ăn ác quả. Hừ, người vô năng mới sẽ một chút tính nguy hiểm đều không có, ta chính là ưa thích tiểu tử này nguy hiểm. Có điều hắn lại nguy hiểm, cũng tuyệt đối chạy không khỏi ta khống chế, hừ hừ hừ. Cười lạnh, Tà Vô Nguyệt tại hư không hung ác lực một chảo, trong mắt đều là tà dị ánh sáng. Hoàng đế đăng cơ, bách quan triều bái. Sáng sớm. Hoàng thành đại điện bên trong, một tiếng bén nhọn tiếng nói đột nhiên vang lên, bàn tử thân mang kim sắc long bào, chậm rãi leo lên cái kia tượng trưng trời phía dưới quyền lực chí cao ngai vàng, sau lưng thì là bách quan cúi đầu, đi sát đằng sau. Nguyên bản từ Khuyển Nhung đại quân xuất hiện về sau, toàn bộ đế đô đều bị bắt đầu phong tỏa, hoàng thành cũng bị vây kín không kẽ hở, quần thần đã thật lâu không có lên triều, cả ngày sống nơm nớp lo sợ, sợ có diệt quốc nguy hiểm. Mà cái này tất cả mọi thứ đều là vì tạo nên một loại, Gia Cát Trường Phong cấu kết Khuyển Nhung phản loạn, giam cầm hoàng thất con cháu giả tượng, để ngày sau thuận tiện hành động. Cho nên, trừ lúc trước theo Gia Cát Trường Phong đánh vào hoàng thành những cái kia phản thần bên ngoài, toàn bộ đế đô, thực cơ hồ không có ai biết chân tướng. Mà những cái kia phản thần, cũng đã hoàn toàn bị xử quyết. Những đại thần này thời gian qua đi mấy tháng, lần thứ nhất vào triều. Vẫn là Trác Phàm lấy người thắng lợi tư thái xuất hiện tại hoàng đế trước mặt về sau, hoàng đế bị độc chết, cho hoàng đế làm quốc tang, mới lại tiến hoàng thành. Lý do tự nhiên cũng thuận lý thành chương, thì cùng Trác Phàm lúc trước đánh chiêu bài một dạng, cần vương cứu giá. Lần này hoàng thất là bị vị này đại đại trung thần, cho liều chết cứu ra, tuy nhiên hoàng đế cùng thái tử đều bị Khuyển Nhung người cho hại chết. Về sau, đang làm hết tiên hoàng mai táng về sau. Bàn tử cũng liền thuận lý bắt đầu đăng cơ đại điển. Người nào để cho cả hoàng thất, thì thừa hắn một người đâu. Chậm rãi ngồi lên cái kia rộng thùng thình long ỷ, bàn tử cái kia nguyên bản lục đẫu mắt to, bất giác tinh quang lóe lên, rất là uy nghiêm, ngược lại rất có vương giả chi khí. Mỗ mỗ, Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong ba nhà gia chủ, mang theo cùng triều đình bách quan, hướng đăng cơ tân hoàng khom người bái hạ, cao giọng hô quát chúc Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ bình thân, chậm rãi nhấc nhấc hai tay, bàn tử nghiêm túc trang nghiêm, tiếp lấy đạm mạc lên tiếng, lần này chấm sở dĩ có thể thoát hiểm, đến bảo vệ ta thiên vũ giang sơn vĩnh cố, toàn do ta thiên vũ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm, hợp tác lạc ra tất cả, anh dũng giết địch, khu trừ man di, cần vương cứu giá. Hôm nay chấm muốn luận công hành thưởng, tuyên Trác Phàm cùng lạc ra mọi người lên điện. Bàn tử một tiếng hô quát. Bên cạnh liền lập tức có cận thị lần nữa tai mắt lấy cuống họng, hét lớn lên tiếng, tuyên Trác Phàm cùng lạc ra tất cả lên điện nghe thưởng. Bén nhọn tiếng nói, một cái truyền đi, chỉ chốc lát sau, Trác Phàm mang theo một nhóm người lạc ra chậm chậm đi đến trong đại điện. Ngẩng đầu liếc mắt một cái,
Bàn tử nhịn không được tròng mắt hơi hơi co rụt lại, một trái tim trong nháy mắt thì chìm xuống dưới nặng. Nguyên bản Trác Phàm một người liền đầy đủ khó có thể đối phó, nhưng là bây giờ. Ai? Bàn tử trong lòng ai thán, cười khổ không thôi, tuy nhiên hắn đã tiếp nhận chính mình hoàng đế bù nhìn sự thật, nhưng tốt xấu có cái hy vọng, gần nhất Vĩnh Ninh cùng Vân Xương thường cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hắn trong lúc vô tình nghe đến các nàng trò chuyện, biết Trác Phàm lập tức liền muốn rời khỏi. Điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ, cái này mệt nhọc tiểu tử một khi đi, cái kia Lạc Gia chẳng mấy chốc sẽ loạn thành một đống vụn cát, dù sao những thứ này hung thần ác sát, không ai phục ai, trừ Trác Phàm, ai có thể đem bọn hắn chấn trụ. Đến thời điểm hắn lại kéo áp sát hòa giải một trận, nói không chừng còn thật có thể đem thiên tử quyền lực, trọng đoạt trong tay. Nhưng là bây giờ xem xét, hắn lại cũng không có cái nào tâm tư. Chỉ thấy Trác Phàm đi ở đằng trước, Lạc Gia mọi người ào ào theo sau lưng, hắn sau lưng ba người, lúc này liền là Thiên Vũ nổi tiếng ba đại trí giả, Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường cùng Thất Khiếu Quỷ Linh Lung U Quỷ Thất Đồ Đệ, U Minh. Cho dù U Minh không có hai người khác bị người chú ý, nhưng bàn tử cũng minh bạch, tiểu tử này đồng dạng khó đối phó. Đem cái này ba cái so lão hồ ly còn mẹ hắn tinh người đặt ở Lạc Gia tọa chấn, hắn hoàng đế này coi như muốn mưu đồ thứ gì, cũng vạn vạn không đạt được. Mặt khác, lại hướng sau nhìn qua, là một phiếu phóng nhãn Thiên Vũ lớn nhất đứng đầu cường giả. Trừ Lệ Kinh Thiên, Cửu Viêm Hải những thứ này Lạc Gia bộ hạ cũ bên ngoài, bàn tử thế mà nhìn đến Âm Dương Song lão cũng thình lình xuất hiện. Hơn nữa nhìn khí thế kia, vẫn còn so sánh trước kia cường hãn hơn rất nhiều được nhiều. Không khỏi, bàn tử trong lòng một trận oa lạnh, cười khổ nhìn về phía Trác Phàm, thì thào lên tiếng, huynh đệ, người đều là muốn rời đi, liền không thể chừa chút cho ta hy vọng a. Đem có thể đào người toàn đào đi qua, ta đến tiếp xuống đường muốn làm sao đi. Thế nào, hoàng thượng còn có cái gì ý nghĩ khác sao? Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm một mặt chế nhạo mà nhìn xem hắn. Thở dài lấy lắc đầu, bàn tử một mặt bất đắc dĩ nói, có lẽ trước kia có chút a, hiện tại xem như triệt để không có. Ta hảo hảo mà làm vị hoàng đế này, đầy đủ. Vậy là tốt rồi, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc a, ha ha ha. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lấy người thắng lợi tư thái, đột nhiên gật đầu. Thế nhưng là như thế cách làm, rõ ràng cũng là đối hoàng đế đại bất kính chi tội. Đầy triều văn võ nhìn lấy đây hết thảy, đầy mặt nghi hoặc, không rõ nội tình. Bên trong là có chút tự nhận là trung tâm quần thần thình lình đứng ra, chỉ Trác Phàm cái mũi mắng to, lớn mật, lại dám như thế nói chuyện với thánh thượng, chính là đại bất kính chi tội, phải làm chém đầu. Cho dù ngươi là hộ quốc công thần, cũng không nhưng là vô lễ như thế, xem thường thánh thượng. Ngươi là cái gì dễ hành, thế mà có gan tới chỉ trích ta. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, nhìn về phía mập mạp nói, bàn tử, ngươi nói, nên làm cái gì? Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng bệ hạ vì, ai, ta đều xấu hổ tại xuất khẩu, ngươi cái này thật sự là phải làm cả nhà chém đầu. Im ngay, cái kia quần thần còn muốn nói nữa. Bàn tử dĩ nhiên đã hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn, tiếp lấy bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, phất phất tay, thở dài lên tiếng, người tới, đem lão già này kéo xuống, cả nhà chém đầu. Ách, bất giác trì trệ, cái kia lão già bỗng dưng sửng sốt, bệ hạ, ta đây chính là tại bảo trì ngài tôn nghiêm a, vì sao muốn chảm ta? Bệ hạ, triều cương không thể phế, ngươi không thể cổ vũ cái này giành công tự ngạo chi phong a. Cái kia lão thần bị hộ vệ cưỡng ép kéo xuống, vẫn là tại nâng cao cổ hò hét, một bộ trung quân báo quốc chánh thần bộ dáng. Bàn tử xa xa nhìn một chút, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Đây thật là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội a. Người nhà không thấy được ta chỗ này còn cho người ta ra vẻ đáng thương thế này, thì dám tùy tiện hò hét, châm ngòi ly gián, lão tử sớm muộn sẽ bị loại người như ngươi hại chết. Giống như vậy tự cho là đúng trung thần, có còn không bằng không có. Chính mình không năng lực không nói, liền sẽ mù bức bức, mù đắc chí, thực cái dám dùng không có. Tất cả mọi người nghe kỹ, Trác Phàm cùng từ trên xuống dưới nhà họ Lạc trung dũng đáng khen, cứu chấm tại nguy nan ở giữa, ân cùng tái tạo, là toàn bộ thiên hạ đại ân nhân. Chấm đãi chi như là thiên địa, mọi loại kính ngưỡng. Các ngươi sau này tại Lạc gia trước mặt, cũng không có thể tùy ý lỗ mãng. Nghe hiểu sao? Bàn tử song đồng ngưng tụ, hét lớn lên tiếng.
Mọi người nghe đến, bất giác trong lòng ào ào run lên, lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đều là lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Hoàng đế nói lời này, nhấn mạnh, ân cùng tái tạo, đó là phụ mẫu sinh dưỡng tri ân, đãi chi như thiên địa, chính là tuyệt không làm trái kính nể cảm giác. Hoàng đế nói ra lời này đến khen ngợi Trác Phàm, rõ ràng là coi hắn là thành thái thượng hoàng mà đối đãi, cái này. Làm sao có thể? Thiên địa quân thân sư, quân vương trừ kính nể thiên địa bên ngoài, làm sao có thể kính nể người khác đâu, cho dù người này lập lại lớn công, cũng là thần tử, không được leo đến quân vương trên đầu. Nhưng là bây giờ, hoàng đế lại là đem Trác Phàm so sánh phụ mẫu, so sánh thiên địa, lại làm cho người cảm thấy quá quỷ dị. Thật sâu nhìn Trác Phàm mọi người liếc một chút, chúng triều thần lại là lẫn nhau nhìn xem, đều là cúi thấp đầu, giữ im lặng. Mặc kệ hoàng đế lời ấy ý gì, trong này khẳng định có mờ ám, không phải bọn họ cái kia hỏi đến sự tình. Quân không thấy vừa mới có người, cũng là không thấy rõ tình thế, hồ ngôn loạn ngữ, mới rơi vào cái chém đầu cả nhà cấp độ sao. Giống bọn họ dạng này vi thần người, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a, ai. Các vị đại thần không khỏi lắc đầu, trong lòng đều là ai thán lên tiếng. Liếc mắt liếc liếc bọn họ, Trác Phàm không khỏi trong lòng cười lạnh, hừ nhẹ lên tiếng. Hiện tại đầy triều văn võ đã biết bọn họ thế lực, ngày sau cũng không dám có gì chỉ trích, sau đó đối hoàng đế quyền lực cũng sẽ dần dần rời xa, đây chính là mất quyền lực hoàng quyền trọng yếu một bước. Dương mắt nhìn bàn tử liếc một chút, Trác Phàm khẽ gật đầu, để hắn tiếp tục nữa. Bàn tử tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là cắn răng một cái, cao giọng mở miệng nói, Lạc gia trung quân thể quốc, thiên địa chứng giám, lần này lại xung phong đi đầu, khu trừ man di, cần vương cứu giá, công tại xã tắc, lợi tại đời đời. Chấm đặc biệt phong Lạc gia là thiên hạ đệ nhất thế gia, trưởng thiên vũ các đại yếu chức, huấn luyện binh mã, điều phối vật tư, một tay tiếp nhận, hộ giá hộ quốc, cùng chấm đồng trị thiên hạ. Chỗ đến, như chấm thân lâm. Nói xong những lời này về sau, bàn tử giống như dùng xong lực khí toàn thân giống như, trong nháy mắt ngồi phịch ở trên long ỷ, thở hồng hộc, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng là cả sảnh đường triều thần nhóm, dĩ nhiên đã sôi trào, binh tướng quyền cùng thiên vũ phân phối vật liệu các loại đại quyền hạt, toàn bộ giao cho Lạc gia, cái kia cái này thiên vũ, còn họ Vũ Văn sao? Riêng là sau cùng, hoàng đế lại còn nói là cùng chẫm đồng trị thiên hạ. Trời ạ, cái này cùng đem giang sơn phân cho người khác một nửa, có gì khác biệt? Cái này Lạc gia coi như thiên đại công lao, cũng không thể cho hắn cùng cấp đế vương quyền thế cùng đãi ngộ a, đây quả thực là tự chui đầu vào giỏ cách làm. Có chút quần thần, rốt cục cũng nhìn không được nữa, cái này tân hoàng đế đến tột cùng làm sao làm, tổ tông giang sơn đều muốn bán đi. Coi như ngươi là ngu ngốc, cũng phải biết, chính mình đồ vật, muốn chính mình nắm tốt a, cái nào có như thế toàn bộ đưa người đạo lý. Kết quả là, rất nhiều quần thần đều đã khom người hạ bái, chuẩn bị khuyên can. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Gia Cát Trường Phong lại là cười lạnh, khoan thai lên tiếng, làm quan chi đạo, trọng yếu nhất cũng là nhìn mặt mà nói chuyện. Đương kim bệ hạ so với các ngươi tinh khôn nhiều, chớ có không biết tự lượng sức mình, xen vào việc của người khác. Trong lòng bất giác run lên, chúng triều thần thật sâu nhìn Gia Cát Trường Phong liếc một chút, mới bỗng dưng nhớ tới, Gia Cát Trường Phong tại thừa tướng chi vị ngốc thật tốt. Làm sao lại đột nhiên chạy đến Lạc gia một đội người bên trong? Lại nhìn về phía bây giờ hoàng đế cái kia một mặt bất lực bộ dáng, mọi người bất giác lại lẫn nhau nhìn xem, trầm ngâm nửa ngày, lại là lại quay trở về. Ai, sự tình có kỳ quặc tất là yêu, việc này vẫn là không nên quản nhiều. Chỉ là kể từ đó, Lạc gia tại toàn bộ thiên vũ, nhưng là nhất gia độc đại, sau này thay đổi triều đại cũng là sớm muộn sự tình. Bất quá cái này cùng bọn hắn quần thần cũng không có quan hệ gì, liền người nhà họ Vũ Văn đều không để ý, bọn họ còn quan tâm nhiều như vậy làm gì. Kết quả là, mọi người trên mặt biến đến càng ngày càng nặng lặng yên, thầm nghĩ sự tình cũng càng ngày càng ít. Gia Cát Trường Phong gặp này, đắc ý nhìn xem Trác Phàm, cứ như vậy, triều thần nhóm đối hoàng đế càng tuyệt vọng, liền càng hội xa lánh. Sau này vị hoàng đế này, đem rất khó lại dở trò. Hài lòng gật đầu. Trác Phàm lần nữa nhìn về phía bàn tử, hét lớn, không có việc gì lời nói, chúng ta thì cáo lui trước. Nói, liền dẫn người đi ra ngoài, chỉ là lần này, lại không có một người đi ra quát lớn Trác Phàm vô lễ, bởi vì bọn hắn đã nhìn thấu, vị hoàng đế này không thể trêu vào Trác Phàm, tâm cũng dần dần chết lặng. Chờ một chút,
Thế mà đúng vào lúc này, bàn tử lại là song đồng tinh mang lóe lên, đột nhiên mở miệng lên tiếng nói, người ta huynh đệ rất lâu không thấy, hôm nay còn xin dừng bước, chúng ta thật tốt gặp nhau một phen mới tốt. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía bàn tử, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Cái này nha muốn làm gì? Trong hoàng thành hậu hoa viên, che lấp rừng rậm trên đường lớn, bàn tử vứt bỏ hai bên, chỉ lưu Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch một người đi theo, cùng Trác Phàm sóng vai đi tại đầu này vắng vẻ trên đường, chậm rãi mà đi. Bàn tử bất giác nhìn Trác Phàm liếc một chút, thở sâu, cảm khái rất nhiều, huynh đệ, tưởng tượng năm đó, chúng ta tại Phong Lâm Thành kết nghĩa thời điểm, ta là hoàng tử, ngươi là như muốn diệt tộc một giới gia nô. Nhưng là giờ này khắc này, chấm đã là nhất quốc chi quân, ngươi cũng trở thành thiên vũ thực tế chủ nhân. Không thể không cảm thán thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Có lời nói mau nói, có dám mau thả. Trác Phàm không chút lưu tình đánh gãy bàn tử không ốm mà rên, làm cho bàn tử nhất thời trì trệ, xấu hổ vạn phần. Bất giác ho khan hai tiếng, bàn tử trầm ngâm một trận, tiếp tục nói, ta nói là hôm nay ngươi có thể một thân một mình bồi chấm dạo bước nơi này trong hoàng thành, bên người không lưu một tên hộ vệ, nhưng là gặp huynh đệ chúng ta giữa hai người vẫn là như thường ngày đồng dạng, tín nhiệm có thêm. Chỗ nào, ta chỉ là không tin ngươi thủ hạ còn có người có thể chế cho ta. Ngươi cho ta là Gia Cát Trường Phong cái kia lão giả à, yếu đuối, mỗi ngày phải có Âm Dương Nhị lão tùy thân mới có cảm giác an toàn. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm sủi cười ra tiếng. Bàn tử sắc mặt cứng đờ, nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời. Một bên Phương Thu Bạch cũng là sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, nhịn không được ho khan vài tiếng. Trác Phàm câu nói này tuy nhiên không phải có lòng, nhưng lại mỗi một câu đều đâm vào trái tim hắn phía trên. Sự thật cũng xác thực như thế, lấy Trác Phàm trước mắt thực lực, coi như hắn hộ Long Thần vệ Phương Thu Bạch, xuất thủ ám toán đều không nhất định đánh thắng được hắn, thì càng đừng nói trong hoàng thành người khác. Hắn phần tự tin này, thật đúng là rất có lực lượng. Bàn tử cũng là lắc đầu cười khổ, ai thán lên tiếng, huynh đệ, ta biết ngươi văn võ song toàn, thiên hạ vô địch, nhưng ngươi cũng không cần mỗi một câu đều sặc ta một tiếng đi. Chấm vốn định cùng ngươi thật tốt nói rông dài trước kia tình nghĩa, rút ngắn một chút quan hệ, bây giờ lại bị ngươi dăm ba câu, làm đến không khí hoàn toàn không có, quét không mất hứng. Hừ hừ hừ, rút ngắn tình nghĩa, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, khinh thường bĩu môi, Trác Phàm vung tay lên, nói thẳng, nói đi, đến tột cùng có chuyện gì tìm ta, thống khoái điểm. Cùng Phương Thu Bạch liếc nhau, bàn tử một đôi lục đẫu mắt to trâu đến vòng vòng về sau, lấy dũng khí chất vấn, Trác Phàm, hiện tại không có người ngoài tại chỗ, chúng ta nói trắng ra, lúc trước hai chúng ta kết nghĩa lời thề còn tính hay không? Tính toán, đương nhiên tính toán, ta Trác Phàm nói chuyện lúc nào thất tín qua. Trác Phàm hơi ngửa đầu, hùng hồn nói. Bàn tử khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngươi nói tính toán liền tốt, đã chúng ta lời thề còn tại, chúng ta thì vẫn là huynh đệ. Thế nhưng là, ngươi cũng không thể khi dễ như vậy huynh đệ ngươi đi. Chấm hiện tại tốt xấu là nhất quốc chi quân, ngươi đem trong tay của ta quyền lực toàn bộ cướp đi là mấy cái ý tứ, ngươi còn đem không coi ta là hoàng đế, ta hoàng đế uy nghiêm còn muốn hay không? Tốt xấu ngươi lưu cho ta một số có thể chịu được dùng một lát quyền thế a. Một cái khôi lỗi hoàng đế, muốn nhiều như vậy quyền thế làm gì? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, lão tử ngươi trước khi chết không phải cảnh cáo qua ngươi a, ngoan ngoãn làm một cái khôi lỗi hoàng đế liền tốt, đừng nghĩ đến vượt biên, cái này đối ngươi không có một chút chỗ tốt, coi chừng hủy nhà diệt tộc. Giống như bây giờ tốt bao nhiêu, hưởng thụ lấy hoàng đế đãi ngộ, không cần làm hoàng đế việc phải làm, cả ngày tại trong hoàng thành sống an nhàn sung sướng. Thật tốt dưỡng người vậy làm sao cũng giảm không đi xuống mỡ, quả thực cũng là thần tiên thời gian a, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Trác Phàm vỗ vỗ bàn tử cái kia mập ục ục bụng lớn, sủi cười ra tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, bàn tử sắc mặt nhưng trong nháy mắt thì lạnh xuống đến, tức giận nói, chấm thân là đế vương, cũng là có lý tưởng, có khát vọng, không muốn tầm thường lẫn vào. Mà lại năm đó chúng ta lời thề là, chấm không phạm ngươi, ngươi liền sẽ không phụ ta. Làm sao, hiện tại liền nghĩ muốn hủy nhà ta, diệt tộc ta. Bàn tử, lời này của ngươi nhưng là cũng đã nói a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm sắc mặt cũng biến thành bất thiện, ta như muốn diệt hết các ngươi vũ văn nhất tộc, đã sớm động thủ, sẽ không lưu lại ngươi mạch này.
Ta sở dĩ làm như vậy, một là không muốn đem thiên hạ bừa bãi, ảnh hưởng chính mình kế hoạch, thứ hai ta còn nhớ đến chúng ta lời thề, ngươi không có quá giới, ta cũng sẽ không quá giới, đây là ta làm người chuẩn tắc. Nhưng là bây giờ, ngươi nghĩ như vậy muốn ngươi quyền thế lời nói. Tốt, ta có thể cho ngươi, toàn bộ còn cho ngươi cũng không đáng kể. Chỉ là, ngươi phải suy nghĩ kỹ cái này hậu quả. Hậu quả. Nguy đầu bất giác lắc một cái, bàn tử gặp Trác Phàm nói nghiêm túc, trong lòng không khỏi lo sợ lên. Phương Thu Bạch suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, hộ quốc Tam Tông. Không tệ, chính là hộ quốc Tam Tông. Bình tĩnh gật đầu, Trác Phàm lạnh lùng nói, thực tiên hoàng chỗ bố trí cái kia cục, có thể nói là bốc lên thiên hạ lớn nhất lớn một cái hiểm, động hộ quốc Tam Tông lợi ích. Nếu là kế hoạch tiến hành thuận lợi lời nói, tự nhiên có thể giấu giếm, đã đem thiên vũ quyền thế thu hồi, cũng sẽ không để Tam Tông hoài nghi đến trên người mình. Đáng tiếc, hắn thất bại, cái này khiến Tam Tông đối với các ngươi Vũ Văn gia triệt để mất đi tín nhiệm, nóng lòng tìm kiếm thiên vũ mới người phát ngôn. Mà cho đến trước mắt, bàn về thanh thế, luận uy vọng cũng chỉ có chúng ta Lạc gia thích hợp nhất, cho nên chúng ta đường hoàng nắm giữ nơi này quyền sở hữu thế cùng lợi ích. Bất quá, ngươi phải suy nghĩ một chút, thì coi như chúng ta Lạc gia mặc kệ cái này cái bóng hoàng đế, Tam Tông nhất định còn hội bồi dưỡng khác một cái gia tộc lên. Ngươi, cuối cùng vẫn là khôi lỗ, lật không thân thể. Chỉ là, ngươi là muốn tại chúng ta thủ hạ làm, vẫn là tại hắn nhân thủ phía dưới làm vấn đề. Nói đến đây, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, tất cả mọi người là lão bằng hữu, ngươi cùng chúng ta Lạc gia cũng tương đối quen biết, Sương Nhi, nhà ta đại tiểu thư cùng Vĩnh Ninh công chúa lại là bạn tốt. Đến lúc đó nếu ngươi có phiền toái gì, chúng ta có thể giúp một tay tận lực giúp một tay, có thể dàn xếp tận lực dàn xếp. Nếu là lại tới một cái gia tộc mới, đứng tại đầu ngươi phía trên lời nói, ngươi cảm thấy ngươi tình cảnh lại so với hiện tại được không? Thân thể nhịn không được run run, bàn tử cái kia mập mạp trên mặt, ngưng trọng càng sâu, trầm ngâm rất lâu, mới bất đắc dĩ than ra âm thanh. Nguyên bản hắn cho là hắn đối thủ là Lạc gia, chỉ cần theo Lạc gia trong tay đoạt lại quyền lực, hắn cũng là thiên vũ chính thức đế hoàng, trước sau như một. Nhưng không nghĩ tới, hắn chính thức muốn đối mặt, là cái kia trăm ngàn năm qua, một mực trốn ở hậu trường khống chế đây hết thảy hộ quốc Tam Tông A. Nghĩ tới đây, bàn tử thẳng cảm thấy mình tâm chĩu nặng, chợt cảm thấy xoay người vô vọng. Ai, sớm biết như thế, phụ hoàng lúc trước muốn không dùng cái kia Minh Châu mật lệnh liền tốt. Minh Châu mật lệnh, mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm một mặt hiếu kỳ nói, Vũ Văn gia tộc còn thật có cái này Minh Châu mật lệnh sao? Ta vẫn cho là hoàng đế vì đảo loạn đại cục, mà nói bừa tách ra đi ra. Bất giác cười khổ gật gật đầu, bàn tử thở dài lên tiếng, đã chúng ta Vũ Văn gia tộc nhất định suy rơi xuống đến nông nỗi này, cái này Minh Châu mật lệnh bí mật, cũng không có cái gì có thể bảo vệ lưu. Thực, cái này Minh Châu mật lệnh chính là thế đại hoàng đế tại trước khi chết, truyền cho đời tiếp theo hoàng đế bất truyền chi bí, chỉ có hoàng đế có thể biết được, cũng không phải là cái gì mật lệnh, mà chính là xưng đế hành vi chuẩn tắc, du long đùa châu. Há, cái kia là ý gì? Mí mắt bất giác lắc một cái, Trác Phàm mở miệng hỏi. Thật sâu hít một hơi, lại thật dài phun ra, bàn tử trong đôi mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, đây là ta tại phụ hoàng chuẩn bị để cho ta thoát đi trong mật đạo tìm tới. Du long đùa châu, ý là ném ra ngoài Minh Châu, trêu đùa quần long. Nói cách khác, này 1000 năm qua, chúng ta Vũ Văn gia hoàng đế làm chỉ có một việc, cũng là không ngừng mà châm ngòi các đại thế lực chinh chiến, suy yếu thực lực bọn hắn. Có điều kiện muốn làm, không có điều kiện, chế tạo điều kiện cũng muốn làm. Ngàn năm trước 7 nhà tranh phong là như vậy, 300 năm trước cổ Tam Thông đại náo thiên vũ cũng là như thế, bao quát lần này đem Lạc gia đẩy ra, kích động các đại thế lực tranh phong, cũng giống vậy. Tóm lại, hoàng đế muốn ngồi vững vàng, phía dưới liền muốn đánh đến vui mừng, chờ chút mặt không đánh, liên hợp lại, hoàng đế kia ngai vàng cũng liền bất ổn. Nói có lý, Trác Phàm khẽ gật đầu. Rất là tán thành, vốn là đế vương chi đạo ngay tại quản thúc, phía dưới không có cửu oán làm sao có thể quản thúc. Vậy nói như thế, Phong Lâm Thành ba nhà tổ tiên sự tình, cũng là biên đi ra. Chậm rãi lắc đầu, bàn tử thản nhiên nói, đó cũng không phải, ta không phải nói a, không có điều kiện, chế tạo điều kiện cũng phải lên. Là muốn để tất cả thế lực tin tưởng không nghi ngờ, tất cả mọi thứ đều là thật, như thế nào cha cũng sẽ không cha ra giả tới. Chỉ bất quá. Đây là ngàn năm trước thiên vũ hoàng đế, bố trí xuống kiếp nổ.
Mỗi một đời hoàng đế, như là không thể ở trong tay chính mình, thực hiện thu về quyền lực sứ mệnh, vậy cũng cần bố trí xuống sách lược, để hậu nhân có cơ hội áp dụng. Cho nên Phong Lâm Thành ba nhà, thật là thiên vũ công thần về sau. Ai, tính kế đều tính kế đến ngàn năm sau, các ngươi một nhà thật đúng là trời sinh làm hoàng đế tài liệu. Một gia đình xấu bụng nam, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. Thật sâu nhìn Bàn Tử liếc một chút, Trác Phàm một mặt cảm thán lên tiếng. Bàn Tử cũng là bật cười gật gật đầu, khóe miệng lại là trải qua đắng chát đường cong, thân là đế vương, người cô đơn, tất cả mọi người là hắn địch nhân. Nếu là trung hậu hạng người lương thiện, sớm đã bị chơi chết. Bất quá dù vậy, gia tộc bọn ta vẫn là bại trong tay ngươi lên a. Du Long đùa châu, lần này cuối cùng đùa với lửa, gặp phải một đầu mạnh không tưởng nổi trùng thiên ma long, đem chúng ta tất cả đều cắn chết. Bàn Tử quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, Trác Phàm cũng chăm chú nhìn hắn, tiếp lấy hai người tất cả đều cười to lên. Thật lâu, Bàn Tử lại mở miệng yếu ớt nói, huynh đệ, có thể hay không giúp ta làm một chuyện? Chuyện gì? Đề thân, khóe miệng nổi lên ấm áp đường cong, Bàn Tử khoan thai lên tiếng, ngươi cũng biết ta đối tiểu quỷ chấp nhất, trước kia ta đã thề, nếu là cũng có ngày leo lên hoàng vị, vô luận ăn cướp trắng trợn cướp đoạt cũng phải làm cho nàng làm ta hoàng hậu. Hiện tại gia đạo sa sút, đoán chừng người ta Tiềm Long Các đều chướng mắt chúng ta Vũ Văn gia tộc. Cho nên ta muốn từ ngươi ra mặt, giúp huynh đệ làm cái này chủ. Ách, bất giác trì trệ, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, cái này dễ nói, ta có thể cùng Long Các chủ sách. Bất quá người ta không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi nhưng là đừng tưởng rằng dùng tên của ta, ngươi liền có thể mạnh cưới. Ha ha ha, đường đường cao đại quản gia, tâm cơ khó lường, thế nhân khó có thể ước đoán, ta lại làm sao có thể sử dụng đến ngươi đây. Bất giác khẽ cười một tiếng, Bàn Tử thản nhiên nói, yên tâm, ta không phải muốn mượn ngươi tên, chỉ là để ngươi giúp ta chuyển lời. Trước đây không lâu Khuyển Nhung Hoàng đế truyền thư một phong, muốn chuộc về Thác Bạt Thiết Sơn bọn họ, cũng nguyện cắt nhường Khuyển Nhung giàu có nhất ngàn dặm đất đai cấp chúng ta. Cái này mảnh đất, chỉ có dùng ta ấn giám mới có thể tiếp nhận, ngươi nếu muốn đoạt, coi như giết ta, ta không giao ấn giám cũng vô dụng. Hiện tại, ta nguyện ý đem cái này mảnh đất tặng cùng Tiềm Long Các, để bọn hắn kinh doanh. Nghĩ đến, Long Các chủ hội hết sức vui vẻ tiếp nhận ta để thân. Bất quá, bọn họ nhân thủ không đủ, khối này lại tiếp giáp biên cảnh. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên muốn hướng ngươi xin giúp đỡ. Trên tay ngươi có Độc Cô Đại Quân, có thể thừa này đem Tiềm Long Các triệt để hấp thu, hoàn thành hòa bình diễn biến. Dạng này chúng ta đều đạt được lợi ích, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Thật sâu nhìn Bàn Tử liếc một chút, Trác Phàm khẽ gật đầu, khen, ý kiến hay, thực ngươi tâm trí không ở đây ngươi phụ hoàng phía dưới a. Nói thực ra, trước kia có nghĩ tới hay không ra tay với ta? Không có, Bàn Tử trả lời rất thẳng thắn, Trác Phàm nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, nhìn hắn không giống nói láo, liền gật gật đầu, tốt, ta nhất định thúc đẩy việc này. Chỉ là ngươi có cái này thẻ đánh bạc, hoàn toàn có thể cùng ta nói càng cao điều kiện, để thân như thế việc nhỏ, ngươi sẽ có hay không có chút thiệt thòi. Ha ha ha, có lẽ tại ngươi tới nói là chuyện nhỏ, nhưng ở ta tới nói cũng là thiên đại sự tình. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Bàn Tử thở dài nói, ta tính toán thấy rõ, ta Giang Sơn xem như đã xong. Cho nên, ta không thể lại mất đi ái tình, thậm chí không muốn Giang Sơn, cũng muốn mỹ nhân làm bạn. Mi đầu hơi hơi run run, Trác Phàm nhìn lấy Bàn Tử mắt hiện hồ nghi, nhưng trong lòng lại có chút hứa tín. Bất quá, hắn vẫn là thực sự khó mà tin được, một cái tâm cơ lòng dạ sâu như vậy người, hội rơi vào cảm tình vòng xoáy, không thể tự kiềm chế. Tốt, ta hiện tại phải, cáo từ. Tùy ý ôm một cái quyền, Trác Phàm lúc này rời đi nơi này, đi ra ngoài. Nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Bàn Tử trong mắt tinh quang lóe lên. Thở dài lên tiếng, ai, huynh đệ, chấm không phải không nghĩ tới đối ngươi ra tay, là không dám a. Nói liền vừa nhìn về phía một bên Phương Thu Bạch, đạm mạc lên tiếng, bây giờ thời khắc, ta Vũ Văn gia tộc đoán chừng muốn ẩn núp chút thời gian, chấm không muốn đảm nhiệm gì tình huống. Đi thôi, sau cùng điểm này không ổn định nhân tố, chấm muốn tự tay cắt đi. Minh Bạch trong miệng hắn giảng chuyện gì, Phương Thu Bạch khẽ gật đầu, chăm chú đi theo hắn sau lưng. Hai người cùng một chỗ hướng hoàng thành phía tây nam lớn nhất xa xôi nơi hẻo lánh đi đến, chỗ đó, là hoàng thất giam giữ trọng hình tử tù thiên lao chỗ. Trác Phàm, chờ chút,
chính muốn đi ra hoàng thành, một tiếng mềm mại quát nhẹ đột nhiên từ lưng sau phát ra, Trác Phàm bất giác bước chân trì trệ, chậm rãi xoay người, lại chính gặp Vĩnh Ninh công chúa chính vẻ mặt vội vàng hướng hắn nơi này chạy tới, bên cạnh còn theo Vân Sương làm bạn. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, công chúa, chuyện gì? Trác Phàm, đầu tiên ta muốn cảm tạ ngươi ngăn cản Khuyển Nhung đại quân tàn phá bừa bãi Thiên Vũ, cứu vãn Khuyển Nhung bách tính, giảm bớt phụ hoàng tội nghiệt. Công chúa đi vào Trác Phàm trước mặt, thật sâu nhìn lấy hắn, nhưng rất nhanh liền khom người cúi đầu, chân thành nói. Trác Phàm bất giác sững sờ, suy cười ra tiếng, công chúa, ngươi không có ngốc à, cũng là bởi vì ta phá hư ngươi phụ hoàng kế hoạch, sau này các ngươi Vũ Văn gia tộc thời gian hẳn là sẽ không tốt hơn, ngươi còn cảm ơn ta. Đương nhiên muốn tạ, ta biết phụ hoàng hắn làm điều ngang ngược, làm ra thiên nhân cộng phẫn sự tình, bây giờ đến này ác báo, cũng là chuyện đương nhiên, ta sẽ không hận bất luận kẻ nào. Ngươi đương nhiên không thể hận bất luận kẻ nào, lấy ngươi cái này mảnh mai thân thể ngươi cũng hận không nổi đúng không? Sẽ chỉ làm chính mình trắng trắng hờn dỗi thôi, ha ha ha. Công chúa lời còn chưa dứt, Trác Phàm liền đã mỉa mai cười ra tiếng, bất quá ngươi phụ hoàng có thể bố trí xuống như thế kinh thiên đại cục. Ta Trác Phàm vẫn là cảm giác sâu sắc bội phục, chỉ bất quá hắn thời vận không đủ, gặp phải ta liên thủ với Sương Nhi. Nếu không, hắn có lẽ liền thành công đâu. Nghe được lời này, công chúa cười nhạt một tiếng, cũng không cảm giác ngỗ nghịch, chỉ là rất có đau thương thở dài lên tiếng, ai, phụ hoàng nếu là thành công, thành tựu chỉ là ta hoàng thất một mạch, đồ thán lại là thiên hạ bách tính. Cùng nói như vậy, ta tình nguyện phụ hoàng kế hoạch thất bại, thiếu tạo tội nghiệt. Cười khổ lắc đầu, Vĩnh Ninh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lại đã tràn đầy cầu xin chi sắc, Trác Phàm, ta có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay, không biết có thể hay không? Chuyện gì? Nhìn một bên Vân Sương liếc một chút, chỉ thấy trong mắt nàng cũng tản ra hy vọng ánh sáng, Trác Phàm vừa nhìn về phía công chúa, đạm mạc lên tiếng. Trầm ngâm một trận, công chúa sâu xa nói, tuy nhiên đại ca hắn phạm phải giết cha giết quân dạng này đại tội, thiên địa không dung. Nhưng hắn dù sao cũng là ta đại ca a. Ta muốn gặp hắn một lần, lại không biết hắn bị giam ở nơi nào, tam ca cũng không nói cho ta. Cho nên ta chỉ có thể mời ngươi dẫn ta đi xem hắn. Thái tử giết cha giết quân, chính là hoàng gia Xì Căng Đan, ban tử lúc lên ngôi, liền đối với bên ngoài tuyên bố, thái tử cùng tiên hoàng đồng thời chết tại Khuyển Nhung trong tay người, dùng cái này che giấu. Vậy các ngươi nói, ban tử hội xử trí như thế nào thái tử? Hoặc là trung thân cầm tù, hoặc là trực tiếp xử tử. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy công chúa, thản nhiên nói, nếu là cái sau, hắn hiện tại đã chết, không có khả năng lại tìm đến hắn. Thân thể nhịn không được run run, công chúa trong lòng một mảnh bối rối. Vân Sương gặp, không khỏi chu chu mỏ, có chút oán hận xem Trác Phàm liếc một chút, hỏi, vậy hắn hiện tại đến tột cùng là chết, vẫn là bị cầm tù. Ta đây chỗ nào biết, chính bọn hắn ra sự. Là bàn tử đưa làm a. Ít đến, lệ lão bọn họ đều nói cho ta biết, ngươi vừa vào hoàng thành, liền đem tất cả thám tử bố ở chỗ này các ngõ ngách, dám thì cái này tân hoàng đế nhất cử nhất động. Hắn làm chuyện gì, ngươi còn có thể không biết. Vân Sương hơi ngửa đầu, lúc này thì vạch trần Trác Phàm không muốn xen vào việc của người khác tâm tư. Mà công chúa nghe đến cũng là ánh mắt sáng lên, một mặt khát vọng nhìn về phía Trác Phàm, tựa như trên đường cái tìm kiếm thực vật con mèo nhỏ một dạng. Ai, cái này lệ lão, lúc nào miệng như thế bất ổn. Trong lòng thầm than lấy lắc đầu, Trác Phàm một trận bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận nói, không sai, ta là biết thái tử bị giam giữ chỗ, ngay tại hoàng thành trong thiên lao, còn chưa có chết đâu. Cái kia, ngươi có thể hay không mang chúng ta đi gặp thấy đại ca. Công chúa vui vẻ, vội vàng tiếp tục cầu đạo. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm lúc này cự tuyệt, ta cùng bàn tử dù sao cũng là huynh đệ. Chỉ cần hắn không có vượt biên, hắn sự tình ta cũng không muốn hỏi nhiều. Vĩnh Ninh nghe đến, hai con ngươi trong nháy mắt ảm đạm xuống. Vân Sương gặp này, trong lòng một trận không đành lòng, một mặt tức giận nhìn về phía Trác Phàm, ngươi chừng nào thì trọng tình trọng nghĩa như thế. Hừ, bất quá đều là mượn cớ mà thôi. Ngươi không giúp coi như, chúng ta bây giờ liền đi mạnh mẽ xông tới thiên lao, liền nói là ngươi ý tứ, nhìn những hộ vệ kia ai dám ngăn cản chúng ta. Chờ một chút, hét lớn một tiếng, Trác Phàm thật sâu nhìn Vân Sương liếc một chút, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, tính toán, ta mang các người đi, bất quá sự kiện này người nào đều không cho truyền đi, ta
ta còn muốn nhiều bí mật dám thì cái kia mập mạp một số thời gian. Gần nhất hắn động thái rất trọng yếu, quan hệ ngày sau hắn nghe lời trình độ. Mi đầu bất giác nhất động, hai nữ liếc nhìn nhau, đều là gật gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng cười khẽ một tiếng. Không có cách nào, Trác Phàm lắc đầu thở dài, sau đó duỗi ra hai tay, tìm tòi hai nữ vòng eo, phải đồng tử chi bên trong vầng sáng màu vàng óng lóe lên, hét lớn lên tiếng, muốn đi. A, à, một tiếng kinh hô, hai nữ hai gò má đồng thời bay lên đỏ ửng, tiếp lấy liền bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào một chỗ mờ nhạt phòng giam trong thông đạo, tối tăm mà thâm thúy. Đem hai nữ chậm rãi để xuống, Trác Phàm xa xa nhìn về phía trước, chỉ tay trái cái thứ ba cửa phòng nói, chỗ đó hẳn là giam giữ thái tử phòng giam. Công chúa khẽ gật đầu, nhưng đầu lại là một mực thấp, trên mặt đỏ ửng không giảm chút nào. Vân Sương cũng đồng dạng ửng đỏ phía trên, díu dít không nói. Các nàng hai người đều là hoàng hoa đại cô nương, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị Trác Phàm lúc này dò xét vòng eo, hung ác lực gấu ôm lấy, nhất thời liền xấu hổ cúi thấp đầu. Bất quá Trác Phàm lại không biết bên trong nội tình, một mặt kỳ quái nhìn lấy hai nữ, đầy đầu mơ hồ. Cái này hai nhà đầu đến tột cùng làm sao? Vừa mới ồn ào nháo muốn tới là các nàng. Hiện tại thật đi vào thái tử phòng giam, các nàng nhưng lại bất động, thực sự không biết làm cái quỷ gì. Hoàng thượng giá lâm. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn thanh âm vang vọng tại tối tăm trong phòng giam, hai nữ bất giác kinh hãi, vội vã nhìn về phía Trác Phàm, Vĩnh Ninh càng là đè thấp tiếng nói, khàn khàn nói Trác Phàm, chúng ta đi mau, tam ca muốn tới. Trầm ngâm một trận, Trác Phàm lại là chậm rãi lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang. Đạm mạc lên tiếng, không, địa lao này rất là bí ẩn, có thể nhất dò ra nhân tâm chân ý. Ta cũng muốn nhìn nhìn, bàn tử ở chỗ này thổ lộ tiếng lòng, đến tột cùng cùng lúc trước phải chăng nhất trí. Các ngươi hai cái chớ có lên tiếng, thì yên tĩnh đứng ở chỗ này là được. Lần nữa nhìn về phía hai nữ, Trác Phàm dặn dò. Đón lấy, liền phải đồng tử ba nói vầng sáng màu vàng óng lấp lóe, trong lòng hô to lên tiếng, không minh thần đồng tầng thứ ba, huyễn không. Ông, một tiếng không gian ba động phát ra, Trác Phàm ba người chỗ vị trí, nhất thời một trận không gian vặn vẹo, sau đó ba người thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại vùng không gian kia bên trong. Lại chính là Trác Phàm chế tạo ra một mảnh huyễn ảnh không gian, đem ba người thân hình ẩn không tiến vào. Đúng lúc này, Hộ Long thần vệ Phương Thu Bạch đi cùng bàn tử, chậm chậm đi tới nơi này. Rắc, một tiếng vang nhỏ, phòng giam đại cửa bị mở ra. Bàn tử cùng Phương Thu Bạch chậm chậm đi vào bên trong. Mà đối diện chữ thập trên mặt cọc gỗ, lại là cột một đạo quen thuộc bóng người, chính là thái tử không thể nghi ngờ. Bất quá giờ này khắc này, hắn tu vi bị phong, toàn thân cao thấp da chóc thịt bong, rất rõ ràng có bị còng đánh dấu hiệu. Đại, Vĩnh Ninh một kích động, vừa muốn thốt ra, cũng là bị Trác Phàm quyết định thật nhanh một tay bịt, để cho nàng lại không phát ra được một chút tiếng vang, chỉ có thể nói quanh co lấy đầy mắt rưng rưng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, bàn tử đi bộ nhàn nhã đi vào thái tử trước người, thăm thẳm lên tiếng, đại ca, gần nhất tiểu đệ bận chuyện, một mực lo liệu lấy phụ hoàng mai táng cùng tiểu đệ đăng cơ sự tình, ngược lại là rất ít thời gian đến nhìn người, người sẽ không phải quở trách tiểu đệ đi. Chậm rãi mở mắt ra, thái tử trắng xám lấy sắc mặt, suy yếu đánh đo một cái bàn tử cái kia mới tinh long bào, ánh vàng rực rỡ ánh sáng là như thế chướng mắt, lại là khinh thường cười lạnh thành tiếng. Hừ, người đầu này heo mập, thật sự là xuyên qua long bào cũng không giống hoàng đế. Không nghĩ tới sau cùng, bản điện hội bại trong tay ngươi bên trong, ngươi giấu thật là đầy đủ sâu a. Ha ha ha, không có cách, đại trí giả ngu, giấu xảo tại kém cỏi, như là tiểu đệ không chịu nhục, lá mặt lá trái lời nói, đại ca làm hội tận hết sức lực trừ rơi chấm đi. Hơi hơi dương dương đầu, bàn tử lộ ra người thắng lợi biểu lộ, tràn đầy kiệt ngao chi sắc. Thái tử gặp, trong lòng hận đến thẳng cắn răng, cái này tất cả mọi thứ, vốn nên đều là hắn mới đúng a. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, bản điện tại cái này hoàng vị chiến đấu bên trong, thật là thua. Thật sâu nhắm mắt lại, thái tử bất giác ai thán lên tiếng, nhưng rất nhanh, hắn liền vừa lớn tiếng cười nhạo nói, có điều, chim sẻ núp đằng sau, thợ săn đuổi theo. Lão Tam, người hoàng đế này bất quá một giới khôi lỗ thôi, người ngồi làm thật là thoải mái sao. Nói cho cùng, cái này sau cùng bên thắng, không phải là cái kia Trác Phàm sao?
ha ha ha. Chói tai tiếng cười nhạo tại bàn tử bên tai vang vọng, nghe được là như vậy quát kêu phiền chán, nhưng bàn tử không chút nào không giận, chỉ là khoan thai lên tiếng nói, không sai, hắn là người thắng lợi sau cùng, mà lại điểm này, ta đã sớm biết. Cho nên cho dù hắn gặp nạn tại phụ hoàng, bị khắp nơi công kích, ta cũng không có bỏ đá xuống giếng, đối địch với hắn. Chỉ vì ta sớm đã minh bạch, hắn có rất lớn cơ hội lật bàn, phụ hoàng chưa hẳn có thể thắng. Há, người lúc đó cứ như vậy nhìn kỹ hắn. Lúc trước hắn cảnh ngộ thế nhưng là bị tứ phương thảo phạt, cho dù hắn những cái kia minh hữu, hoa vũ lâu, tiềm long các đều có chút xa lánh, dù sao khi đó hắn địch nhân, thế nhưng là phụ hoàng cùng toàn bộ đế quốc. Về sau nếu không phải những gia tộc này đều bị đế vương môn tiêu diệt lời nói, đoán chừng sẽ không dễ dàng lại cùng Lạc gia trộn lẫn đến cùng một chỗ, ngươi làm sao lại có thể như thế chắc chắn, hắn là cười đến cuối cùng người đâu. Mi đầu bất giác vẩy một cái, thái tử mặt hiện nghi hoặc, ngươi sẽ không phải nói, đây là ngươi nhìn xa hiểu rộng đi. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, bàn tử không trả lời thẳng hắn vấn đề, chỉ là khoan thai lên tiếng nói, địa long kết thúc thiên hạ kinh. Thiên long dẹp yên thế gian khó, thiên địa song long hợp nhất chỗ, giang hà hồ hải các xưng vương. Cái này là năm đó bách gia tranh minh, Trác Phàm nuốt hoàng phủ thanh thiên thể nội địa mạch long hồn lúc, trời xuất hiện dị tượng, đại tế Ti Vân Huyền Cơ cho ra lời bình luận. Ý vị từ đó về sau, Trác Phàm hội đảo loạn thiên vũ, để toàn bộ thiên hạ sụp đổ, các đại thế lực tranh nhau tử đấu. Cũng chính là bởi vì này, phụ hoàng cảm giác thời cơ đã tới. Càng thêm yên lòng tiến hành thu về hoàng quyền đại kế. Trong mắt hơi hơi run run, thái tử không khỏi thở dài lên tiếng. Thế nhưng là bàn tử nghe xong, lại là khinh thường cười cười, lắc lắc đầu nói, sai, đều sai. Đại tế ti đầu này lời bình luận, căn bản không phải hiểu ngầm, mà chính là đố chữ. Có lẽ trước ba câu phụ hoàng giải đến còn tại ý, nhưng là một câu cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một câu, hắn lại là hoàn toàn giải sai. Giang hà hồ hải các xưng vương, căn bản không phải thiên vũ sụp đổ hiện ra. Người suy nghĩ một chút, giang hà hồ hải đều là cái gì, vậy cũng là nước. Nước thêm các lại là cái gì, cái kia rõ ràng là cái lạc gia lạc chữ. Cái này một câu cuối cùng lời bình luận, rõ ràng cũng là lạc gia xưng vương ý tứ, đây là thiên ý, làm trái không được a. Trong mắt nhịn không được co lại, thái tử không khỏi giận nảy cả mình, một trái tim cũng không nhịn được chìm xuống. Xem ra cái này lạc gia thay thế bọn họ Vũ Văn gia tộc quật khởi, thật sự là thiên mệnh sở quy a. Lần nữa quay đầu nhìn về phía thái tử, bàn tử không khỏi khẽ cười nói, cho nên chấm một mực không dám cùng Trác Phàm cùng lạc gia có chỗ ma sát, liền sợ làm trái thiên ý. Bây giờ chấm ngồi lên vị trí này, cũng là thiên ý trao quyền đi. Cái dám thiên ý trao quyền, một cái khôi lỗi mà thôi, đắc chí cái gì. Bất giác giận hừ một tiếng, thái tử khinh thường bĩu môi. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, bàn tử từ chối cho ý kiến cười một tiếng, khôi lỗ cũng là hoàng đế a, phụ hoàng trước khi lâm chung không phải nói a, có thể bắt ở trong tay chính mình, mới là mình. Chí ít cho đến trước mắt, chấm đem cái này một tên vị nắm trong tay. Nào giống đại ca ngươi, khóc hô hào muốn làm cái này hoàng đế bù nhìn, còn làm không lên đâu. Ngươi, hung hăng khẽ cắn môi, thái tử trên mặt tràn đầy không cam lòng. Tà dị cười một tiếng. Bàn tử không còn đi xem hắn, ngược lại quay đầu vỗ vỗ tay, hét lớn lên tiếng, người tới, đem cái kia chén thuốc bưng lên. Mập mạp chết bầm, người muốn làm gì? Bất giác giật mình, thái tử kinh hoàng lên tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tàn nhẫn đường cong, bàn tử mắt lạnh nhìn hắn, thản nhiên nói, người không phải dùng thuốc hại chết phụ hoàng sao? Đây là hoàng thất xì căng đan, chấm không muốn lộ ra. Hiện tại, chấm thì muốn đích thân vì phụ hoàng báo thù. Tiễn ngươi lên đường. Nói, đã có cận thị đi vào trước mặt hắn, bưng lên một chén đen đặc chén thuốc, cái kia cỗ tanh hôi, khiến người ta chỉ là vừa nghe thì có cỗ muốn nôn mửa ra cảm giác. Vĩnh Ninh gặp, bất giác trong mắt ngưng tụ, muốn vội vàng tiến lên ngăn cản, cũng là bị Trác Phàm vững vàng chụp lấy, không thể động đậy, liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Thái tử mắt thấy chén canh này thuốc càng ngày càng gần, bất giác ra mặt khẽ run. Cười lạnh liên tục, mập mạp chết bầm, người không cần lấy như thế đường hoàng lấy cớ để hại bản điện. Nhật Bản này điện nếu là không có đắc thủ, người không phải cũng sẽ ra tay sao? Tại bản điện trước mặt, người cái này dối trá bản tử, trang cái gì trung hiếu tiết nghĩa? Không tệ, hai người chúng ta tất cả đều là lang tâm cẩu phế,
không phải người tốt lành gì. Nghi đầu bất giác vẩy một cái, bàn tử cũng không che giấu nữa, trần trụi mà nói, chấm bây giờ tiễn ngươi lên đường, vì phụ hoàng báo thù, lấy bao quát chấm tâm là bên trong một cái lý do. Chính yếu nhất, vẫn là giữ ngươi lại đến, chấm quả thực không yên lòng a. Vốn là hiện tại chúng ta Vũ Văn gia tộc liền đã mất đi tam tông tín nhiệm, chấm trong tay nhân thủ lại bị Trác Phàm hạn chế, hoàn toàn không đủ dùng. Nếu là ngươi vạn nhất bỏ chạy, lấy tiền triều thái tử tên, cho ta dẫn xuất chút chuyện đến, cái kia hộ quốc tam tông còn không đem chúng ta Vũ Văn gia triệt để vệt. Cho nên, vì nhà chúng ta tộc lý do an toàn, đại ca, ngươi vẫn là sớm chết sớm siêu sinh đi. Nói, bàn tử liền đem cái kia chén thuốc bưng đến thái tử trước mặt, chuẩn bị cưỡng ép chút xuống. Thái tử giãy giụa một chút, hoàn toàn không thể động, rơi vào đường cùng, bất giác khẽ cắn môi, hung tợn nói, mập mạp chết bầm, người như thế cách làm, cũng đừng hối hận. Chấm làm việc từ trước đến nay không hối hận, nếu không cũng không thể lại ngồi cho tới bây giờ vị trí này phía trên. Tà cười một tiếng, bàn tử trong hai con ngươi lóe qua trần trụi vẻ dữ tợn, sau đó không nói hai lời, đẩy ra thái tử miệng, liền đem chén canh này thuốc toàn bộ đổ vào. Thái tử liều mạng giãy giụa, song quyền cũng nhịn không được nắm lên đến, thế nhưng là không có cách nào, hắn tu vi bị phong, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chén kia kịch độc chén thuốc như thác nước vung vãi giống như rót vào chính mình trong miệng, trong mắt tràn đầy phẫn hận ánh sáng. Vĩnh Ninh tại cái kia huyễn cảnh không gian bên trong, đã nhìn đến lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy không ngừng run rẩy, nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ hung hăng chụp lấy nàng, để cho nàng không phát ra được một câu tiếng vang. Chờ tất cả chén thuốc đều rót vào thái tử trong bụng, bàn tử mới hất lên cái chén không, răng rắc một tiếng đưa nó ngã nát, lộ ra hài lòng nụ cười, ha ha ha. Cứ như vậy, chấm tâm nhưng là an. Ha ha ha, mập mạp chết bầm, người khác cao hứng quá sớm. Người cái này khôi lỗi hoàng vị, chưa hẳn có thể ngồi vững vàng. Độc dược vào trong bụng, thái tử nhất thời thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, nhưng hắn vẫn là cười to liên tục, song đồng ác độc mà nhìn chằm chằm vào bàn tử. Nguyền rủa nói. Từ chối cho ý kiến cười một tiếng, bàn tử khinh thường bĩu môi, chấm vị trí có thể hay không ngồi vững vàng, cũng không từ ngươi nói tính toán. Một kẻ hấp hối sắp chết thôi, còn có thể lật ra cái gì ngày qua? Há, phải không? Hừ hừ hừ, bản điện tuy nhiên chết thảm tại ngươi mập mạp chết bầm này trong tay, nhưng người khác mẹ hắn cho là ngươi thì an toàn. Muốn ngồi lên vị trí này, nhưng còn có người ở đây. Ngươi nói là nhị ca đi. Khinh thường bĩu môi, bàn tử không khỏi mỉm cười cười một tiếng nói, ngươi không nhắc nhở, chấm còn kém chút quên, cái kia làm càn làm bậy, cũng sẽ cho chấm tìm phiền toái. Yên tâm đi, rất nhanh chấm thì tiễn hắn đi gặp ngươi, đừng nóng vội. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, thái tử từ chối cho ý kiến cười to lên, ha ha ha. Tiễn hắn tới gặp bản điện, vậy coi như muốn đã nhiều ngày, tối thiểu nhất, ngươi đến tìm tới hắn mới được. Ngươi nói cái gì? Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, bàn tử lục đậu đại trong hai con ngươi lãnh mang vụt sáng, gầm thét lên tiếng, hắn không phải là bị phụ hoàng quan trong lòng đất phòng giam à, ngươi. Đến tột cùng làm gì? Bất giác suy cười một tiếng, thái tử tuy nhiên máu me đầy mặt sắc, trên mặt hắc khí lượn lờ, sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng tán loạn, nhưng nụ cười lại là càng phát ra rực rỡ, hiện tại ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngày đó vì phụ hoàng khánh thọ lúc, ta sợ ra cái gì chuyện rắc rối. Lão nhị gia hỏa này hội thừa dịp ta động thủ cơ hội, hoàng thành đại loạn lúc, thừa dịp chạy loạn rơi. Cho nên, ta làm hai tay chuẩn bị, một phương diện hướng phụ hoàng đầu độc, đắc thủ về sau, thuận tiện diệt trừ ngươi mập mạp này. Một phương diện khác, ta khiến người ta đem lão nhị kiếp đi ra. Nếu là ta thành công cũng liền thôi, tiện tay giải quyết lão nhị là được. Một khi ta thất bại, hừ hừ hừ, cái kia lão nhị chính là ta báo thù quân cờ. Hắn sẽ đem trên bầu trời phía dưới quấy cái gà chó không yên. Vì cái gì phải làm như vậy? Ánh mắt khẽ híp một cái, bàn tử lạnh lùng lên tiếng, nếu là lúc trước phụ hoàng kế hoạch thành công, cái này Thiên Vũ vẫn là chúng ta Vũ Văn gia. Ngươi làm như thế, là tại bại ta Vũ Văn gia Giang Sơn. Nhếch miệng cười lạnh, thái tử khinh thường nhìn lấy hắn, mập mạp chết bầm, ngươi vừa mới còn nói qua phụ hoàng dạy bảo, làm sao hiện tại thì quên? Như là không thể đem cái này Giang Sơn nắm tại trong tay mình, vậy ta thà rằng hủy nó, cũng không để cho người khác được đến, bao quát huynh đệ mình, ha ha ha. Thái tử điên cuồng cười to, bàn tử sắc mặt lại là càng ngày càng nặng, thế nhưng là lấy lão nhị tài năng,
hắn cho dù ra ngoài, lại có thể thế nào? Lật được nổi cái gì sóng lớn? Đúng vậy à, hắn một người xác thực không đủ gây sợ. Nhưng là ta sẽ cho người tiễn hắn mấy thứ đồ, bên trong một trong, chính là ta theo phụ hoàng chỗ ấy lại vụng trộm cầm về Giang Sơn xã tắc đồ. Mí mắt nhìn không được nhảy một cái, bàn tử lúc này bật thốt lên, Tây Châu đệ nhất nhân, Đan Thanh Sinh. Không tệ, truyền ngôn tay cầm Giang Sơn xã tắc đồ người, Đan Thanh Sinh hội thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Ngươi nói, lão nhị hắn nguyện vọng là cái gì? Ta cười một tiếng, thái tử trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Lạnh lùng theo dõi hắn, bàn tử lại là thản nhiên nói, Đan Thanh Sinh ẩn nặc thế gian gần ngàn năm, thế nhân không người có thể biết rõ hành tung, nói không chừng đã qua đời. Cái này hy vọng, quá mơ hồ đi. Lại xa vời cũng là hy vọng a, chỉ cần lão nhị còn tại thế ở giữa du tẩu, Đan Thanh Sinh thì lúc nào cũng có thể xuất hiện tại thiên vũ, người đế vị cùng mạng nhỏ liền sẽ tùy thời khó giữ được. Mập mạp chết bầm, thật tốt nếm thử quanh năm sợ hãi sống qua ngày cảm giác a, ha ha ha. Thái tử điên cuồng cười to, nhưng là cười cười, trong hai con ngươi thần quang liền tán, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý, chỉ có thất khiếu bên trong không ngừng chảy ra máu đen vẫn tại đốt đốt hướng phía dưới chảy xuống. Mí mắt hơi hơi run run, bàn tử thật sâu liếc hắn một cái, lại là giận hừ một tiếng, quay đầu hướng ra phía ngoài trực tiếp đi ra, chỉ là cái kia vội vàng gầm thét, lại là vang vọng tại cái này u ám trong địa lao mỗi khắp ngõ ngách. Toàn lực truy nã nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng. Sinh tử chớ luận, bắt đến về sau, trùng điệp có thưởng. Vâng. Địa lao đi ra bên trên truyền đến vệ sĩ, trung khí 10 phần hô quát. Chờ tất cả mọi người đi, Trác Phàm ngẩng đầu lại nhìn cái kia như cũ treo điên cuồng nụ cười thái tử thi thể liếc một chút, phải đồng tử chi bên trong vầng sáng màu vàng óng lóe lên, liền mang theo hai nữ trong nháy mắt rời đi chỗ đó. Bạch. Ba người xuất hiện lần nữa tại nguyên trước nơi ở, Trác Phàm cũng cuối cùng buông ra hai nữ. Riêng là Vĩnh Ninh công chúa. Thế nhưng là Vĩnh Ninh công chúa vừa mới giải thoát, thân thể liền kìm lòng không được quỳ rạp xuống đất, kêu khóc liên tục oa. Đại ca, tam ca ngươi tại sao muốn dạng này đối đại ca? Rất đơn giản, người đại ca như đắc thế, bàn tử hạ chàng cũng là như thế. Nghi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm đứng ở một bên nói ngồi châm chọc, nhưng trong lòng lại yên tâm không ít. Lần này nhìn đến bàn tử độc chết thái tử. Cuối cùng để hắn hiểu rõ một chút, bàn tử muốn an với hiện trạng. Có lẽ là bởi vì Vân Huyền Cơ cái kia đạo lời bình luận, để hắn cảm thấy thiên mệnh không thể trái, có lẽ là cảm thấy có Tam Tông ở phía sau nhìn chằm chằm, hắn như giống như hắn phụ hoàng như thế làm chút tiểu động tác lời nói, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cho nên hắn mới phải nhanh một chút giải quyết mặt khác hai cái hoàng tử, miễn đến bọn hắn làm ra thất thường gì sự tình đến, tìm phiền toái cho mình. Cứ như vậy. Trong ngắn hạn bàn tử xem như ổn định, không có khả năng lại ra cái gì yêu thiêu thân sự tình. Cho dù có, đó cũng là về sau. Bất quá đến lúc đó, Lạc gia khả năng đã trở thành liền Tam Tông đều khó mà dung chuyển quái vật khổng lồ, cũng liền căn bản không sợ bàn tử âm mưu quỷ kế. Dù sao, Lạc gia hiện tại người cầm lái, là Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường cái kia ba đại trí giả. Như thế, hắn cũng liền có thể yên tâm rời đi. Thở sâu. Tiếp lấy Trác Phàm lại thật dài phun ra, qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm cuối cùng an xuống tới. Ma quỷ, bọn họ tất cả đều là ma quỷ. Vĩnh Ninh công chúa quỳ trên mặt đất, liền khóc mang gọi, khóc lóc đau khổ liên tục. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, ba vị huynh trưởng ở giữa cửu oán thế mà sâu như vậy, nhất định phải đánh đến như thế ngươi chết ta sống tình trạng. Chẳng lẽ thì vì một cái hoàng vị sao? Mà các ngươi lại là thân huynh đệ a? Vì sao liền không thể cho đối phương lưu một đầu sinh lộ? Trác Phàm nhìn lấy Vĩnh Ninh khóc giống, bất đắc dĩ sờ mũi một cái, sâu xa nói ách, nói thật, ta mới là ma đạo tu giả, ta mới là ma a. Trác quản gia, thực cùng bọn hắn so ra, ngài vừa vặn rất tốt nhiều. Lúc này, một bên Vân Sương đột nhiên thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, gương mặt có chút đỏ ửng lóe qua, chỉ ít, ngài đối Lạc gia còn có Lệ lão bọn họ đều là chân tâm thực ý. Nếu ngươi cũng là ma, người trong thiên hạ kia, lại có mấy người không phải ma đâu. Thân thể không lý do run run, Trác Phàm không cảm giác trong lòng hơi động, mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Cùng những người kia so ra, chính mình cái này đường đường ma hoàng, ma đạo tu luyện góp lại người, thế mà không giống như là ma. Như vậy, đến tột cùng là người người đều là ma, vẫn là ta đã cách ma đạo càng ngày càng xa.
trong mắt bất giác một trận mê mang, Trác Phàm bỗng dưng cảm thấy mình tâm cảnh lại có tăng lên, nhưng là trong đầu nghi hoặc lại là càng ngày lớn, hắn ma đạo chi lộ, đến tột cùng là như thế nào một con đường. Trước kia trong đầu hắn tương đương rõ ràng, nhưng bây giờ lại là càng ngày càng mơ hồ. Như thế như vậy, hắn lại đến tột cùng là đi về phía trước một bước, vẫn là lại lui mấy bước đâu. Vừa nghĩ tới lúc trước Vân Huyền Cơ nói với hắn, lần này trọng sinh, có lẽ đối với hắn là một loại khác tu luyện, lòng hắn liền lại lạnh nhạt đi xuống. Bất kể nói thế nào, mà đạo một đường, thế không kết luận, tùy tâm mà động đi. Sương Nhi, ngày mai chúng ta hồi Phong Lâm Thành, bàn tử vừa mới hành động, để cho ta đối với hắn triệt để yên tâm. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm rằng giặc lên tiếng. Vân Sương liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Lúc này, Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên nâng lên tay, chân thành cầu đạo, Trác Phàm, cầu ngươi dẫn ta cùng đi a, ta không muốn lại ở tại nơi đau lòng này. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm vừa muốn cự tuyệt, Vân Sương dĩ nhiên đã gật đầu cười nói tốt, Vĩnh Ninh ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi Lạc gia a, về sau liền theo chúng ta Vân gia tộc người cùng một chỗ sinh hoạt. Ách, ta nói, người ta đường đường công chúa, mang về không thích hợp đi. Trác Phàm muốn khuyên can, nhưng Vân Sương lại là nhướng mày lên, cười nói, dù sao hiện tại chúng ta lớn nhất, có cái gì không thích hợp, đi. Nói, liền lôi kéo Vĩnh Ninh cùng rời đi, chỉ để lại Trác Phàm nhìn lấy hai người diệu lệ bóng người, không còn gì để nói. Làm sao liền Sương Nhi nha đầu này cũng biến thành bá đạo như vậy, không tuân quy củ, chẳng lẽ là cùng ở bên cạnh hắn quá lâu duyên cớ, mưa dầm thấm đất là tội sao? Ai, lão tử thật sự là dạy hư tiểu bằng hữu a. Trác Phàm lắc lắc đầu, bật cười ra tiếng. Một cái u ám trong sơn động, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng yên tĩnh té nằm một cái giường đá phía trên, khẽ nhắm hai mắt, chìm vào giấc ngủ. Đáp! Đột nhiên, một đạo rét lạnh nước từ trên đầu của hắn trên vách núi đá dưới, rơi xuống hắn trên trán. Cái kia cỗ thấu xương rét lạnh, làm cho hắn lạnh không khỏi đánh cái run rẩy, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài tỉnh. Lúc này, một đạo một ngạt tiếng vang ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhị hoàng tử mơ màng nhìn về phía trước, lại chính gặp một người áo đen chính cung kính quỳ ở bên người hắn, làm cho hắn nhịn không được giật mình, nhất thời liền kinh hãi ngồi xuống, hét lớn, người nào, ngươi là ai, đây cũng là chỗ nào. Nhị hoàng tử điện hạ không cần kinh hoàng, thuộc hạ là thái tử người, là thái tử để thuộc hạ đến đây cứu điện hạ. Người kia sắc mặt lạnh lùng, đạm mạc lên tiếng. Nhị hoàng tử ngưng lông mày suy tư, vừa rồi nhớ tới, đó là phụ hoàng sinh nhật thời điểm, đột nhiên có người xông vào địa lao, đem hắn đánh ngất xỉu cướp đi. Đợi tỉnh lại lúc, liền xuất hiện ở đây. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, nhị hoàng tử bất giác thật sâu nhíu mày, một mặt nghi ngờ nhìn về phía người kia, quát lạnh nói ngươi là đại ca người. Hừ, hắn lại có cái gì nhiều kiểu muốn đùa nghịch. Ta đã bị phụ hoàng phán chung thân cầm tù, sẽ không lại uy hiếp được địa vị hắn. Nhị hoàng tử điện hạ chớ hiểu lầm, thái tử chỗ lấy làm như thế, hoàn toàn là vì cứu điện hạ ngài a. Người kia trùng điệp liền ôm quyền, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Nhị hoàng tử gặp, bất giác trên mặt càng thêm nghi hoặc cứu ta. Hắn sẽ có hảo tâm như vậy, còn có, người nào muốn giết ta, chẳng lẽ là phụ hoàng sao? Nhị hoàng tử điện hạ, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, có lẽ ngài có chỗ không biết. Giản yếu tới nói. Cũng là tam hoàng tử liên hợp Trác Phàm cái kia nghịch tặc, mưu hại bệ hạ cùng thái tử điện hạ. Điện hạ tại nguy nan trước mắt, dặn dò thuộc hạ nhất định muốn cứu ra nhị hoàng tử điện hạ ngài tới. Hy vọng ngài có thể trọng trấn Vũ Văn gia uy danh, chứ có để gian nhân gian kế đạt được. Điều đó không có khả năng, lão tam cái kia heo mập, có thể có lớn như vậy bản sự. Hung hăng phất phất tay, nhị hoàng tử rõ ràng không tin, khinh thường bĩu môi. Hoặc là nói. Hắn là không tin mình đều không thể phản nghịch thành công, cái tên mập mạp kia liền có thể đánh bại tất cả mọi người, phản nghịch thành công. Đây không phải đang vũ nhục hắn a, chẳng lẽ hắn còn không bằng cái kia heo mập. Bất đắc dĩ lắc đầu, người kia một mặt cười khổ nói, bằng tam hoàng tử bản sự, tự nhiên là làm không được. Thế nhưng Trác Phàm âm hiểm xảo trá, lại phối hợp tam hoàng tử nội ứng ngoại hợp, đánh bệ hạ cùng thái tử điện hạ một trở tay không kịp, lại là không tranh sự thật. Nếu là nhị hoàng tử điện hạ còn chưa tin, đều có thể đi ra xem một chút, hiện tại cái này thiên hạ, làm hoàng đế là ai, chủ sự là ai. Tam hoàng tử phản bội tổ tông,
đem Thiên Vũ Giang Sơn chắp tay nhường cho Trác Phàm cái này người nham hiểm, chính mình thì làm trên danh nghĩa hoàng đế bù nhìn. Hiện tại Lạc gia nhất gia độc đại, tay cầm quyền cao thậm chí đều viễn siêu hoàng quyền. Toàn bộ Thiên Vũ, ai không biết, ai không hiểu. Mà lại bọn họ hiện đang khắp nơi đều tại truy nã điện hạ ngài, muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Đây đều là ván đã đóng thuyền sự thật, ngài ra ngoài sau khi nghe ngóng liền biết rõ, thuộc hạ thế nhưng là vạn vạn lừa gạt không. Trong mắt nhìn không được co lại, cái này nhị hoàng tử cuối cùng là có chút tin tưởng, bởi vì hắn nói những thứ này rất dễ dàng bị nhìn thấu, đã hắn nói như vậy, cái kia chính là 8/9/10. Bởi vì một mực tại trong địa lao đang bị nhốt, cho nên nhị hoàng tử đối lúc trước Thiên Vũ các phe phái thế lực đại chiến đều không lắm giải, riêng là hoàng đế cùng Khuyển Nhung là một đám, đó là Gia Cát Trường Phong bị bắt sau mới chân tướng rõ ràng, hắn liền càng thêm không biết. Bây giờ thật sự là trước mặt người này nói cái gì, hắn cũng chỉ có tin cái gì, mà lại hắn chả rất khó tra ra chân tướng. Bởi vì người mặc áo đen này nói, đều là tại cố định trên sự thật cơ sở biên soạn đi ra, cái này Thiên Vũ xác thực đã đổi hoàng đế, Lạc gia độc đại, đây là không tranh sự thật, không phải do hắn không tin. Riêng là, hắn không thể tin tưởng, bàn tử thế mà có thể làm hoàng đế. Nếu không phải dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn lời nói, sao lại để hắn xưng đế? Đây tuyệt đối là âm mưu tạo phản đoạt được. Trong lúc nhất thời, nhị hoàng tử trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, lại căn bản không biết, đây là thái tử sau cùng kế chia rẽ. Nguyên bản người mặc áo đen này nhận được mệnh lệnh chính là, thái tử xưng đế, tuyệt sát nhị hoàng tử, thái tử nếu như mất bại, sử dụng nhị hoàng tử báo thù cho hắn. Hiện tại, cái này Vũ Văn Dũng chính thức trở thành thái tử âm hồn báo thù công cụ. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, người áo đen kia trong lòng cười thầm, trên mặt lại là một bộ bi phẫn chi sắc. Cái kia con lợn béo đáng chết, dám vì đoạt được hoàng vị, liền đem tiêu xài một chút giang sơn đưa cho ngoại nhân, thật sự là ta Vũ Văn gia bại loại, thẹn với liệt tổ liệt tông. Hung hăng khẽ cắn môi, nhị hoàng tử song quyền chăm chú nắm lại, hai mắt đỏ bừng một mảnh. Nhưng là rất nhanh, trong mắt của hắn thì lại lóe qua một đạo sầu lo, bất đắc dĩ thở dài. Do dự nói thế nhưng là, hiện tại bọn hắn thế lớn, ta một cái bị truy nã người, làm sao có thể đầy đủ đông sơn tái khởi, trọng trấn uy danh, vì phụ hoàng bọn họ báo thù a. Nhị hoàng tử không cần phải lo lắng, thái tử điện hạ hắn sớm có sắp xếp. Vội vã khoát khoát tay, người áo đen kia vội vàng xuất ra một kiện màu đen bao phục đi ra, đưa cho nhị hoàng tử nói, điện hạ, đây là thái tử điện hạ cho nhị hoàng tử ngài chuẩn bị đồ vật, có lẽ có bọn họ. Chúng ta liền sẽ báo thù có hy vọng, phục quốc kỳ hạn đáng đợi vậy. Mi đầu bất giác vẩy một cái, nhị hoàng tử trong lòng nghi hoặc, thuận tay đem bao phục tiếp nhận, mở ra xem, đã thấy bên trong có ba loại đồ vật. Đệ nhất đồ vật là cái tranh cuộn, nhị hoàng tử đem bức tranh đó triển khai xem xét, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, kêu lên sợ hãi, giang sơn xã tắc đồ. Đại ca đem cái này cho ta, là có ý gì? Chẳng lẽ để cho ta đi tìm biến mất gần ngàn năm Tây Châu đệ nhất nhân, Đan Thanh Sinh giúp đỡ trở lại vị trí cũ? Cái kia làm sao có thể, hắn đều biến mất lâu như vậy, ta đi chỗ nào tìm? Nghi đầu thật sâu nhăn lại, nhị hoàng tử suy nghĩ thật lâu, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, không đáng tin cậy, quá không đáng tin cậy. Đón lấy, hắn lại cầm lấy kiện vật phẩm thứ hai, đó là một phương lớn chừng bàn tay hộp, nhị hoàng tử mở ra xem. Lại nhất thời giật mình, nhịn không được kêu sợ hãi liên tục, cái này, đây là cái gì? Chỉ thấy ở trong đó óng ánh bày lấy một quả quả cầu, tại trong hộp linh lợi loạn chuyển, dường như mắt người đồng dạng. Người áo đen kia gặp, nhanh chóng vội vàng khom người nói, khởi bẩm nhị hoàng tử, đây là đại tế Ti Vân Huyền Cơ một con mắt, có thể xem xét thiên địa khí vận. Năm đó bệ hạ tìm tới về sau, từng đủ kiểu thăm dò thần nhãn huyền bí, nhưng là đều là không thành công. Liền để xuống mặc kệ. Về sau thái tử điện hạ thừa cơ được đến, không biết có công dụng gì, nhưng tuyệt vật phi phàm, liền muốn nhờ tại điện hạ ngài, hẳn là sẽ có dùng đến thời điểm. Đại tế Ti Vân Huyền Cơ thần nhãn. Mí mắt bất giác lắc một cái, nhị hoàng tử đem cái kia con ngươi cầm vào tay tỉ mỉ xem, lại chợt cảm thấy một cỗ cực mạnh năng lượng nhiếp tâm hồn người, hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia nhãn cầu dây lát thời khắc, liền có loại thần hồn điên đảo, linh hồn tán loạn xu thế. Sau đó lập tức lấy ra, hít sâu mấy hơi, mới bình tĩnh trở lại. Tà, quá tà. Đem cái kia con ngươi lại thả lại hộp gỗ đắp kín,
Nhị hoàng tử mới thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái nói, đoán chừng cái đồ chơi này tạm thời không cần đến, cũng không biết dùng như thế nào, khác dẫn lửa thiêu thân mới tốt. Người áo đen kia cũng khẽ gật đầu, liền hoàng đế phái người nghiên cứu thời gian dài như vậy, đều không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra đồ vật, lại có thể trong chốc lát, khuy xuất bên trong huyền bí đâu. Sau cùng, nhị hoàng tử xuất ra kiện vật phẩm thứ ba, đó là một chương cổ lão tơ lụa, mở ra xem, lại là một tấm bản đồ. Cái kia phần cuối vị trí, thình lình đánh dấu lấy một cái to lớn vân chữ. Khởi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, tấm bản đồ này chính là hoàng thành quốc khố chân tàng. Nghe đồn là vân thị nhất tộc rời núi phụ tá thái tổ ra hành động đồ, cái kia vân chữ sở tiêu vị trí, chính là vân gia tổ địa. Chỉ bất quá vân thị rời đi chỗ đó lâu ngày, rất nhiều người cũng đã không nhớ rõ. Điện hạ dọc theo tấm ảnh này, hẳn là có thể tìm tới đó. Người áo đen dương mắt nhìn nhìn, lập tức khom người bẩm báo. Nhị hoàng tử nhíu mày, nhìn xem trong tay ba món đồ, thì thào lên tiếng, đại tế ti thần nhãn, vân gia tổ địa địa đồ, còn có giang sơn xã tắc đồ. Đại ca siêu tập cái này ba món đồ, chẳng lẽ? Không sai, vân thị nhất tộc đại tế ti có thể khám phá thiên mệnh, như vậy bọn họ tổ địa, nhất định có thể phá giải cái này thần nhãn bí mật manh mối. Nếu là có thể giải mở mắt thần bí mật, bằng tra vận chi năng, cũng có thể tìm tới cái kia đan thanh sinh tung tích, cũng chưa biết chừng a. Người áo đen kia lập tức liền ôm quyền, giải thích nói. Nhị hoàng tử ánh mắt híp lại, thở dài lên tiếng, đại ca tâm tư kín đáo, thế mà có thể nghĩ đến đây nhất hoàn, coi là thật. Nếu là bị hắn tìm tới cái kia đan thanh sinh, nào chỉ là thiên vũ đế quốc, coi như cầm xuống toàn bộ Tây Châu, cũng không thành vấn đề. Trong mắt bất giác ngưng tụ, nhị hoàng tử hét lớn lên tiếng tốt, đã đại ca đều đã chuẩn bị đến tình trạng như thế, vậy ta thì để hoàn thành đại ca chưa hoàn thành sự tình a, đi tìm cái này Tây Châu đệ nhất cao thủ xin giúp đỡ. Đến lúc đó, hừ hừ, lão tam, Trác Phàm, các ngươi tử kỳ liền nên đến. Hung hăng cắn răng một cái, nhị hoàng tử trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Người áo đen kia thì là trong lúc vô tình, lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Thái tử điện hạ, ngài trên trời có linh có thể vui mừng, ngài kế hoạch ngay tại áp dụng, nhị hoàng tử hắn ngay tại vì ngài đi đến một đầu tránh thức đường báo thù. Một phương diện khác, Trác Phàm đi tìm Long Các nói rõ bản tử ý tứ về sau, Long Giật Phi tự nhiên cao hứng, hết sức vui mừng, lập tức liền đáp ứng. Có ngàn dặm màu mỡ chi địa có thể khai thác, hắn lại có thể không động tâm. Bất quá chỗ đó chỗ biên cảnh vị trí, hắn ở nơi đó khai thác thế nhưng là không có chút nào yên tâm a. Lúc này, hắn tự nhiên yêu cầu trợ Trác Phàm phái binh tiến vào chiếm giữ. Mà Trác Phàm cũng đang chờ giờ khắc này, cùng Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường bọn người liếc nhau về sau, mọi người liền bắt đầu luân phiên đối Long Giật Phi tiến hành công tâm sách lược, giảng thuật Lạc Minh phát triển xu thế. Hiển nhiên có nhiều như vậy chỗ tốt nhưng là chiếm, Tiềm Long Các lúc này thêm vào, mà có một cái thêm vào, Kiếm Hầu Phủ cùng Hoa Vũ Lâu cũng ào ào theo thêm tiến đến, căn bản không cần tốn nhiều sức. Dù sao hiện tại Lạc gia nhất gia độc đại, theo nó có thịt ăn, làm trái nó, muốn chết đi. Lại thêm Gia Cát Trường Phong những lão hồ ly này, luôn luôn có tài hùng biện, nhất thời liền đem ba nhà hù đến sửng sốt một chút, hận không thể hiện tại thì lập tức vào ở, còn cho là mình chiếm tiện nghi, đây là Trác Phàm đối bọn hắn những thứ này lão minh hữu cảm ơn phản hồi đây. Thực, thiên hạ nào có rớt đĩa bánh sự tình. Bọn họ chiếm nhiều thiếu lợi ích, tự nhiên muốn giao ra bao nhiêu đời giá. Đã thêm vào Lạc Minh, tuy nhiên bọn họ ích lợi biến lớn, nhưng là từ nay về sau, liền không thể lại lấy mỗi cái gia tộc chính mình thân phận hành động, bọn họ thân phận toàn diện biến thành Lạc Minh thành viên, mất đi đơn độc phát triển tự do, cả một đời đều muốn bị cái tổ chức này bắt lại. Thì tương đương với năm đó, Ngự Hạ gia tộc cùng phụ thuộc gia tộc quan hệ, chỉ bất quá bây giờ là càng quan hệ chặt chẽ, nhưng vẫn như cũ cấp trên cấp dưới tương liên. Lạc Minh minh chủ tự nhiên là Lạc gia không thể nghi ngờ. Còn lại liền tất cả đều là nó quản chế phía dưới thành viên. Bất quá, bọn họ cũng quản chẳng phải nhiều, Lạc Minh vừa thành lập, tự nhiên cho bọn hắn một chút xíu ngon ngọt, lúc này đem bọn hắn vui vẻ quên hết tất cả, cái gì đều không để ý. Kế tiếp, mới là Lạc gia nắm chặt quyền lực thời điểm, bất quá loại sự tình này Trác Phàm không còn đi quản, sau này cũng tất cả đều giao cho Gia Cát Trường Phong bọn họ đi làm. Hắn, nên rời đi. Thác Bạt Nguyên Soái. Hôm nay từ biệt, sau này còn gặp lại. Vừa về tới Phong Lâm Thành,
Trác Phàm lập tức để Thiên Vũ Tứ Hổ áp giải Thác Bạt Thiết Sơn bọn họ những tù binh này đi biên cảnh giao dịch, đổi lấy cái kia ngàn dặm chi địa, bởi vì bọn hắn bị phong tu vi, cho nên cho dù Độc Cô đại quân chỉ còn 400 đến 500 ngàn, cũng có thể tùy tiện áp giải cái này 2 triệu tù binh tiến đến, sẽ không ra loạn gì. Tại Hắc Phong Sơn dưới chân, Trác Phàm khuôn mặt hiền lành quét vào chàng sở có Huyền Nhung quân tướng sĩ liếc một chút, nhưng Thác Bạt Thiết Sơn lại một mực gương mặt lạnh lùng, đồng dạng ôm một cái quyền, ồm ồm nói, hừ, sau này không gặp lại, lão phu cũng không muốn gặp lại ngươi. Ha ha ha, Thác Bạt nguyên soái sao lại nói như vậy, chúng ta coi như không là bằng hữu cũng là đối thủ a, đối lẫn nhau tối thiểu tôn trọng chắc là có a, tựa như ngài cùng Độc Cô lão nguyên soái thâm hậu như vậy chiến trường tình nghĩa. Hừ hừ hừ, lão phu nhìn Độc Cô Chiến Thiên, tuy nhiên bố quân tinh diệu, nhưng còn là cá nhân có thể làm ra tới sự. Nhưng ngươi thuần túy không phải người, ra đều là cái chiêu gì a? Riêng là sau cùng cái kia phi hổ quân, đến tột cùng từ chỗ nào thu thập đến, quá khi dễ người. Thác Bạt Thiết Sơn tựa hồ đối với trận chiến này bại trận có chút ủy khuất, tức giận liên tục. Trác Phàm lại là cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến, mà nhìn hắn Huyền Nhung tướng lãnh. Tuy nhiên đối với hắn đồng dạng là đầy dẫy oán hận, nhưng càng nhiều lại là kính phục, lại nhiều cũng là kiêng kỵ. Cùng Trác Phàm nhất chiến, bọn họ mới biết được cái gì gọi là thần kỳ kỹ, người này mang binh đồng dạng, nhưng kỳ môn đường lệnh lại là mọi thứ tinh thông, không biết chuyện gì xảy ra thì cho ngươi ra cá biệt ngươi hoảng sợ nước tiểu yêu thiêu thân đi ra. Dạng này đối thủ, bọn họ lại không nguyện gặp phải, thực sự rất khó khăn phỏng đoán. Thác Bạt Thiết Sơn nghĩ như vậy. Thác Bạt Lưu Phong cũng là tâm tư như vậy, Bát Lang Vệ càng là như vậy thở dài, chỉ có Thác Bạt Liên Nhi nhìn lấy Trác Phàm nụ cười, trên mặt đầy là vẻ phức tạp, trầm ngâm rất lâu, mới hét lớn, Trác Phàm, ngươi đừng quên, tại Thú Vương Sơn phía trên những linh dược kia, ngươi còn thiếu nợ ta một nửa đâu. Cái gì thiếu ngươi một nửa, xin nhờ, ngươi chú ý một chút ngươi chính mình thân phận, ngươi bây giờ là ta tù binh, ngươi cả người đều là ta chỗ nào còn có thể thiếu ngươi. Ha ha ha. Trác Phàm cười lớn một tiếng, trêu đùa. Thác Bạt Liên Nhi lại là hai má một đỏ, mất tự nhiên chật qua đầu, thì thào lên tiếng, cái gì ta là ngươi người, không giữ mồm giữ miệng, lưu manh. Bất quá, Trác Phàm đối với cái này lại cũng không thèm để ý, lần nữa cùng Thiên Vũ Tứ Hổ căn dặn vài câu về sau, liền đưa bọn hắn rời đi. Đón lấy, hắn lại trở lại Hắc Phong Sơn trong phòng nghị sự, chỗ đó sớm đã đứng đầy người. Làm hắn cái này lạc ra đại quản gia ngày cuối cùng, hắn nhất định phải đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng, mới có thể yên tâm rời đi. Lệ Kinh Thiên, Tuyết Thanh Kiến, Cửu Viêm Hải, Thiên Địa Song Thánh đi lên phía trước. Trác Phàm hét lớn một tiếng, năm người này liền cùng nhau tiến về phía trước một bước, ôm quyền khom người, riêng là Thiên Địa Song Thánh, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng tán phục. Bọn họ hiện tại đã là hóa hư tam trọng cao thủ. Đột phá 300 năm đến một mực không cách nào tiến thủ, làm cho chung thân tiếc nuối hóa hư cảnh. Cho nên bọn họ đối Trác Phàm cảm tình, cùng nói là trung tâm, không bằng nói là có thể máu chảy đầu rơi cảm kích. Có thể nói, Trác Phàm một câu, bọn họ lên núi đao xuống vạc dầu, cũng muôn lần chết không từ. Năm vị trưởng lão thực lực chí cường, từ nay về sau, thăng làm lạc gia cung phụng, hộ vệ gia chủ cùng tiểu thư bình an. Trác Phàm khoan thai lên tiếng, năm người nghe xong, ào ào gật đầu lĩnh mệnh, vâng. Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường cùng U Minh ba người liếc nhìn nhau, dĩ nhiên đã đoán ra Trác Phàm tâm tư. Phải biết, tại Trác Phàm nhâm quản gia thời điểm, lạc gia mặc kệ thực lực mạnh hơn người, đều là trưởng lão, không có cung phụng chức. Hiện tại Trác Phàm sách gia tộc này chiến lực mạnh nhất năm người vì cung phụng, rõ ràng là để bọn hắn thoát ly quản gia quản chế phạm vi, ức chế quản gia quyền lực. Nói cách khác, Trác Phàm muốn giống như hoàng đế, đem lạc gia chia làm văn thần võ tướng, lẫn nhau kiềm chế. Ai, xem ra mặc dù có huyết tầm khống chế, vị này chắc quản gia vẫn là không yên lòng cái này lạc gia thiếu chủ a. Sợ hắn khó có thể kiềm chế nhiều như vậy hung thần ác sát. Gia Cát Trường Phong trong lòng lý giải, không khỏi bật cười lắc đầu. Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường, U Minh tiến lên một bước. Trác Phàm nói tiếp, ba người liền chậm rãi tiến lên, khom người cúi đầu. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, từ nay về sau, Gia Cát Trường Phong vì lạc gia đại quản gia, phụ tá gia chủ xử lý lạc minh một chuyện, Lãnh Vô Thường vì lạc gia đại chấp sự, phân công quản lý lạc gia khai thác, kinh doanh các phương diện thủ tục, U Minh vì lạc gia tham mưu quân sư,
hiệp trợ ám ảnh đội, Độc Cô Quân chờ đối ngoại tin tức tìm hiểu cùng công phạt. Trong lòng bất giác run lên, ba người lẫn nhau nhìn xem về sau, đều là nhịn không được thở dài một hơi, ai thán nói, vâng. Trác Phàm loại này an bài, bọn họ lòng dạ biết rõ, rõ ràng cũng là tam quyền phân lập kế sách, lẫn nhau tiết chế. Gia Cát Trường Phong xử lý Lạc Minh sự tình, rõ ràng cũng là quản nhân mạch, Lãnh Vô Thường phụ trách khai thác, thương nghiệp sự vụ, cái kia chính là đem tư nguyên vững vàng chộp trong tay, mà U Minh càng rõ ràng, cái kia chính là binh quyền. Cái này tam đại quyền thế, lẫn nhau phụ trợ, lại lẫn nhau kiềm chế, lại là rõ ràng không để bọn hắn chuyên quyền độc đoán. Phất phất tay, để bọn hắn lui ra, Trác Phàm lại tiến hành một phen an bài căn dặn, riêng là đối Lôi Vũ Đình cùng Lôi Vân Thiên cha con hai người, càng là khuyên bảo bình luận một phen. Ai bảo bọn họ trước kia cùng U Minh có thù đâu. Bất quá bây giờ, U Minh đã không phải là U Minh cốc người, chỉ có thể thanh thản ổn định ở tại Lạc Gia, bọn họ cũng không lại để ý. Sau cùng, Trác Phàm lại đem Lạc Vân Hải gọi vào bên người, cười nhạt tiếng nói, số tiểu tử, ta hôm qua dạy ngươi thủ quyết nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Lạc Vân Hải trong mắt rưng rưng, thân thể khẽ run gật gật đầu, nức nở nói. Vậy thì tốt, đến một lần đi. Trác Phàm ta cười một tiếng, khoan thai mở miệng. Lạc Vân Hải gật đầu một cái, lập tức kết động ấn quyết, chỉ một thoáng, nhưng nghe từng tiếng kêu gào vang lên, toàn bộ trong đại sảnh, một đám cường giả, đại bộ phận toàn bộ đau đớn khó nhịn ngã xuống. Chờ Lạc Vân Hải lại kết động một tay quyết về sau, bọn họ mới lại khôi phục như thường, đồng thời nhìn về phía Lạc Vân Hải bóng lưng, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới Trác Phàm trước khi đi, thế mà đem máu này tầm khống chế chi pháp cũng truyền thụ cho hắn. Vậy bọn hắn về sau nếu là gây vị gia chủ này, chẳng phải là xui xẻo. Trong lòng một trận lo sợ, mọi người liếc nhìn nhau, đều là khổ bức chi sắc. Trác Phàm cười lạnh, đem tất cả mọi người biểu lộ thu vào đáy mắt, hài lòng gật đầu. Nếu như các người đối với gia chủ không có tâm mang sợ hãi, lão tử rời đi mới thật không yên lòng đây. Đại tiểu thư, đem Lôi Linh giới cho ta. Lúc này, Trác Phàm nhìn về phía một bên cũng đầy là hai mắt đẫm lệ Lạc Vân Thường nói. Lạc Vân Thường quính lên, vội vàng cầm trong tay giới chỉ nhét vào trong ngực, ủy khuất nói, ngươi làm gì, đây là ta. Ngươi đều phải đi, chẳng lẽ còn muốn đem giới chỉ thu hồi đi, không cho cái tưởng niệm sao? Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy cũng không mở miệng lại muốn, chỉ là trong mắt vầng sáng màu vàng óng lóe lên. Lạc Vân Thường trên tay mang cái viên kia Lôi Linh giới, liền trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trên tay. Ngươi, Lạc Vân Thường quính lên, vừa định đi đoạt hồi, đã thấy Trác Phàm đã là đem Lôi Linh giới chậm rãi đeo lên Lạc Vân Hải trên tay, sắc mặt nghiêm túc nói, Lạc gia gia chủ Lạc Vân Hải, làm Lạc gia tiền nhiệm đại quản gia, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, xa xa khó vời. Ta khả năng không có cách nào tham gia, ngươi tiếp nhâm gia chủ đại điển. Hôm nay cái này Lôi Linh giới tặng cho ngươi, ngày sau như Lôi Linh giới lần nữa lập lòe thời điểm, chính là ta Trác Phàm quay về Lạc Gia ngày. Trác Phàm lại nói năng có khí phách, phảng phất là tại cho Lạc Vân Hải nghe, lại phảng phất là tại cho nơi này tất cả mọi người nghe, tại cảnh cáo bọn họ. Đừng tưởng rằng lão tử đi, thì không trở lại, các ngươi nhưng là cho lão tử đàng hoàng một chút. Lạc Vân Thường chuẩn bị vọt tới trước tốc độ hơi chậm lại, bỗng dưng nhìn không được che đôi môi mềm mại. Trong mắt chỉ có mộng mộng vũ khí. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Trác Phàm vì bọn họ Lạc gia nỗ lực đến thực sự quá nhiều, cho dù là lần này bị ép đi Ma Sách Tông, cũng là vì Lạc gia có thể an toàn đi xuống. Nếu không lấy Trác Phàm bản sự, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, Ma Sách Tông cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Nhưng bây giờ hắn đi, không biết Ma Sách Tông lại là vì sao càng muốn hắn thêm vào, có lẽ liền sẽ đi đến tràn ngập nguy hiểm đường. Như vậy một đi không trở lại. Nhưng dù vậy, Trác Phàm sau cùng nghĩ đến, vẫn là Lạc gia sau cùng an bình. Nghẹn ngào nuốt ngụm nước bọt, Lạc Vân Hải cưỡng ép để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới, giơ lên cao cao cánh tay, phía trên Lôi Linh giới rạng rỡ phát sáng, cao giọng nói, ta Lạc Vân Hải thân là gia chủ ở đây thề, từ nay về sau, cái này Lôi Linh giới chính là ta Lạc gia gia chủ tín vật, đời đời truyền lại, Lạc Minh chí cao tín vật, không thể làm trái. Gặp này nhẫn, như gặp gia chủ, mặc kệ ngày sau ta Lạc Minh lớn mạnh đến loại tình trạng nào, đều muốn là Trác quản gia kiên cố chỗ dựa. Mặc kệ Trác quản gia ngày sau đối mặt như thế nào hiểm cảnh,
cho dù là Tam Tông uy hiếp, ta Lạc Minh cũng chắc chắn từ bỏ bất luận cái gì lập trường cùng lợi ích, cho dù đánh đến người cuối cùng, cũng hội toàn lực ủng hộ Trác quản gia đến cùng. Lạc Vân Hải thanh âm vang vọng toàn trường, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên định. Trác Phàm cúi đầu nhìn xem trong tay mình lôi linh giới, trong lòng rõ ràng, mình bây giờ tuy nhiên đã không phải người Lạc gia, cho dù ngày sau lại đâm cái gì rắc rối, cũng cùng Lạc gia không quan hệ. Thế nhưng là, Lạc gia lại như cũng nguyện ý cùng hắn cùng tiến thối, điều này không khỏi làm lòng hắn dưới có lấy một chút cảm động. Trên điện mọi người cũng là sắc mặt nghiêm một chút, nhìn lấy Lạc Vân Hải bóng lưng, tràn đầy vẻ kính phục. Vị gia chủ này tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng lại có tình có nghĩa, xác thực khó được cực kỳ. Thật sâu nhìn lên trước mặt cái này đã trưởng thành thiếu niên hài tử, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu hắn, lại là không hề nói gì, lướt qua bả vai hắn, đi ra phía ngoài ra ngoài. Đại điện người tất cả đều ào ào tránh ra một con đường, đưa mắt nhìn vị này đem Lạc gia như thế cái tam lưu thế gia, một lần hành động đưa đến thiên vũ mạnh nhất đệ nhất thế gia truyền kỳ đại quản gia bóng người, dần dần biến mất. Thật lâu, Lạc Vân Hải thân thể nhìn không được rung động, cắn chặt môi, không nói ra một câu, cuống họng đã là nghẹn ngào vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn bỗng nhiên xoay người lại, dùng hết lực khí toàn thân, hướng ngoài điện giống to lên tiếng, Trác đại ca, ngươi nhất định muốn trở về a. Thanh âm xa xa truyền đi, nhưng là hắn không biết Trác Phàm nghe đến không có, cách đó không xa Lạc Vân Thường đã khóc bù lu bù loa, díu dít thê thê, hắn song đồng cũng đã hoàng hà tràn lan, sưng đỏ không chịu nổi. Hắc Phong Sơn chân núi, Trác Phàm chậm chậm đi tại che lấp giữa rừng núi, trong hai con ngươi tựa hồ cũng có lưu quang đảo quanh. Chậm rãi sờ lên chính mình trái tim, không còn đau, tâm ma trừ, ma hoàng Trác Nhất Phàm cùng năm đó tiểu gia nô Trác Phàm, đều đối với hiện tại Lạc gia tràn ngập lòng tin, yên lòng. Nhưng là, không còn tâm ma hắn, trong nội tâm nhưng lại nhiều một dạng khác đồ vật, không muốn. A, à, người khóc. Không, không có, chỉ là hạt cát mê mắt. Một đạo mềm mại thở nhẹ âm thanh đột nhiên vang lên, Trác Phàm dương mắt nhìn một cái, đã thấy chẳng biết lúc nào, Vân Sương đã là mang theo Vĩnh Ninh công chúa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái, mới đưa thật vất vả mới nổi lên một chút lệ quang, lại cho nín trở về. Thấy tình cảnh này, Vân Sương bất giác hớn hở cười cười, Vĩnh Ninh cũng là che miệng cười khẽ, nhưng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng nhiều một tia nhu hòa. Cho dù là vị này cường thế bá đạo đại quản gia, sau lưng cũng có không muốn người biết một mặt a. Các ngươi hai cái làm sao tới, riêng là ngươi Sương Nhi, thân là tân nhiệm Vân gia tộc trưởng, không phải nói muốn dẫn dắt tộc nhân tại Hắc Phong Sơn thành lập quan tinh đài à, làm sao rảnh rỗi như vậy. Tựa hồ là cảm thấy bị hai nữ tử nhìn đến chính mình lúng túng như vậy một mặt mà cảm thấy tức giận, Trác Phàm không khỏi kêu rên lên tiếng. Nhưng lời vừa nói ra, hai người liếc nhìn nhau. Lại cười to mà ra. Đón lấy, Vân Sương thật sâu liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy nhẹ nhàng, rằng giặc xuất khẩu, ngươi cứu vãn thiên hạ thương sinh, còn vì gia gia của ta báo thù, hôm nay ngươi muốn rời khỏi, ta vô luận như thế nào đều muốn trước đến tiễn ngươi một đoạn đường, lấy tỏ lòng biết ơn. Không cần, dù sao đều là thuận tiện sự tình, không có gì lớn không. Trác Phàm từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, khinh thường nói, ta không nghĩ tới làm chuyện gì tốt. Chỉ là muốn đem đối thủ đánh ngã thôi. Nếu là ta đối thủ là một cái có đức minh quân, nói không chừng đồ thán sinh linh cũng là lão tử ta. Trong mắt ta chỉ có đối thủ, không có cái gì chính nghĩa cùng thương sinh. Mi đầu bất giác lắc một cái, Vân Sương lại thật sâu liếc hắn một cái, lại là chậm rãi lắc đầu, bật cười nói, tuy nhiên ngươi một mực tự xưng ác nhân, mà lại xem như loại kia thập ác bất xá ác đồ, nhưng là... ngươi lại cùng hắn ác nhân khác biệt, còn có một tia lương chi. Có thể cứu vãn, cho nên. Nói đến đây, Vân Sương đột nhiên hai gò má một đỏ, chậm rãi tiến đến Trác Phàm bên tai, bật hơi nhược lan nói, ta sẽ tuân theo gia gia nguyện vọng, một mực ở tại Lạc gia, chờ ngươi trở về, cứu vãn ngươi thoát ly khổ hải, thành vì một người tốt. Nếu là ngươi không nguyện ý, ta thì quấn ngươi cả một đời. Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm trên mặt lộ ra quái dị khuôn mặt, trở lại nhìn về phía trước mặt Vân Sương lúc. Vân Sương mặt mũi đã là tóc đỏ nóng, trong mắt như nước mùa xuân giống như, phảng phất muốn đem ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ hòa tan một dạng. Tựa hồ không dám nhìn nữa Trác Phàm ánh mắt, Vân Sương hơi hơi cúi đầu, thì thào lên tiếng, ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đây đều là chúng ta ước định, ngươi nhất định muốn trở về.
Vừa dứt lời, Vân Sương cũng như chạy trốn che mặt chạy, dái tai cũng là đỏ bừng một mảnh. Trác Phàm kinh ngạc nhìn cái kia đạo bóng lưng yểu điệu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rõ ra bình tĩnh a, căn bản chính là mong muốn đơn phương, cũng không hỏi xem ta ý nghĩ. Ai, phần này bá đạo cũng không biết với ai học. A, à, tựa như là ta. Phốc, một bên Vĩnh Ninh bất giác che miệng cười khẽ, tiếp lấy nhìn về phía Trác Phàm, mị nhãn như tơ, trong tay ánh sáng lóe lên, móc ra một cái xanh biếc vòng tay đến, đưa lên, Trác Phàm, người đem nó cất kỹ. Đây là ta mẫu hậu di vật, về sau chúng ta thiên nam hải bắc, vĩnh không quên đi. Ít đến, ta làm gì không có việc gì thu ngươi một cái vòng tay, còn vĩnh không quên đi. Làm thứ quỷ gì, trong mắt bất giác chừng một cái, Trác Phàm mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Có chút buồn bực bĩu môi, Vĩnh Ninh do dự rất lâu, cuối cùng phẫn uất dậm chân một cái, cả giận, ngươi là Du Mộc vấn đề a, bản công chúa ý tứ đều rõ ràng như thế. Nhất định phải bản công chúa tự mình nói ra miệng ngươi tài cao hưng. Trác Phàm lông mày nhíu lại, mắt hiện vẻ ngờ vực. Vĩnh Ninh nhìn đến một trận tức giận, cuối cùng cắn răng một cái, lớn tiếng nói, Trác Phàm, bản công chúa hôm nay chính thức thông báo ngươi, bản công chúa coi trọng ngươi. Vốn là lần này tới Hắc Phong Sơn, là muốn theo ngươi nhiều ở chung chút thời gian, tăng tiến điểm cảm tình. Nhưng không nghĩ tới, ta tới, ngươi lại muốn đi. Không có cách. Chỉ có thể thừa dịp cái này một cơ hội cuối cùng, lưu cho ngươi tín vật đính ước, hy vọng ngươi bên ngoài không nên quên ta. Khoan, dừng lại. Vĩnh Ninh công chúa nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm liền vội gấp khoát tay, kêu lên, công chúa điện hạ, ngài có phải hay không não tử phát sốt, ta theo ngươi cũng không có ở chung bao nhiêu thời gian, không có nhiều như vậy cảm tình có thể nói, ngươi bây giờ cho ta đến như vậy vừa ra, có phải hay không quá đột ngột. Không đột nhiên a. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, nhất kiến trung tình bốn chữ này? Không khỏi chớp chớp xinh đẹp mắt to, Vĩnh Ninh chuyện đương nhiên nói, ấu niên thời kỳ, mẫu hậu thường thường nói với ta, bất luận ngộ đến bất kỳ việc khó, đều không cần phải sợ. Bởi vì sẽ có một vị bạch mã vương tử từ trên trời giáng xuống, dùng cái kia bao quát chí lớn đem ta bảo vệ tại hắn cánh tay ở giữa, không nhận bất cứ uy hiếp gì quấy nhiễu. Mà ngày đó hoàng ngoài cửa thành, mắt của ta nhìn muốn hương tiêu ngọc vẫn thời điểm. Ngươi lại đột nhiên xuất hiện, đây không phải chính nói với mẫu hậu một dạng, ngươi chính là ta nhân duyên a. Gương mặt nhìn không được rút, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, ách, công chúa, vậy cũng là chuyện cổ tích, mà đồng thoại bên trong đều là gạt người, ngươi rất không cần phải tỉ mỉ nghiên cứu. Khó mà làm được, đây là mẫu hậu di mệnh, ta nhất định phải tôn sùng, tựa như Sương Nhi ra ra di mệnh một dạng. Lại nói, ngươi đều tiếp nhận Sương Nhi, vì sao không tiếp thụ ta? Ta lại không quan tâm, dù sao chúng ta là hảo tỉ muội. Ách, ta tiếp nhận cái gì? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù. Tiếp nhận Sương Nhi a, nàng vừa mới không phải nói muốn quấn ngươi cả một đời sao? Ngươi không có cự tuyệt, cũng là tiếp nhận a. Giống nàng như thế tính cách nhu hòa cô nương, có thể chủ động nói ra những lời này, thật sự là đáng quý. Mà bản công chúa tự hạ thấp địa vị, chủ động ôm ấp yêu thương. Còn nguyện ý cùng nàng người cùng hậu hạ một chồng, liền càng thêm đáng quý. Bất giác nhếch miệng cười một tiếng, Vĩnh Ninh nhìn về phía Trác Phàm trong mắt chớp động lên ngôi sao nhỏ, đem vòng ngọc cầm tới trước mặt hắn, dường như một cái dụ hoặc tiểu bằng hữu xấu a gì giống như, lộ ra tà ác nụ cười, Trác Phàm, mau đưa ta vòng tay nhận lấy, về sau chúng ta lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau không phân ly. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, đã từng không sợ trời không sợ đất cao đại quản gia. Giờ này khắc này, tại Vĩnh Ninh công chúa mãnh liệt ái tình thế công dưới, lại là có chút giật gấu vá vai cảm giác, trên đầu cũng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Xem ra nữ nhân như lão hổ câu nói này, không phải là không có đạo lý. Công chúa, người phải tỉnh táo, ta Trác Phàm một giới bãi cỏ hoang, phía trước không biết gì đường, không rõ sống chết, ngươi và ta là không có kết quả tốt, việc này nhất định muốn thận trọng a. Ta đương nhiên thận trọng. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, gà cho xác chết, cả một đời thủ tiết, chỉ cần bản công chúa cao hứng là được. Ngươi không phải thường nói với người khác, tùy tâm mà động a. Hiện tại bản công chúa, cũng là theo lời ngươi nói làm a. Vĩnh Ninh đùa cười một tiếng, trong mắt hiện ra trần trụi dục vọng. Trác Phàm lại là sắc mặt bất giác một khổ, hận không thể hung ác rút chính mình tấm kia miệng thúi, làm gì không có việc gì nói vớ nói vẩn. Hiện tại tốt, báo ứng rơi xuống trên đầu mình. Ta nói công chúa,
ngài phải tỉnh táo. Muốn ngài đường đường công chúa chi tôn, nên có cái càng tốt hơn kết cục. Tỷ như Thiên Vũ Tứ Hổ, bọn họ đều là chiến công hiển hách, mỗi ngày khóc hô hào muốn nàng dâu, nếu không ngươi suy nghĩ một chút. Không cần, đời ta nhận định ngươi, cũng là như thế tùy hứng. Dương dương đầu, Vĩnh Ninh nhìn về phía Trác Phàm dí dỏm nháy mắt mấy cái, đùa cười ra tiếng, xem ra, chúng ta hai cái tính tình vẫn là man hợp mà. Hợp ngươi cái đại đầu quỷ a. Vốn là lão tử lần này rời đi Lạc gia còn có chút không muốn, nhưng bây giờ thật sự là hận không thể dương cánh bay đi. Trác Phàm bất đắc dĩ che chán, trong lòng suy nghĩ, lại là đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất chỉ Vĩnh Ninh sau lưng, hét lớn a, Sương Nhi, ngươi lại trở về làm gì, là tìm công chúa sao? Sương Nhi, hơi sững sờ, Vĩnh Ninh kìm lòng không được quay đầu nhìn qua. Thế nhưng là ngay một khắc này, lại nghe bá một tiếng, Trác Phàm bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi Vĩnh Ninh lần nữa xoay đầu lại, trước mặt nàng đã là rỗng tuếch một mảnh, chỗ nào còn có thể tìm tới Trác Phàm hắn nửa cọng lông măng. Bất giác hung hăng dậm chân một cái, Vĩnh Ninh một mặt u oán nhìn trong tay vòng ngọc, trong mắt bất giác có vũ khí nhảy lên, người ta chỉ là muốn để ngươi nhận lấy người ta lễ vật, không nên quên người ta nha, tại sao phải chạy đến nhanh như vậy, người ta cũng không phải là lão hổ. Hừ, chán ghét. Lạnh lẽo gió mát đảo qua nàng dưới chân, Vĩnh Ninh một mình đứng thẳng trong gió rét, lại không có vừa mới vui thích hoạt bát, trên mặt chỉ là một mảnh hiu quạnh, nước mắt ngăn không được lại cạch xuống. Nghĩ không ra nàng đường đường công chúa, lần thứ nhất hướng tâm dụng cụ nam tử tỏ tình, lại là kết quả như thế, ai? Một phương diện khác, Trác Phàm một cái lắc mình, tại Hắc Phong Sơn bên ngoài một dặm thân ảnh hiện ra, nhưng vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên những cô nương này hắn cũng không ghét, nhưng là muốn để hắn tiếp nhận, nhưng cũng không có khả năng. Ngược lại không phải người ta chân thành tha thiết tình nghĩa cảm động không lòng hắn, chỉ là... Ai bảo hắn là ma đâu? Hắn có hắn nguyên tắc, tuyệt không thể động tình, mà cái nguyên tắc này làm bạn hắn cả đời, sau cùng liền trở thành quen thuộc. Lòng hắn rất khó chứa đựng một phần chân thành tha thiết cảm tình, bởi vì quá nặng. Phản mà đối với hư tình giả ý, hắn càng có thể ứng phó tự nhiên. Chờ một chút. Thế mà, ngay tại hắn lập tức muốn khởi hành trước, lại là một tiếng mềm mại nữ tiếng vang lên, Trác Phàm nghe đến, quả thực liền muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ai thán không thôi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, hôm nay là hắn đảo hoa kiếp sao? Làm sao tất cả đều là nữ nhân tới tìm hắn để gây sự? Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm chậm rãi quay người, nhưng là thấy đến cô gái này, Trác Phàm nhưng lại bất giác hơi sững sờ, rất là kỳ lạ. Bởi vì người này không là người khác, chính là Tiềm Long Các Long Quỷ tiểu thư. Hắn nhớ đến tiểu nha đầu này đối với hắn có vẻ như không có cảm tình gì, hai người gặp về sau, hoặc là không nói lời nào, vừa nói cũng là lẫn nhau gộp vào nhau, lẫn nhau thầm phúng, quả thực thì là cựu nhân lớn hơn bằng hữu. Trước kia Lạc gia bất nhập lưu thời điểm, nha đầu này còn xem thường bọn họ tiểu địa phương đi ra nông dân. Nguyên nhân chính là như thế, Trác Phàm lúc đó dưới cơn nóng giận, cùng với nàng ký kết 10 năm ước hẹn. Trong vòng 10 năm, Lạc gia tất siêu ngự hạ thất gia. Giờ này khắc này, 10 năm ước hẹn đã đến, Trác Phàm đều nhanh không nhớ rõ. Nhưng nhìn đến cô gái này, trong lòng của hắn cái kia cỗ tà ác hỏa diễm liền lần nữa cháy hừng hực. Hắc hắc hắc, nhà đầu chết tiệt kia, đến vừa vặn, trang bức thời điểm lại tới, hừ hừ hừ. Mà Long Quỳ nhìn thấy Trác Phàm nghe đến nàng thanh âm về sau, đầu tiên là giật mình, thậm chí còn có chút kinh hãi ý vị, lại nhìn thấy nàng người về sau, lại là sững sờ, trong mắt tựa hồ còn có chút mê hoặc. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên đã hoàn toàn biến thành kiệt ngao. Một mặt thiếu ăn đòn biểu lộ, đầu nhấc lên cao, lỗ mũi đều nhanh đối hướng nàng, lại là không để cho nàng tùy vào che kín. Cái này nha một rượu tam biến, đến tột cùng làm cái quỷ gì, vẫn là chịu cái gì kích thích. Nghe nói, ngươi muốn rời khỏi Thiên Vũ, Long Quỳ trầm ngâm một trận, đạm mạc lên tiếng. Trác Phàm không sai gật đầu, cười nói, đúng vậy a, ngươi tin tức còn rất nhanh. Làm sao, ngươi là đến cho ta tiễn đưa. Xem như thế đi. Bất quá chủ yếu hơn, là vì năm đó 10 năm ước hẹn. Long Quỳ khẽ cười một tiếng, 10 phần thản nhiên nói. Nhưng là cứ như vậy, Trác Phàm lại là bỗng dưng sửng sốt. Theo lý thuyết chuyện này hẳn là hắn sách đi ra, châm chọc nha đầu này, thuận tiện nhục nhã một chút nàng mới đúng. Làm sao hiện tại phản,
nhà đầu này ngược lại dẫn nói ra trước đâu. Cái này rất giống đòi nợ còn chưa mở miệng, nợ tiền lại là ba ba tơ hướng hắn trong túi quần cứng rắn nhét một dạng, không hợp logic à. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Long Quỳ không khỏi khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, 10 năm trước, tiểu nữ tử tuổi trẻ khinh cuồng, không biết phân tắc, xác thực là xem thường ngươi, kể một ít quá nặng lời nói. Ở đây, ta hướng ngươi chân thành xin lỗi, xin lỗi. Nói, Long Quỳ đúng là hướng về Trác Phàm thật sâu cúi người. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm lại là sửng sốt, tâm lý sớm đã nhớ tốt trang bức sách lược, cũng không biết nên như thế nào hành sự. Lại nói, người ta đều đã chủ động bồi tội, chính mình lại đến ý không tha người, trang bức đi xuống, cái kia phản mà hạ xuống ngồi. Kết quả là, Trác Phàm chậm rãi khoát khoát tay, ra vẻ thâm trầm nói, chỗ nào, trước kia những chuyện nhỏ nhặt này, người không đề cập tới ta đều đã quên, ha ha ha. Dối trá. Trong lòng bất giác thầm cười một tiếng, Long Quỳ chậm rãi nâng lên thân thể đến, trong mắt lại là hiện ra giảo hoạt ánh sáng, tiếp tục nói, những năm gần đây, ngươi một đường quá quan trảm tướng, đem một cái bất nhập lưu thế ra, mang cho tới bây giờ quái vật khổng lồ, quả nhiên là kỳ tích đã đến, thường nhân khó có thể làm. Dọc theo con đường này, người chỗ đi mỗi một bước ta đều nhìn ở trong mắt, coi là thật bội phục cực kỳ. Lúc này, ta mới hiểu được, cái gì gọi là đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ha ha ha, chỗ nào, người quá quá khen. Trác Phàm cười lúc lắc đầu, một mặt xuân phong đắc ý, xem ra cái tiểu nha đầu này là đối với mình thật tâm phục khẩu phục. Thế mà, còn không đợi hắn nụ cười ở trên mặt nhiều treo như vậy một phút thời gian, Long Quỳ chuyện lại là đột nhiên chuyển một cái, để Trác Phàm lúc này cũng là sững sờ, trong lòng bất giác run lên, nói thầm một tiếng, xấu, mắc lừa. Thế nhưng là đừng nên xem thường người nghèo yếu không giả. Chẳng lẽ thiếu nữ tâm liền có thể tùy tiện lấn sao? Long Quỳ ý nghĩa lời nói chuyển một cái, ngôn từ chợt biến đến sắc bén lên. Trác Phàm ra mặt lắc một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Rất rõ ràng cái này Long Quỳ đến đây bồi tội là giả, hỏi tội là thật. Chỉ bất quá phía trước một trận biểu dương, đem hắn đều nâng đến lên 9 tầng mây, bây giờ lại là một cái búa nện xuống đến, hưng sư vấn tội. Đánh hắn trở tay không kịp, rất là kỳ lạ. Đây rõ ràng cũng là giết kế sách a, ai, nghĩ không ra hắn đường đường Trác Phàm, sẽ phạm loại này hồ đồ. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm nghĩ đến lý do, nhưng là rất nhanh liền ý thức được, hắn còn không biết Long Quỳ trong miệng là chuyện gì đây, tìm cớ gì a, sau đó xấu hổ cười một tiếng, khó hiểu nói, Long Quỳ cô nương, không biết ngươi vì sao nổi giận. Vì sao nổi giận, cái này cần hỏi chính ngươi, hừ, bất giác lạnh hừ một tiếng. Long Quỳ trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm nói, có phải hay không là ngươi đi cùng các chủ đề thân, để hắn đem ta gả cho cái kia mập mạp chết bầm. À, nguyên lai là việc này. Trác Phàm trong lòng không sai, mặt trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, sự kiện này à. Ta chỉ là cái truyền lời, cũng không có bất kỳ cái gì ép buộc chi ý. Lấy sau cùng quyết định, vẫn là Long các chủ chính mình. Có điều. Bất quá cái gì, Long Quỳ ngưng lông mày hỏi. Bất giác tà cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, bất quá lần này bàn tử xuất ra xính lễ quá phong phú, Long các chủ coi như muốn cự tuyệt, đều không đành lòng a. Đừng nói là hắn, ta nhìn đều không đành lòng, hơn nghìn dặm địa khoáng khai thác, khó được a. Bàn tử có thể vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, nói rõ hắn là thật tâm, ngươi cùng hắn không có chút nào thua thiệt. Hừ, ta thua thiệt không lỗ đều là chính ta sự tình, cần phải ngươi chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Long Quỳ nhìn chằm chằm Trác Phàm ánh mắt, khẽ cắn môi, tức giận hừ lên tiếng. Trác Phàm thì là không khỏi co lại đầu vai, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng bực tức nói, ta bất quá giúp huynh đệ truyền một lời mà thôi, chọc ai gây người nào. Ngươi coi như không nguyện ý, tìm Long các chủ cùng bàn tử nói đi, mắc mớ gì tới ta. Ta một cái nhanh muốn rời khỏi thiên vũ người, làm sao lại chiêu phiền toái nhiều như vậy. Nhìn lấy Trác Phàm một mặt bộ dáng ủy khuất. Long Quỳ tâm lý khí thì không đánh một chỗ đến, giống to lên tiếng, tốt một cái giúp huynh đệ truyền lời, ta hỏi ngươi, nếu là bàn tử hướng Ngưng Nhi để thân, ngươi có truyền hay không lời nói? Ây, cái này, khẽ chau mày, Trác Phàm trong lòng do dự, nói không ra lời. Trong mắt bất giác tối sầm lại, trong lòng thăm thẳm phát lạnh, nhưng Long Quỳ vẫn như cũ tiếp tục cường thế giống to lên tiếng, vậy ta hỏi lại ngươi, cái kia mập mạp muốn hướng Sở Khuynh Thành để thân,
người có chuyển hay không lời nói. T, cái này, Trác Phàm trong lòng không lý do nhất trọng, lại là căn bản không nói ra một câu, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị. Rất hiển nhiên, trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng là không nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Long Quỷ bất giác bật cười ra tiếng, một mặt hưu quạnh gật đầu, ta minh bạch, tháng sau ta cùng bệ hạ đại hôn, chỉ là Thiên Vũ đệ nhất đại quản gia, Trác quản gia không thể đích thân tới, quả thực tiếc nuối a. Long Quỷ thở dài, dường như nghệ đồng dạng thì thào kể rõ, tiếp lấy xoay người, chậm rãi rời đi. Chỉ là tại nàng quay người trong tích tắc, Trác Phàm lại là không có chú ý tới, hai hàng thanh lệ đã là nhìn không được theo nàng hai gò má vị trí rơi xuống. Bất giác nao nao, Trác Phàm nhìn lấy Long Quỷ như là mất hồn như chậm bước di động bóng người, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhà đầu này không phải đến hương sư vấn tội à, làm sao không có không lâu sau, chính mình thì rút lui. Đây không phải còn không hỏi ra kết quả a, tối thiểu cãi lộn một phen, cũng hợp lẽ thường a. Rất là kỳ lạ, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, liền đem việc này để xuống, quay người tiếp tục rời đi. Chỉ là bọn hắn người nào đều không có phát giác được, ngay tại cách đó không xa, Bàn Tử cùng Phương Thu Bạch chính xa xa nhìn lấy đây hết thảy. Thật sâu hít một hơi, Bàn Tử thở dài lên tiếng, ai, Trác huynh a Trác huynh, theo ngươi là địch ta là không dám. Nhưng là nho nhỏ tính ngươi một thanh, cũng không có vấn đề đi. Bệ hạ, cái này nha đầu này, chắc là hết hy vọng đi. Phương Thu Bạch nhìn lấy Long Quỷ bóng lưng, thản nhiên nói. Bình tĩnh gật đầu, Bàn Tử trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh quang, đúng vậy a, thực ta lấy ra cái kia ngàn dặm quyền sở hữu ruộng đất khai thác đi để thân, vô luận như thế nào đều có thể thành công. Chỉ bất quá để tiểu quỷ cam tâm tình nguyện gả cho, lại là có chút khó. Dù sao trong nội tâm nàng đã có người. Trác Phàm, Phương Thu Bạch ria mép lắc một cái, bình tĩnh lên tiếng. Cười nhẹ gật gật đầu, Bàn Tử chứng thực nói, không sai, từ lần trước Lạc Gia Thụ Phong đại điển, hoàng ngoài cửa thành, chấm thì nhìn ra tiểu quỷ đối tiểu tử này đã sinh tình nghĩa. Lúc đó ta còn có chút do dự, muốn hay không vì một nữ nhân, cùng nguy hiểm như vậy nhân vật vạch mặt. Nhưng là về sau mới phát hiện, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tiểu quỷ đối Trác Phàm tâm ý, hắn một chút không biết. Mà Trác Phàm, đối tiểu quỷ cũng không có để ở trong lòng. Có điều, cái này dù sao cũng là tiểu quỷ trong nội tâm một đạo khảm, ta nhất định phải để cho nàng vượt qua. Cho nên ta mới khiến cho Trác Phàm thay chấm để thân, cứ như vậy, thì tương đương với là Trác Phàm đưa đem tiểu quỷ đưa đến ta trong ngực một dạng. Khi đó tiểu quỷ tâm, nhất định là đau, chỗ lấy lúc này tự mình hướng Trác Phàm chứng thực. Bất quá, lần này nàng biết Trác Phàm trong lòng cho tới bây giờ không có nàng về sau, chắc là liền sẽ tâm chết đi. Một cái tâm nữ nhân chết tiệt, tự nhiên sẽ thuận theo thiên mệnh, ngoan ngoãn đi vào chẫm bên người, làm chẫm hoàng hậu. Thế nhưng là, như Trác Phàm ngày sau biết sự kiện này bệ hạ sử dụng hắn, lấy hắn tinh khí. Khẽ chau mày, Phương Thu Bạch mặt hiện thần sắc lo lắng. Chậm rãi khoát khoát tay, Bàn Tử từ chối cho ý kiến cười nói, không có việc gì. Người biết Trác Phàm luôn luôn khôn khéo, vì sao lần này sẽ bị chấm sử dụng. Bởi vì, hắn cho tới bây giờ không có đem tiểu quỷ để ở trong lòng, không có xem nàng như thành là mình vật trong túi, cho nên cũng liền không để bụng. Lần này mượn hắn chi thủ ô mỹ nhân về, hắn cũng không có tổn thất cái gì, ngược lại bởi vậy đem Tiềm Long Các túi nhập Lạc ra, coi như về sau biết, cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Trác Phàm mạch môn, chấm hiện tại đã không sai biệt lắm mò chuẩn. Hắn là cái cực kỳ tự tư người, chỉ cần chúng ta không động hắn người, người khác sự tình hắn nhưng là lười nhác quản đâu. Ha ha ha, bất giác cười khẽ một tiếng, Bàn Tử trong mắt tràn đầy cơ trí ánh sáng. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía một bên Phương Thu Bạch nói, Phương tiên sinh, lão nhị hắn có tin tức sao? Không có, biến mất không còn tăm tích, chậm rãi lắc đầu, Phương Thu Bạch thản nhiên nói. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Bàn Tử hét lớn lên tiếng, tiếp tục tra, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Một phương diện khác, Trác Phàm tiếp tục lên đường, cuối cùng đi vào cùng Ma Sách Tông liên hệ địa điểm. Đúng lúc này, đột nhiên từng tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, bốn đạo khói đen đột nhiên ngăn ở hắn đường đi phía trên. Chờ khói đen tản ra, lại chính là Ma Sách Tứ Quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tới đón lão tử Ma Sách Tông đệ tử, lại là các ngươi. Ha ha ha. Vậy thì tốt quá,
đều là người quen. Ánh mắt bất giác sáng lên, Trác Phàm không khỏi cười to lên. Cái này bốn tên tiểu quỷ, tại cùng Khuyển Nhung quân trước khi đại chiến, bị đến đây viện trợ Khô Vinh Ngũ lão phát hiện, liền trực tiếp bị giao trách nhiệm hồi tông đưa tin. Đã đều đã theo ngục giam trốn tới, còn không trở về tông tự thú, thực sự quá không ra gì. Tại là không thể làm gì phía dưới, cái này bốn tên tiểu quỷ đành phải ngoan ngoãn trở về bị phạt. Vốn là Trác Phàm cho là bọn họ chuyến đi này phía dưới, đoán chừng thì về không được, hoặc là diện bích hối lỗi, hoặc là tiếp tục vào ngục giam ở lại. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này bốn tên tiểu quỷ đúng là lần này Tà Vô Nguyệt an bài cho hắn người dẫn đường. Cái này có thể để hắn vui mừng quá đỗi, phải biết, ẩn thế tông môn núi cao nước xa, chỗ vắng vẻ, đồng dạng thế tục con cháu liền tông môn cửa lớn hướng chỗ nào mở cũng không biết, nếu không có cái này nội bộ đệ tử dẫn đường, muốn tìm thế nhưng là khó càng thêm khó. Mà lần này có người quen mở đường, trên đường ngược lại thuận tiện rất nhiều. Nhưng ma sách tứ quỷ nhìn thấy Trác Phàm, lại là liếc nhìn nhau, nhất thời cầm lấy dáng điệu, hung sát quỷ càng là vội ho một tiếng. Ra dáng xuất ra một khối xanh biếc ngọc giản, đưa mũi lên trời nói, ngươi chính là chuẩn bị tiến vào ta tông, mới tới đệ tử. Chúng ta là ma đạo anh kiệt, ma sách tông là đẹp trai nhất bốn đại chấp sự, ma sách tứ quỷ, tới đón ngươi. Báo lên tên họ ngươi, quê quán, tuổi tác, xuất sinh năm tháng, tu vi tình huống. Bốn người các ngươi tiểu đông tây mất trí nhớ a, để lão tử giúp các ngươi thật tốt nhớ lại một chút, tìm một chút lúc trước cảm giác. Ánh mắt khẽ híp một cái. Trác Phàm không khỏi hừ lạnh lên tiếng, thủ hạ ấn quyết đột biến. Chỉ một thoáng, bốn người nhất thời bụng đau khó nhịn, kêu gào một mảnh, uể oải trên mặt đất, lại chính là Trác Phàm mở động trong cơ thể của bọn họ huyết tầm. Trác quản gia, chúng ta không dám, chúng ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi, thả chúng ta đi. Trác quản gia, chúng ta là chấp sự, ngươi đi vào về sau chỉ là đệ tử, chúng ta tại ngươi phía trên, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy a. Trác quản gia, a, đau đến chịu không được, mau dừng tay a. Tứ quỷ lăn lộn trên mặt đất bốc lên, ai hô liên tục, cầu xin tha thứ không thôi. Trác Phàm lại chỉ là một mực cười lạnh, trong mắt trải qua một đạo khiếp người hàn mang, khoan thai lên tiếng, không quản các ngươi ở bên trong đảm nhiệm loại nào chức vị, đều cho lão tử nhớ kỹ. Lão tử đến bất kỳ khu vực, đều cho tới bây giờ không có ở hạ nhân qua. Trác quản gia, những ngày qua ngài tính khí một dạng không thay đổi a, vẫn là như vậy táo bạo, ha ha ha. Một đầu che lấp trên đường nhỏ, năm bóng người ngay tại chậm rãi hướng về phía trước chậm rãi tiến lên, bên trong một người là cái mặt mũi tràn đầy tà tiếu người trẻ tuổi, mặt khác bốn cái thì là thân thể cao không quá năm thước người lùn. Lại chính là Trác Phàm cùng ma sách tứ quỷ một hàng mọi người, ở trong núi lên đường. Lúc này, hung sát quỷ cầm lấy cây quạt tại Trác Phàm bên người run rẩy hai lần. Một mặt nịnh nọt nụ cười, a dua lên tiếng. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, đạm mạc đến, bất quá mấy tháng công phu, liền nửa năm cũng chưa tới, tính khí có thể biến đi đến nơi nào. Ngược lại là bốn người các ngươi tiểu đông tây, rời đi lão tử mấy ngày, tính khí gặp tăng a, trả lại lão tử cầm lấy dáng điệu đến, hừ. Trác quản gia, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là làm theo phép mà thôi. Vội vã khoát khoát tay, gan nhỏ quỷ vội vàng giải thích nói. Mà lại, nhập tông môn về sau, chỗ đó người nhưng là đều không phải là vật gì tốt, mới tới đều phải lắp cháu trai. Chúng ta cũng bất quá là giúp ngài trước diễn luyện một chút, miễn cho đến thời điểm chịu khi dễ. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm đối xử lạnh nhạt quét quét bốn người, hừ nhẹ lên tiếng, các ngươi cảm thấy. Lão tử đi vào về sau, hội chịu khi dễ sao? Bốn người sững sờ, sau đó liền cùng nhau lắc lắc đầu. Ngay sau đó, hung sát quỷ hung hăng gõ một chút gan nhỏ quỷ đầu, mắng to lên tiếng, không có nhãn lực đồ vật, Trác quản gia là ai, hắn không khi dễ người khác coi như tốt, ai dám khi dễ hắn. Quả thực là sống được không kiên nhẫn. Mọi người nghe đến, cùng nhau gật đầu, Trác Phàm cũng là vui vẻ gật đầu. Người khác cũng coi như, bốn người các ngươi cùng lão tử thời gian dài như vậy, còn không biết lão tử thủ đoạn lợi hại, vậy liền quá không ra gì. Chỉ là một cái ma sách tông. Bất quá phàm giai một phổ thông tông môn mà thôi, có thể có cái gì cao nhân, có thể chấn được lão tử. Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ, khinh thường bĩu môi. Thế nhưng là trầm ngâm nửa ngày, hung sát quỷ ngửa đầu nhìn xem bầu trời sắc, vẫn còn có chút thấp thỏm nói, bất quá Trác quản gia, có một số việc cũng nên có chừng có mực.
chúng ta lại không tranh thủ thời gian lên đường, hồi tông môn thời gian nhưng là muộn. Đến lúc đó tông chủ lửa giận, cũng không phải dễ chịu. Ngài xem chúng ta có phải hay không bay vừa bay, đừng đi. Gấp làm gì, lão tử tại Thiên Vũ ngốc nhiều năm như vậy, thật vất vả đi ra một chuyến, còn không cố gắng du sơn ngoạn thủy, lãnh hội một chút ngoại giới phong cảnh. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm mỉm cười cười ra tiếng. Thực hắn cũng là không muốn nhanh như vậy tiến tông môn, ai biết đi vào về sau, lúc nào đi ra. Phàm là loại này tông môn, nhập tông cùng gia tông đều cần phê chuẩn, phiền muốn chết, nào có ở bên ngoài tiêu xái thống khoái. Cho nên, Trác Phàm hắn là có thể kéo thì kéo, có thể tại trên mặt đất đi, tuyệt không trên trời bay. Thế nhưng là, cái kia ma sách tứ quỷ, liếc nhìn nhau, lại tất cả đều khổ bức. Đây chính là tông chủ giao cho nhiệm vụ, để cho bọn họ tới tiếp người, bọn họ muốn là trở về trì hoãn, tông chủ lửa giận bọn họ thế nhưng là vạn vạn đắc tội không nổi. Bất quá bọn hắn chỗ tiếp vị này cao đại quản gia, tay cầm huyết tầm bí thuật, khống chế bốn người bọn họ liền càng thêm không thể trêu vào. Cứ như vậy, hai bên bọn họ đều đắc tội không nổi, trong lúc nhất thời, bốn người đều có một loại nhanh khóc lên xúc động. Trước kia các chấp sự tiếp đệ tử nhập tông, nào có như vậy khó khăn. Từ trước đến nay là đệ tử không nghe lời, trực tiếp các loại thủ đoạn luân phiên hầu hạ, tại hắn trả chui vào tông trước đó, cũng đủ để cho hắn chóc một lớp da. Nhưng là bây giờ chúng ta người này, hắn không đúng chúng ta các loại thủ đoạn, thay nhau hầu hạ cũng không tệ, mình còn nào dám đối với người ta hô to gọi nhỏ, làm ý đồ xấu chút đấy. Thậm chí, nói sai một câu, nhắm chúng người này không cao hứng, còn dọa đến sợ mất mật đâu. Thế này sao lại là tới đón đệ tử, căn bản chính là tiếp tổ tông đến a. Trác quản gia, ngài xem ở chúng ta trước kia giao tình phân thượng, ngài thì phối hợp chúng ta một chút, bay vừa bay a, nếu không chúng ta dơ lên ngài bay cũng được a. Muốn là lại như thế mài cọ đi xuống, coi như thật chậm trễ a. Hung sát quỷ một mặt giọng nghẹn ngào mà nhìn xem Trác Phàm, hết sức cầu khẩn nói. Còn lại ba quỷ, cũng đồng dạng lộ ra tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía hắn. Đối xử lạnh nhạt quét bọn họ liếc một chút, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhẹ hừ một tiếng, hừ, sợ cái gì, cái kia Tà Vô Nguyệt mời ta nhập tông, chẳng lẽ cũng bởi vì chậm trễ điểm thời gian, còn dám đem ta làm gì sao? Đại ca, hắn là sẽ không đem ngài làm gì, nhưng hắn nhất định sẽ đem chúng ta làm gì a? Khóe miệng một xẹp, hung sát quỷ đầy mắt rơi lệ, kêu gào lên tiếng, Trác quản gia, chúng ta bốn người năm đó cũng coi là ngài xuất sinh nhập tử, máu chảy đầu rơi. Ngài cũng không thể xem chúng ta, lại bị tông chủ đóng lại cái hơn 100 năm lôi ngục chi hình đi. Ba người hắn cũng ào ào gật đầu, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Trác Phàm nhìn, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, tốt a, xem ở trước kia phân tình phía trên, bay thì bay đi. Bất quá nói tốt, các ngươi nhấc ta. Tốt, bốn người cùng nhau lên tiếng, trên mặt một mảnh hưng phấn ánh sáng. Trác Phàm cũng là bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cái kia Tà Vô Nguyệt dưới sự cai trị xác thực xâm nghiêm, thế mà có thể đem cái này bốn cái vô pháp vô thiên tiểu quỷ, chế như thế run như cầy sấy, ngoan ngoãn, đều nhanh bắt kịp ta. Kết quả là, bốn người liên thủ, đem Trác Phàm ra sức hướng lên vừa nhấc, liền dơ lên cao cao. Trác Phàm thì khoan thai tự đắc khẽ nhắm hai con ngươi, một mặt hưởng thụ bộ dáng, toàn thân tâm buông lỏng. Trên đầu của hắn là xanh thẳm bầu trời, dương quang phổ chiếu. Để hắn một trận thoải mái. Thế mà, đúng lúc này, từng tiếng tranh đấu lại là bỗng dưng từ nơi không xa giữa rừng núi truyền đến. Ma sách tứ quỷ nghe xong, nhất thời sững sờ, sau đó bốn ánh mắt liền biến đến có chút hưng phấn lên, lẫn nhau nhìn xem. Giống như có người tranh đấu, có náo nhiệt nhìn, gan nhỏ quỷ hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía còn lại ba người. Hung sát quỷ cũng là hung hăng gật gật đầu, kích động thân thể run rẩy. Chỉ là không biết song phương là thực lực cỡ nào, cái nào phái nhân mã, trận này đánh nhau có hay không đáng xem. Thế nhưng là cho dù có đáng xem, chúng ta muốn hay không đi xem. Chúng ta hồi tông thời gian, giống như không nhiều a. Keo kiệt quỷ nhìn ba người liếc một chút, trong lòng tính toán được mất. Lanh lợi quỷ con người đi loanh quanh, hỏi ra sau cùng vấn đề cái kia. Chúng ta đến tột cùng muốn hay không đi xem đâu. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Bốn người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn chằm chằm, không có một người nói chuyện. Thật lâu, bốn người mới tròng mắt nhất định, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như,
không hẹn mà cùng nhau hô quát lên tiếng, nhìn. Vừa dứt lời, tứ quỷ trực tiếp hơi vung tay, mang trên đầu Trác Phàm ném bay ra ngoài, hóa thành bốn đạo khói đen đột nhiên hướng thanh âm truyền đến chỗ bay đi. Trác Phàm đang chuẩn bị chờ lấy bốn người bay về phía trời xanh, hưởng thụ khó được ánh nắng tắm rửa, lại là nhất thời một cái lắc mình, đụng một tiếng bị tứ quỷ hung hăng rơi trên mặt đất, mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Đợi hắn đứng dậy, hung tợn tìm kiếm tứ quỷ bóng người lúc, vẫn còn chỗ nào có thể tìm được cái kia bốn cái tiểu xúc sinh cái bóng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử hiện tại biết cái kia Tà Vô Nguyệt vì sao muốn đem bọn ngươi nhốt tại lôi ngục hơn 100 năm. Muốn là lão tử, không phải liên quan ngươi nhóm 1000 năm, không, 1000 năm không thể. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm vỗ vỗ trên thân bụi đất, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đón lấy, tìm lấy cái kia kịch liệt tiếng vang truyền đến chỗ, Trác Phàm cũng một bước chân, bay qua, nhưng trong lòng thì hung tợn suy nghĩ lấy. Muốn xem náo nhiệt đúng không, nhìn lão tử không đem bốn người các ngươi đồ chơi nhỏ biến thành náo nhiệt, hừ. Một phút sau, Trác Phàm một đường phi hành, cuối cùng tại một cái sơn cốc miệng phát hiện bốn bóng dáng quỷ. Giờ này khắc này, bọn họ chính chổng mông lên, đem đầu vùi vào phía trước cao ngất trong bụi cỏ, không biết tại ngó nhìn cái gì. Cười lạnh, Trác Phàm cũng quản chẳng phải nhiều, lúc này một cái lao xuống, nhất thời liền đem tứ quỷ cho bắt tới. Cười lạnh liên tục, bốn người các ngươi tiểu đông tây, cuối cùng bắt được các ngươi, xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Xuyệt. Thế mà, tứ quỷ lại là cũng không vì Trác Phàm xuất hiện mà kinh hoàng, ngược lại là vội vã đối với hắn làm im lặng thủ thế, sau đó đối với cái kia bụi cỏ phía trước, hung hăng chỉ. Trác Phàm sững sờ, nhìn lấy tứ quỷ như thế vội vàng bộ dáng, mười phần hiếm có, biết bọn họ khẳng định phát hiện cái gì, cũng không đoái hoài tới lại nhiều truy cứu. Ngược lại chậm rãi đem bọn hắn để xuống, cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chui vào bụi cỏ, nhìn về phía trước. Lần này, hắn mới phát hiện, sơn cốc này là cái lõm cốc, bọn họ dò ra bụi cỏ về sau, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống. Mà tại cái kia đáy cốc chỗ sâu, phân biệt đứng vững hai phe nhân mã. Một phương áo đen hắc phục, phía trên thêu lên một cái hồn chữ, toàn thân cao thấp sát khí cực nặng, lộ ra âm lãnh, rõ ràng là người trong ma đạo. Còn bên kia áo trắng, vai một cái đầu huyền chữ lấy kim tuyến thêu ra, rất là chợt mắt. Song phương nhân mã đối mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, mà bọn họ lớn nhất vị trí trung tâm, lại là mọc ra một chỉ lớn chừng bàn tay, sinh ra ba cái lá cây, lại hiện lên hồng hoàng lam ba loại nhan sắc kỳ lạ cây. Cái kia cỗ thấm người mùi thơm ngát, cho dù là bọn họ giấu ở thật cao miệng cốc, cũng là có thể xa xa nghe thấy được, thấm vào ruột gan. Cửu phẩm linh dược. Tam nhan định hồn thảo, mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm thì thào lên tiếng. Hung sát quỷ liếc hắn một cái, bình tĩnh gật đầu, A Du nói, Trác quản gia quả nhiên kiến thức uyên bác, đây chính là đáng quý cửu phẩm linh dược, tam nhan định hồn thảo. Nghe nói lấy nó luyện ra đan dược, có thể ổn định thần hồn không rời. Cho dù thoát ly nhục thể mấy tháng, năng lượng vẫn như cũ sẽ không tán loạn, thật sự là hóa hư cao thủ đường chạy bảo mệnh bất thế kỳ dược A. Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng, loại linh dược này đối hóa hư phía dưới tu giả, có thể cam đoan nguyên thần không rời, ngưng tụ thành hồn, có thể cứu mệnh chi công. Lúc trước ngưng nhi bị thương tổn nguyên thần, hắn nếu có này linh dược, cũng không cần cầu đến Tà Vô Nguyệt chỗ đó. Mà đối với hóa hư cảnh cao thủ, thì là có thể tại thân thể bị diệt, thần hồn rời rạc thế gian lúc, giảm bớt năng lượng tiêu tán tốc độ, có trợ giúp tìm tới phù hợp thân thể đoạt xá. Lúc trước cái kia ngự thú tông xà trưởng lão, nếu là có này linh dược lời nói, đoán chừng thì không cần phải gấp bận bịu hoàng tìm thân thể. Cho nên, cái này gốc tam nhan định hồn thảo, cho dù là đối thu luyện tông môn tới nói, cũng là cực kỳ khó được bảo mệnh linh dược. Khó trách bọn hắn sẽ vì thuốc này, ở đây rằng co không xong. Bọn họ là ai, các ngươi biết không? Trác Phàm quay đầu nhìn về phía hung sát quỷ, mở miệng hỏi. Hơi hơi gật gật đầu. Hung sát quỷ nói nhỏ, Trác quản gia, bên kia áo đen phục người, chính là ma hồn tông người, tuy nhiên đều là ma đạo, nhưng cùng chúng ta không phải một phe cánh, bọn họ tông môn cũng so với chúng ta ma sách tông lợi hại, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc còn cái kia bạch y phục người, cùng chúng ta ngược lại là cùng một trận doanh, đều là thiên vũ hộ quốc tam tông, chính là huyền thiên tông là. Bất quá chúng ta chính ma bất lưỡng lập, chúng ta cùng bọn hắn cũng không phải một đường. Cái gì, huyền thiên tông? Mi đầu bất giác hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng kinh hãi.
Huyền Thiên Tông, không phải liền là lúc trước mỗ mỗ chỗ nói, Khuynh Thành chỗ đi cái kia a. Hàn Tam thiếu, viên này linh dược rõ ràng là ta tông đệ tử phát hiện ra trước, người đột nhiên xuất thủ cướp đoạt, đến tột cùng là có ý gì? Huyền Thiên Tông một phương, vì thủ vị trí đứng đấy một vị tịnh lệ thiếu nữ, dáng người hiên ngang, lông mày như phác họa, mắt như nước mùa xuân, rất là kiều diễm, nhưng một thân khí khái hào hùng lại cực kỳ bức người, riêng là trên tay nàng chuôi này ngọc thạch cổ kiếm, càng là còn chưa ra khỏi vỏ, liền đã tản mát ra lạnh thấu xương kiếm ý. Khiến người ta chỉ là thấy một lần, liền trong lòng run lên. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Ma Hồn Tông mọi người tựa hồ cũng không dám cùng nữ tử kia đối mặt, dường như chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, người kia kiếm ý liền tùy thời có thể đem bọn hắn đầu chém xuống giống như. Chỉ có một người, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, âm nhu bên trong mang theo tà khí kiểu diễm nam tử, lại là không nhường chút nào đối diện nàng, lạnh lùng lên tiếng, Huyền Thiên Tông Ngọc Kiếm Tiên Tử Thủy Nhược Hoa. Ngọc thô ở bên trong, không che đậy ánh sáng, quả nhiên danh bất hư truyền. Trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, ngược lại đã có như thế kiếm ý, chấn nhiếp nhân tâm, coi là thật bội phục bội phục. Hừ, bớt nói nhảm, này gốc linh dược, các ngươi nhường hay không nhường. Thủy Nhược Hoa mi đầu nhẹ rung, lạnh lùng lên tiếng. Bất giác tà cười một tiếng, Hàn Tam thiếu thản nhiên nói, linh dược vô chủ, người nào đến thuộc người nào, chúng ta lại dựa vào cái gì nhường cho ngươi. Trừ phi, Nhược Hoa tiên tử chịu bồi tại hạ song tu, cái kia ngược lại là có thể cân nhắc. Vô sỉ. Bất giác hai gò má một đỏ, Thủy Nhược Hoa gầm thét lên tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên thương lang một tiếng ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng, sóng ánh sáng liễm diễm, kiếm khí bay tứ tung, mọi người nhưng gặp một đầu ngọc hoàng như hàng dài đồng dạng, gào thét lên hướng Hàn Tam thiếu phóng đi, thẳng tiến không lùi, không thể vãn hồi. Một kiếm này muốn là đâm thực. Cái kia lúc này cũng là một kiếm xuyên thủng hạ trang. Trác Phàm ở phía trên nhìn lấy, cũng không khỏi đến âm thầm gọi tốt một tiếng, thân là một vị nữ tử, thế mà có thể đâm ra sắc bén như thế một kiếm, thực sự khó được, cơ hồ cùng kiếm kia Si Tạ Thiên Thương khí thế không có gì khác biệt, đoán chừng bình thường cũng là cọp cái. Bất quá, một kiếm này tuy tốt, nhưng là nàng bất quá thần chiếu ngũ trọng cảnh mà thôi, đối phương lại là thần chiếu thất trọng cao thủ. Nếu là đối phương cũng có như nàng như vậy đắc thủ đoạn, một kiếm này lại là gai trắng. Mà lại như một chiêu này đã đi là không thể trở về kiếm chiêu, lại là đem chính mình cũng rơi vào hiểm cảnh, nếu không phải liều mạng, thực sự không có tất yếu. Trác Phàm lắc đầu thở dài. Quả nhiên, cái kia Hàn Tam thiếu đối mặt kiếm này, cũng không e ngại, ngược lại cười lớn một tiếng, nhất trưởng đánh ra, ha ha ha. Đến rất đúng lúc, Nhược Hoa tiên tử quả nhiên có gan. Vậy tại hạ cũng liền không khách khí. Vừa dứt lời, Hàn Tam thiếu trước người đột nhiên xuất hiện một mặt cao hơn 2 mét đỏ thấm trưởng ấn, siêu một tiếng thì nghênh đón. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, siêu hồn xích viêm trưởng. Phốc, một tiếng vang trầm, một kiếm kia cùng cái kia đỏ thấm bàn tay hung hăng đụng vào nhau, lại là nhất thời cầm cự được. Thủy Nhược Hoa thân thể bỗng dưng trì trệ, nhưng như cũ khẽ cắn môi, đẩy chi kia trường kiếm hướng về phía trước đỉnh lấy. Đúng lúc này, Hàn Tam thiếu vung tay lên, cái kia đỏ thấm trưởng ấn liền trong nháy mắt tản ra, như lấm ta lấm tấm giống như hung hăng đụng vào Thủy Nhược Hoa trên thân. Bởi vì khoảng cách quá gần, nàng còn không có kịp phản ứng, liền đã bị hung hăng đánh bay ra ngoài, một miệng đỏ thấm máu tươi nhịn không được phun ra. Sư tỷ, Huyền Thiên Tông mọi người, cùng nhau hô lên, Ma Hồn Tông môn chúng thì là cười nhạo lấy nhìn lấy đây hết thảy. Cười lạnh. Hàn Tam thiếu khinh thường nói, Ngọc Kiếm tiên tử, các ngươi Huyền Thiên Tông chỉ là phía dưới Tam Tông, chúng ta Ma Hồn Tông thế nhưng là đứng hàng bên trong Tam Tông. Vô luận công pháp vũ kỹ, đều tại các ngươi chi chơi ngươi nhóm nhìn thấy chúng ta, rất không cần phải tranh đấu, trực tiếp chạy đi chính là, làm gì như thế không biết tự lượng sức mình, cùng chúng ta tranh giành linh dược này đâu. Thì coi như các ngươi tìm được trước lại như thế nào, mảng đại lục này thực lực phi tôn. Sau cùng người nào cướp đến tay, mới là ai? Hàn Tam thiếu cười nhạo liên tục, hừ nhẹ lên tiếng. Thượng Phương Cốc miệng nhìn lấy nơi này ma sách tứ quỷ, cũng là trộm cười ra tiếng, cực kỳ tán đồng gật đầu. Cái này ngốc cô nương, lần này ăn quả đắng a, khà 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 khà. Đáng đời, cùng chúng ta ma đạo làm đúng. Hung sát quỷ nhếch miệng cười một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác. Lanh lợi quỷ cũng là si ngốc cười nói, còn không chỉ chừng này đây, muốn là bé con này bị cái kia Ma Hồn Tông thiếu chủ buộc trở về song tu,
cái kia Huyền Thiên Tông mặt mo nhưng là ném lớn, khặc khặc khặc. Đúng a, đúng a. Còn lại ba quỷ nghe, cũng là dừng gật đầu không ngừng, một mặt hưng phấn. Trác Phàm gặp này, lại là hơi nghi hoặc một chút, làm sao? Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông có đại thù sao? Làm sao các ngươi thật giống như càng muốn nhìn Huyền Thiên Tông gặp nạn giống như? Không có a, hai người bọn họ tông cùng chúng ta đều không hợp nhau, chỉ là Huyền Thiên Tông là chính đạo nha, chúng ta ma đạo đương nhiên hy vọng chính đạo xấu mặt a, ha ha ha. Hung Sát Quỷ Chuyện đương nhiên cười nói. Trác Phàm nghe xong, cũng là bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc đầu. Lời tuy như thế, có điều, như thế hành sự là quá nhỏ hẹp, dù sao, mặc kệ chính đạo ma đạo, sau cùng tính kế đều là lợi ích, mà không phải đạo thống. U Minh từ quá khứ gia tộc lợi ích bên trong nhảy ra, mới thành tựu hắn hôm nay, cuối cùng có thể cùng Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường đứng chung một chỗ, sóng vai mà đi. Nếu là Ma Sách Tông toàn thể trên dưới đều là như thế nhỏ hẹp ý nghĩ, vậy cái này tông môn thật không có gì phát triển có thể nói. 3. Một tiếng vang nhỏ phát ra, Thủy Nhược Hoa bám lấy cái kia ngọc kiếm, cưỡng ép chống đỡ đứng người dậy, nhìn về phía trước cái kia linh dược, trong mắt tản mát ra hy vọng ánh sáng. Tái chiến. Hung hăng khẽ cắn môi, Thủy Nhược Hoa trường kiếm bang một tiếng, lần nữa thẳng tắp giơ lên đối diện Hàn Tam Thiếu. Khẽ chau mày, Hàn Tam Thiếu nghi ngờ nói, người đã thua, tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ người thật muốn chết phải không? Hừ, hoặc là đem linh dược giao ra, hoặc là đem mệnh ta lấy đi. Mí mắt hơi hơi run run, Thủy Nhược Hoa trong mắt lộ ra một cỗ bất khuất kiên nghị, cắn răng nói, viên này linh dược quan hệ thiếu chủ nhà ta tánh mạng, ta nhất định phải muốn cầm trở về. Mi đầu bất giác nhếch lên, Hàn Tam Thiếu không khỏi suy cười ra tiếng a. Cái kia con ma ốm a, ha ha ha. Hắn sinh ra tới đáng chết, tiên thiên ngũ hành không được đầy đủ, còn lưu trên đời này làm gì? Im ngay, ta tuyệt sẽ không để cho tiểu đệ ra chuyện. Hung hăng khẽ cắn môi, Thủy Nhược Hoa lần nữa đạp chân xuống, bỗng nhiên xông đi lên, một kiếm đâm ra. Thế nhưng là lần này, nàng kiếm thế lại không có lúc trước như thế sắc bén, thậm chí còn không kịp vừa mới 10%. Hiển nhiên, nàng đã trọng thương tại thân, không cách nào xuất lực. Khinh thường bĩu môi, Hàn Tam Thiếu chỉ là tùy ý vung tay lên, một cỗ cương phong liền bỗng nhiên phiến ra. Đụng, lại là một tiếng vang thật lớn, Thủy Nhược Hoa bị hung hăng đánh bay trở về, trong miệng máu tươi lớn lên phun, trong mắt lại là một trận hưu quạnh, thỉnh thoảng ngấn lệ lóe qua. Tiểu đệ, thật xin lỗi, mạng ngươi, tỷ không gánh nổi. Ba. Thế mà, đúng lúc này, nàng thân thể lại là bỗng dưng dừng lại. Nàng tựa hồ cảm thấy sau lưng, đang có một cái kiên cường cánh tay chính vững vàng ôm lấy nàng. Khi nàng mở ra hai con ngươi lúc, đập vào mi mắt lại là một trương lạ lẫm mà đạm mạc khuôn mặt. Ngươi là, mi đầu hơi nhíu nhăn, Thủy Nhược Hoa nghi hoặc lên tiếng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói. Không cần nghĩ, chúng ta cũng không quen biết. Chỉ là cô nương người bộ dáng này, ngược lại là cùng người nào đó rất tương tự a. Trước mắt tựa hồ lại xuất hiện lúc trước Sở Khuynh Thành vì Hoa Vũ Lâu không màng sống chết ánh mắt, Trác Phàm bất giác thở sâu, cười khẽ một tiếng, các ngươi tính tình tương tự như vậy, cùng một chỗ đại khái rất thân mật đi. Thủy Nhược Hoa mày nhíu lại đến càng sâu, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Khặc 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 ạc ách. Đột nhiên, bốn tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, tiếp lấy nhưng gặp bốn đạo khói đen lóe qua, lại là Ma Sách Tứ Quỷ đột nhiên đi vào trước mặt bọn hắn, cười to liên tục, ha ha ha. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hai người các ngươi tông đều khác tranh giành, viên này cửu phẩm linh dược, là chúng ta Ma Sách Tông, hắc hắc hắc. Cái gì, các ngươi là Ma Sách Tông? Bất giác sợ hãi cả kinh, Thủy Nhược Hoa lúc này liền đối Trác Phàm đề cao cảnh giác, thân thể thoáng giãy giụa, liền thoát ly hắn ôm ấp. Vội vã lui lại, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hàn Tam Thiếu cũng là lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn bốn người liếc một chút, cau mày nói, Ma Sách Tông. Nghĩ không ra trong lúc vô tình phát hiện một khỏa linh dược, lại sẽ dẫn tới ba đại tông môn cướp đoạt, hừ hừ hừ, cũng rất có ý tứ a. Trác Phàm nhìn mọi người một cái phản ứng, không khỏi khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp đi vào Ma Sách Tứ Quỷ trước mặt, cười hỏi, bốn người các ngươi. Vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa. Ách, ta nói linh dược này là chúng ta nói không sai a, Trác quản gia. Hung Sát Quỷ liếm láp mặt đùa cười ra tiếng.
nhưng là lời ấy vừa dứt, liền nghe ba một tiếng vang giòn, Trác Phàm đã là hung hăng cho hắn một bàn tay, mắng to lên tiếng, không sai ngươi cái quỷ, các ngươi dù sao cũng là cùng lão tử lăn lộn thời gian dài như vậy người, lão tử thân ra các ngươi không hiểu sao. Cửu phẩm linh dược cũng đáng được đi đoạt, các ngươi đều là khất cái sao. Ách, Trác Phàm lời nói tại toàn bộ sơn cốc ở giữa quanh quẩn, ma sách tứ quỷ nghe, chợt cảm thấy ủy khuất, giữ im lặng, nhưng là Huyền Thiên Tông cùng ma hồn tông mọi người, lại sớm đã trên đầu từng đạo hắc tuyến ảo ảo rơi xuống. Cái này nha ai vậy, đoạt cửu phẩm linh dược đều là khất cái, hắn nha đang vũ nhục ai vậy. Hàn Tam Thiếu càng là cười lạnh, một mặt bất thiện nhìn về phía Trác Phàm. Cắn răng nói, ma sách tông lúc nào phách lối như vậy, thổ hào a, một cái thiên huyền sáu tầng đệ tử, thế mà đều không đem cửu phẩm linh dược để vào mắt. Muốn quả thật như thế lời nói, vậy chúng ta bên trong tam tông hàng ngũ ma hồn tông, nhưng là phải thật tốt chạy đến các ngươi phía dưới tam tông hàng ngũ ma sách tông bên trong, hung hăng ôm một cái bắp đùi. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Hàn Tam Thiếu tế thanh tế khi nói móc lên tiếng, ma hồn tông mọi người nghe đến. Không khỏi cùng nhau cười to mà ra, nhìn về phía Trác Phàm bốn người ánh mắt, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cái này nha đến cùng từ chỗ nào chạy ra đến một cái trang bức hàng, cái này bức đựng cũng quá không có mức độ A, hoàn toàn không ai tin A. Cửu phẩm linh dược đều không để ý, toàn bộ Tây Châu còn không có cái nào cái tông môn như thế hào khí. Chỉ có ma sách tứ quỷ biết bên trong chân tướng, nhưng nhìn hướng Trác Phàm ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy vẻ không hiểu. Trác quản gia, đã ngươi không muốn cướp thuốc, vậy ngươi đột nhiên chạy ra đến làm gì? Chúng ta ở một bên xem thật kỹ một chút náo nhiệt, không tốt sao? Hung sát quỷ bưng bít lấy đỏ bừng gương mặt, méo miệng mà nói. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, cũng không che lấp, đưa tay nhất chỉ thủy nhược hoa vị trí, bình tĩnh lên tiếng, ta nhảy ra chỉ vì một kiện sự tình, cứu nàng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bất giác giật mình. Mà sách tông người làm sao lại tùy tiện cứu bọn họ Huyền Thiên Tông môn nhân đâu. Hai tông đệ tử thế nhưng là còn thường xuyên cùng một chỗ, đánh lộn đánh nhau đâu. Thủy Nhược Hoa cũng là không khỏi sững sờ, nhưng nhìn Trác Phàm cái kia nghiêm túc ánh mắt, lại là nhịn không được hai gò má một đỏ, trái tim nhỏ không khỏi phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Tiểu tử này, đến tột cùng có gì ý đồ a? Ba ba ba, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vỗ tay vang lên. Hàn Tam Thiếu nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy hí ngược chi sắc, bổn công tử còn tưởng rằng nhảy ra cái gì mặt hàng đây, nguyên lai là muốn anh hùng cứu Mỹ A. Vẫn là nói, ngươi cùng bổn công tử một dạng, cũng nhìn lên vị tiên tử này thướt tha, muốn bắt trở về cùng một chỗ song tu đâu. Lời vừa nói ra, ma hồn tông mọi người bất giác cùng nhau phát ra trần trụi giễu cợt âm thanh. Thủy Nhược Hoa thì là trong mắt giận dữ, một mặt cảnh giác nhìn về phía hai người. Một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi bên trong. Xem ra hai tiểu tử này, không có một cái tốt. Nếu là đến sau cùng thực sự không đấu lại lời nói, bản cô nương coi như tự tử bề ngoài trong sạch, cũng tuyệt không để bọn hắn đạt được. Huyền Thiên Tông đệ tử cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy song phương, trên trán đều chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hôm nay đi ra ngoài thật sự là chút xui xẻo a, thế mà thoáng cái gặp phải hai đại ma tông, cũng đều nhìn lên sư tỷ dung nhan tuyệt thế. Ai, thật sự là hồng nhan họa thủy, cái này xong đời. Đối xử lạnh nhạt quét xong phương nhân mã liếc một chút, Trác Phàm đem tất cả mọi thứ thu hết vào mắt, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở Hàn Tam Thiếu chỗ đó, nhạt cười ra tiếng, ta mục đích rất đơn thuần, cũng không như người vậy phức tạp, chỉ muốn cứu vị cô nương này, cầm xuống cái này gốc linh dược. Ngươi nếu là thức thời lời nói, cút nhanh lên, đừng ép ta động thủ. Buộc ngươi động thủ, ha ha ha, ngươi xứng sao? Một cái thiên huyền sáu tầng tu giả. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Hàn Tam Thiếu dường như nghe đến thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười, cười to lên, tiếp lấy lại quét mắt một vòng Trác Phàm năm người, trong lòng tựa hồ biết cái gì, khẽ gật đầu, mỉa mai cười ra tiếng, ngươi là Tả Vô Nguyệt nhi tử a, tại trong tông phách lối quen, thế mà chạy đi ra bên ngoài đến tìm cái chết. Cha ngươi, không dạy qua ngươi, đi ra ngoài bên ngoài điều quan trọng nhất, cũng là kẹp chặt cái đuôi làm người sao. Miễn cho ném cái mạng nhỏ ngươi. Không khỏi sững sờ, Huyền Thiên Tông mọi người liếc nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Cái này ma sách tông tông chủ Tà Vô Nguyệt, lại có con trai, bọn họ đồng dạng thân là Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông, làm sao lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đâu. Trác Phàm cũng là mí mắt lắc một cái,
bật cười ra tiếng, sao lại như vậy đâu? Rất đơn giản, phía sau ngươi cái kia bốn cái không phải người không phải quỷ tiểu Đông Tây, dù sao cũng là thần chiếu sáu tầng cao thủ. Tại trong tông địa vị tuyệt đối không thấp, không phải trưởng lão cũng là chấp sự, đồng dạng đệ tử cũng không dám đối bọn hắn như thế vô lễ. Chậm rãi bước đi thong thả hai bước, Hàn Tam Thiếu trên mặt một mảnh vẻ tự đắc, dường như xem thấu hết thảy giống như, thế nhưng là ngươi cái này thiên huyền cảnh đệ tử, dám đối bọn hắn hô tới quát lui, thậm chí động thủ phiến bọn họ một bàn tay, bọn họ đều không có oán khí. Rất hiển nhiên, ngươi tại tông môn địa vị, tại bọn họ phía trên. Mà một cái thiên huyền cảnh chạy đến thần chiếu cảnh trên đầu đi ý đi tiểu tình huống chỉ có một cái kia chính là tông chủ chi tử. Hàn Tam Thiếu phân tích đạo lý rõ ràng, đúng là làm đến Huyền Thiên Tông mọi người cũng không thấy giật mình, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Xem ra tiểu tử này thật là Tà Vô Nguyệt nhi tử, nhưng là lúc trước làm sao chưa từng nghe nói. Mà sách tông bảo mật công tác làm được thật là tốt ha. Trác Phàm lại là mỉm cười lấy lắc lắc đầu, thở dài. Hắn phen này phân tích, còn thật có ý, nếu là đổi vị trí, Trác Phàm không biết tình huống dưới, đoán chừng cũng sẽ như vậy suy đoán đi. Dù sao, thiên huyền cảnh ngược đãi thần chiếu cao thủ sự tình, thế nhưng là rất hiếm thấy. Chia cho quyền đè người bên ngoài, còn thật có thể lấy thực lực đem bọn hắn chấn nhiếp a. Bất quá, cái này tuy nhiên rất không thể tưởng tượng, nhưng sự thật nhưng là như thế. Trác Phàm uy vọng cho tới bây giờ đều dựa vào thực lực thắng đến, mà không phải dựa vào bối cảnh gì. Bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng, thế nhân đều là trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao chỉ cần không chặn ta đường, ta cũng liền không quan trọng. Nói, Trác Phàm nhẹ nhàng dậm chân, trực tiếp hướng viên kia cửu phẩm linh dược đi đến, trong mắt không có vật gì, thậm chí đạt đến không coi ai ra gì cấp độ. Dường như trước mắt hắn, không có người nào ngăn cản, hắn chỉ là tùy tiện đi tới đó, lấy xuống một khỏa dược thảo mà thôi. Mí mắt hơi động một chút, Thủy Nhược Hoa kinh ngạc nhìn Trác Phàm đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước. Dường như một vị quân tử, bình thản ung dung, vạn vật không oanh tại hoài, trong lòng không khỏi nhất động, lại là có chút si. Lúc này Trác Phàm thân thể lên khí chất, cùng người thường hoàn toàn khác biệt, cực kỳ thu liễm, căn bản không giống những cái kia suốt cả ngày lệ khí không ngừng tản mát ra thân thể ma đạo tu giả, thậm chí so với bình thường thường nhân còn muốn bình thản được nhiều. Mà Hàn Tam Thiếu gặp này, lại là trong mắt run lên, khóe miệng xẹt qua một đạo khinh thường đường cong. Cười lạnh thành tiếng, hừ hừ hừ. Khó trách không từng nghe qua Tà Vô Nguyệt có con nối dõi tin tức, nguyên lai đúng là như thế một cái không nên thân nhi tử. Thân là ma đạo tu giả, toàn thân cao thấp liền một tia lệ khí đều không có, đã phế. Người tới, đi lên một cái, giáo huấn một chút tiểu tử kia. Vâng, vừa dứt lời, liền có một cái to bằng cánh tay hắc đại hán ôm quyền khom người lĩnh mệnh, toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo phát, đúng là một cái thiên huyền 9 tầng cao thủ. Bạch, một cái lắc mình, đại hán kia bỗng dừng đi vào Trác Phàm trước mặt, nhất quyền đánh ra, mặt hiện nhe răng cười, ha ha ha. Số tiểu tử, ai để ngươi động thiếu gia nhà ta nhìn lên đồ vật cùng nữ nhân, muốn chết. Khặc khặc khặc, dám đối với ta nhà Trác quản gia động thủ, ngươi mới tìm chết. Thế mà, ngay tại lúc này, từng tiếng cười quái dị vang lên, bốn đạo khói đen đột nhiên từ Trác Phàm sau lưng thoát ra, lại chính là ma sách tứ quỷ không thể nghi ngờ. Đại hán kia không khỏi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền đã là bị bốn người một người một tay nắm lấy tứ chi, sau đó tại một tiếng lệ trong tiếng cười, soạt một tiếng kéo thành bốn mảnh, máu tươi cùng nội tạng bay lả tả khắp nơi đều là. Huyền Thiên Tông mọi người gặp, bất giác mi đầu mãnh liệt rung động, một khỏa trái tim nhỏ đều sắp bị dọa đến nhảy ra. Cái này bốn người đến tột cùng là ai a? Thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, liền xem như ma đạo tu giả, cũng quá tàn bạo đi. Mà lại, bốn người này còn như thế vô sỉ. Người muốn cứu các ngươi thiếu chủ, không gì đáng trách, nhưng người ta chỉ là cái thiên huyền cảnh, bốn người các ngươi thần chiếu sáu tầng cao thủ, vậy mà cùng một chỗ động thủ, còn muốn hay không điểm bích liên. Thế nhưng là ma sách tứ quỷ chính là như vậy, mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, có bao nhiêu người, lão tử tứ huynh đệ cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ động thủ, đem ngươi nhà xé nát. Làm sao, ngươi không phục sao, có gan đến chiến. Trong mắt nhìn không được co lại, Hàn Tam Thiếu mặt hiện sắc mặt giận dữ, hét lớn lên tiếng, hừ, tốt một cái ma sách tông, lại thực có can đảm giết ta ma hồn tông bên trong người.
bốn người các ngươi, quả thực muốn chết. Nói, Hàn Tam Thiếu bỗng nhiên một bước cước bộ, hung hăng hướng bốn người tiến lên. Ma sách tứ quỷ cũng là không sợ, ta cười một tiếng, ào ào hóa thành bốn đạo khói đen, một cỗ nghênh tiếp. Đây chính là tứ đại thần chiếu sáu tầng cao thủ, đối chiến một cái thần chiếu thất trọng cao thủ. Bất quá, ma sách tứ quỷ thân pháp quỷ dị, lại có hợp kích trận thức phụ trợ, quả nhiên là vừa vừa động thủ, liền chiếm thượng phong. Song đồng tinh quang lóe lên, Hàn Tam Thiếu tựa hồ cũng nhìn ra đối phương quỷ dị, nhưng lại cũng không nóng nảy, trái lại tà dị cười nói, hừ, hóa thực vi hư, cùng chúng ta ma hồn tông ảnh hồn trận không sai biệt lắm thôi. Bằng này muốn thắng bổn công tử, hừ, nằm mơ. Thất phẩm ma bảo, chu hồn la võng. Hét lớn một tiếng, Hàn Tam Thiếu đột nhiên hơi vung tay cánh tay, một đạo màu xám cái bóng liền thẳng tắp hướng tứ quỷ bay đi. Bốn người kia sững sờ, còn không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia đạo màu xám cái bóng lại là đột nhiên nổ tung, hóa thành một chương màu xám lưới lớn đem bốn người toàn diện bao khỏa ở bên trong. Cho dù bọn họ hóa thành khói đen, cũng mảy may không trốn thoát được. Mà lại, cái kia lưới lớn còn đang không ngừng thiết chặt, chỉ là trong chốc lát, liền đem bốn người như bao bánh chưng một dạng, đâu đến cùng một chỗ, đâu quá chặt chẽ, không thở nổi. Trác quản gia, nhanh cứu chúng ta, thứ này có gì đó quái lạ. Hung sát quỷ cùng còn lại ba quỷ sứ kình giãy giụa nửa ngày, lại là càng giãy càng chặt, đâu đến đau nhức, không khỏi vội vàng cao giọng cầu cứu. Hàn Tam Thiếu nhìn thấy, bất giác suy cười một tiếng, khinh thường nói, bốn người các ngươi thần chiếu sáu tầng cao thủ còn bị bắt, thế mà đi hướng một cái thiên huyền sáu tầng tu giả cầu cứu. Ha ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, buồn cười buồn cười. Hừ, ngươi mới có thể cười, ngươi dám đắc tội chúng ta, cũng là đắc tội Trác quản gia. Dám đắc tội Trác quản gia, liền đợi đến đầu một nơi thân một nẻo, đi tiên phong a, ha 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 ha. Hung sát quỷ không sợ hãi chút nào nhìn về phía Hàn Tam Thiếu, cười to lên, không thèm để ý chút nào chính mình bốn người khốn cảnh. Còn lại tứ quỷ cũng tất cả đều thoải mái cười to, bởi vì bọn hắn biết, bọn họ sau lưng, còn có Trác Phàm đây. Chỉ cần hắn không có việc gì, bọn họ liền không sao. Nếu là hắn thua, bọn họ mới có thể tránh thức khóc trời đập đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Trác Phàm, mới là bọn họ tránh thức chỗ dựa. Nghi đầu nhìn không được lắc một cái, Hàn Tam Thiếu trong lòng càng thêm hồ nghi. Vốn là hắn là cảm thấy cái này bốn tên tiểu quỷ là cái kia Trác Phàm bảo tiêu, bọn họ bị bắt, hoặc là dập đầu cầu xin tha thứ, hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục, hoặc là hô lớn một tiếng thiếu chủ chạy mau loại hình. Thế nhưng là, đây là có chuyện gì, trong mắt bọn họ không có chút nào e ngại, thậm chí cũng không lo lắng thiếu chủ an nguy, dường như căn bản không cần lo lắng một dạng. Phốc! Một tiếng vang trầm phát ra, đem Hàn Tam Thiếu suy nghĩ gọi về, nhấc mắt nhìn đi, lại chính gặp Trác Phàm đã là khoan thai tự đắc đem gốc cây kia linh dược cho rút ra, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng là làm sao làm, chẳng lẽ nói vừa mới chiến đấu hắn một chút xíu đều không có chú ý, liền bốn cái bảo tiêu bị bắt cũng không để trong lòng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hàn Tam Thiếu thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng lần đầu phát lên ngưng trọng cảm giác. Loại tình huống này, chỉ có hai loại, hoặc là hắn cũng là cái kẻ ngu, căn vốn không ý thức được tình thế nghiêm trọng, cùng nguy hiểm buông xuống, hoặc là chính là. Người này tâm tính chi vững vàng, hiếm thấy trên đời, làm cho người giận sôi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nếu là cái sau lời nói, người này tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật. Nhìn chằm chằm Trác Phàm bóng người, Hàn Tam Thiếu không nhúc nhích, không có chút nào động tác. Trác Phàm đem cái viên kia linh dược lấy đi trong tay, khóe miệng xẹt qua một đạo đạm mạc mỉm cười, lại là thẳng đi hướng Thủy Nhược Hoa chỗ đó. Vẫn như cũ là chậm rãi mà đi, vẫn như cũ là không chút hoang mang, tựa hồ toàn bộ thế giới đều vì hắn đứng im đồng dạng. Trong lúc nhất thời, nơi này bầu không khí có chút quỷ dị, tất cả mọi người đứng im bất động, chỉ có Trác Phàm đang chậm rãi đi bộ. Ma hồn tông mọi người, một mặt không hiểu nhìn về phía Hàn Tam Thiếu, trong mắt đều là nghi vấn ánh sáng. Thiếu chủ, cái này nha như thế trần trụi trang bức, chúng ta vì sao không đi lên đánh hắn? Thế nhưng là Hàn Tam Thiếu vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, trong lòng không biết tại suy nghĩ cái gì. Trác Phàm quái dị hành động, để lòng hắn ra đời lên cỗ cỗ bất an đến, hắn luôn cảm thấy Trác Phàm như thế gặp không sợ hãi, tất có kỳ quặc. Mà Thủy Nhược Hoa cũng là lăng lăng nhìn lấy Trác Phàm hướng mình đi tới,
khóe môi nhếch lên thần bí mỉm cười, trong lòng bất giác có chút hoảng. Cái này ma đạo đệ tử, đến tột cùng muốn làm gì? Cái này gốc cửu phẩm linh dược, người muốn không? Đem gốc cây kia linh dược tại thủy nhược hoa trước mắt tùy ý lắc lắc, Trác Phàm nhạt cười ra tiếng, ta vừa mới nhìn ngươi vì nó liều mạng, nhất định rất muốn đạt được đi. Nhìn chằm chằm Trác Phàm hai con ngươi, thủy nhược hoa trong lòng cảnh giác, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Thông minh, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, ngươi nghĩ ra được thuốc này, tự nhiên muốn nỗ lực một ít gì đó mới được. Mỉm cười, Trác Phàm tại thủy nhược hoa thân thể bên trên qua lại băn khoăn một chút. Nhạt cười ra tiếng, giống, thật giống. Hai gò má bất giác một đỏ, thủy nhược hoa vội vã lui về phía sau hai bước, khóe miệng tuy nhiên vẫn như cũ treo đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt suy yếu, nhưng một đôi mắt đẹp lại hung tợn trừng mắt về phía Trác Phàm, cả giận nói, mà đạo tặc tử, thiếu si tâm vọng tưởng, bản cô nương cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Còn lại Huyền Thiên Tông đệ tử cũng ào ào tiến lên một bước, hung hăng nhìn về phía Trác Phàm, dương cung bạt kiếm. Ha ha ha, liền tính khí cũng tương tự như vậy, một dạng quật cường. Hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt, Trác Phàm chỉ là nhìn lấy thủy nhược hoa cười khẽ gật đầu, tiếp lấy thở sâu, đạm mạc lên tiếng, cô nương, người đừng hiểu lầm, tại hạ không thích song tu chi đạo, cũng sẽ không đối cô nương có gì xâm phạm chỗ. Chỉ là muốn hỏi cô nương mấy vấn đề, cô nương thành thật trả lời, linh dược tự nhiên hai tay dâng lên. Bất giác nao nao, thủy nhược hoa thật sâu liếc hắn một cái. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mờ mịt. Trác Phàm như thế nho nhã lễ độ bộ dáng, cùng còn lại ma đạo tu giả ngược lại là có rất lớn khác biệt, không để cho nàng cấm phát lên một chút hảo cảm, đồng thời trong lòng cũng vạn phần không hiểu. Người này, thật là người trong ma đạo sao? Gặp nàng trầm mặc không nói, Trác Phàm không khỏi cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, đã cô nương không cự tuyệt, vậy tại hạ coi như ngươi đáp ứng. Ai nói? Thủy Nhược Hoa giật mình. Vừa muốn mở miệng phản bác, Trác Phàm vấn đề đã là theo nhau mà tới, xin hỏi cô nương, quý tông nhưng có một vị tên là Sở Khuynh Thành đệ tử, là từ Thiên Vũ Hoa Vũ Lâu đến. Bất giác trì trệ, Thủy Nhược Hoa thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, khẽ gật đầu, không tệ, Khuynh Thành sư muội chính là sư tôn mới thu đệ tử, xác thực đến từ Thiên Vũ. Làm sao, các ngươi nhận biết? Ha ha ha, nguyên lai nàng quả nhiên tại Huyền Thiên Tông. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong. Trác Phàm không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại tiếp tục hỏi, như vậy nàng hiện tại sống có tốt không? Nói ra câu nói này thời điểm, Trác Phàm tâm không lý do gấp siết chặt, nhìn về phía Thủy Nhược Hoa song đồng cũng lộ ra có chút vội vàng. Tuy nhiên hắn kịch liệt che giấu, nhưng lòng của nữ nhân bình thường đều so sánh mẫn cảm. Thủy Nhược Hoa đã là rõ ràng nhìn ra, trong lòng của hắn lo lắng. Ngơ ngác gật đầu, Thủy Nhược Hoa rằng giặc lên tiếng. Sư muội là sư phụ quan môn đệ tử, sư phụ rất sủng nàng, nàng sống rất tốt. Vậy là tốt rồi. Thở dài ra một hơi, Trác Phàm một cảm thấy, trong lòng một khỏa đá nặng cuối cùng buông ra. Sở Khuynh Thành vì hắn nhập Huyền Thiên Tông, nếu là cuộc sống không được khá, vậy hắn nhất định sẽ áy náy vạn phần. Hiện tại, lòng hắn bình tĩnh nhiều. Chậm rãi đem gốc cây kia linh dược đưa tới Thủy Nhược Hoa trước người, Trác Phàm nhạt cười một tiếng. Chân thành tha thiết nói, cảm ơn, viên này linh dược cho ngươi. Mí mắt hơi hơi run run, Thủy Nhược Hoa quả thực không thể tin được đây là thật. Trước mặt nam nhân này, thật chỉ hỏi nàng không là vấn đề hai vấn đề, liền đem một gốc cửu phẩm linh dược đưa cho nàng. Mà lại, hai vấn đề này không chút nào liên quan đến tông môn bí mật, chỉ là có liên quan sư muội nàng tình hình gần đây. Nghĩ tới đây, Thủy Nhược Hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Cùng Sở sư muội là quan hệ như thế nào, các ngươi trước kia quen biết sao? Cô nương, cái này nhưng là chuyện không liên quan ngươi, ta là ai không trọng yếu, mà lại, ngươi tốt nhất cũng không muốn ở trước mặt nàng nhắc lên hôm nay sự kiện này. Chúng ta giao dịch, đã hoàn thành, mang theo linh dược đi thôi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm sắc mặt chợt biến đến đạm mạc dị thường, đến mức Thủy Nhược Hoa nhịn không được sững sờ. Người này, làm sao trở mặt so lật sách còn nhanh? Vừa mới còn một bộ dạng dỡ, đối xử mọi người hiền lành bộ dáng, nhưng là chỉ chớp mắt thì như thế hở hứng. Chẳng lẽ nói, cũng bởi vì hỏi xong vấn đề sao? Thủy Nhược Hoa trong lòng không hiểu, nhưng nàng còn thật đoán đúng. Trác Phàm đã được đến mình muốn đáp án, còn có lý do gì theo ngươi tay bắt mặt mừng? Hàn Tam thiếu mắt lạnh nhìn đây hết thảy,
lại là hét lớn lên tiếng, các ngươi ở nơi đó mân mê nửa ngày, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Đến sau cùng, còn không phải cường giả vi tôn, thực lực chí thượng. Ta Hàn Tam thiếu muốn cướp, các ngươi người nào ngăn cản cho ta? Lời vừa nói ra, Thủy Nhược Hoa nhất thời trong lòng siết chặt, sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Đúng a, bọn họ có thể được đến đây linh dược, là bởi vì Hàn Tam thiếu không có động thủ duyên cớ. Nếu là hắn lại động thủ, lấy hắn thực lực, chính mình những người này nhưng là vạn vạn ngăn không được a. Thế nhưng là, linh dược đã nơi tay, muốn đem nó ngoan ngoãn giao ra, nàng lại dị thường không cam lòng. Trong lúc nhất thời, mọi người liếc nhìn nhau, đều là do dự không thôi, không biết nên như thế nào hành sự mới tốt. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, thì thào lên tiếng, người sang có tự mình hiểu lấy, không có thực lực kia, thì không nên tùy tiện đi ra nhảy nhót. Nói, Trác Phàm trực tiếp thẳng hướng Hàn Tam thiếu phương hướng đi đến, mỗi một bước vẫn như cũ là chậm như vậy trầm ổn, nhưng là Hàn Tam thiếu nhìn về phía hắn, dĩ nhiên đã phát lên nghiêm túc chi sắc. Không biết sao, tuy nhiên Trác Phàm chỉ có thiên huyền 6 tầng cảnh, nhưng hắn luôn cảm thấy tiểu tử này có gì đó quái lạ. Tiểu tử, người vừa mới nói rất đúng, không có thực lực kia, thì không nên đi ra nhảy nhót. Câu nói này thích hợp với bọn họ, cũng tương tự thích hợp với ngươi. Hàn Tam thiếu trong mắt tinh quang lóe lên, suốt lời dò xét nói. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm không khỏi mỉa mai cười ra tiếng, ngươi đại khái hiểu lầm a, ta câu nói này không phải nói với bọn họ, mà chính là nói với ngươi. Thật to gan. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Hàn Tam thiếu đột nhiên một đạo nguyên thần trùng kích hướng Trác Phàm phóng đi, hét lớn lên tiếng, chỉ là một cái thiên huyền tu giả, có năng lực gì giáo huấn bổn công tử. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không nói gì, nhưng là khóe miệng lại là xẹt qua một đạo tà dị đường cong, tiếp lấy ông một tiếng, một đạo càng thêm cường đại nguyên thần trùng kích đột nhiên phát ra. Đụng! Hai đạo nguyên thần hung hăng đụng vào nhau, dẫn tới toàn bộ không gian đều đang không ngừng chấn động. Hàn Tam thiếu bạch rút lui thẳng đến 5 bước, mới miễn cưỡng dừng thân, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ đi bộ nhàn nhã đi về phía trước, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể, một cái chỉ là thiên huyền 6 tầng tu giả, lực lượng nguyên thần vậy mà vượt qua bổn công tử thần chiếu thất trọng cao thủ. Cái này sao có thể? Hàn Tam thiếu đầy mắt không thể tin, kêu lên sợ hãi. Bọn người người gặp, cũng là mặt hiện thần sắc, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, cư nhiên như thế quỷ dị. Thiên huyền cao thủ cầm giữ có thần chiếu cảnh nguyên thần cường độ, đã là 10 phần hiếm thấy, huống chi hắn chả siêu việt thần chiếu cảnh cao thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đều tràn ngập quái dị. Không có để ý mọi người thấy pháp, Trác Phàm chậm rãi đi vào vỏ chăn lấy ma sách tứ quỷ trước người, nhìn xem, bất giác cười khẽ một tiếng. Chu hồn la võng, lấy linh thú thú hồn luyện chế, chuyên bộ nguyên thần, khó trách liền cái này 4 cái tiểu đông tây cũng chạy không, ha ha ha. Trác quản gia, nhanh cứu chúng ta a! Ma sách tứ quỷ, gặp Trác Phàm đến, điên cuồng hò hét kêu cứu. Hàn Tam thiếu gặp, lại là cười lạnh, cắn răng nói, đây là thất phẩm ma bảo, trừ ta đặc thù thủ quyết bên ngoài, người thế nhưng là vạn vạn cứu không bọn họ. Ha ha ha, tự đại, tự luyến. Không biết xấu hổ. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trực tiếp 3 câu lời bình ném đi qua, từ chối cho ý kiến nói, đây là nguyên thần luyện chế, chuyên trói nguyên thần. Biết nguyên do, muốn hay không giải ấn thủ quyết, thực cũng không có gì lớn không. Nói, Trác Phàm ngón tay một đánh, đầu ngón tay nhất thời giấy lên một nói ngọn lửa màu xanh, phát ra rạng rỡ quang huy. Tiếp lấy Trác Phàm tiện tay hất lên. Cái kia đạo thanh viêm liền bỗng dưng rơi xuống cái kia chu hồn la võng phía trên. Chỉ một thoáng, nhưng nghe xì xì gọi bậy vang lên, phảng phất là dã thú bị thiêu đốt kêu gào, từng tiếng thê lương thanh âm truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Sau đó, liền nghe ba ba vài tiếng giòn vang phát ra, cái kia chu hồn la võng đã là bỗng dưng cắt ra, vỡ vụn một chỗ. Ma sách tứ quỷ nhất thời liền giải thoát đi ra, lại khôi phục tự do, cười quái dị liên tục. Khặc khặc khặc. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta liền nói ngươi không biết lượng sức, không làm gì được chúng ta Trác quản ra đi. Hung sát quỷ hoa chân múa tay, mỉa mai lên tiếng. Còn lại ba quỷ cũng là nhảy cẫng hoan hô, một trận chế giễu. Hàn Tam thiếu thì sớm đã là cả kinh trợn mắt hốc mồm, không thể tin được đây là thật.
Đường đường thất phẩm ma bảo, thế mà bị dễ dàng như thế thì phá giải, đây quả thực thật không thể tin. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, cái kia thanh viêm chuyên công nguyên thần, hắn cái này ma bảo lại là nguyên thần luyện chế, có thể nói đúng lúc đụng vào người ta trên họng súng. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Hàn Tam thiếu hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, cắn răng nói, hảo tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ, vừa mới bổn công tử làm thật sự coi thường ngươi. Bất quá bây giờ, bổn công tử nhưng là muốn xuất ra thực lực, để ngươi thật tốt kiến thức một phen, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thật sao? Khinh thường nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm chậm rãi giơ lên cánh tay phải, phía trên hào quang màu đỏ phát ra nhiếp người khí thế. Lạnh lùng nói, theo ngươi nhất chiến, ta không có hứng thú gì. Bất quá ngươi cho ta nhớ kỹ, không cho phép vượt qua cái này đường nét. Vừa dứt lời, Trác Phàm mãnh liệt mà đưa tay cánh tay hướng phía dưới vung lên. Bỗng dưng, nhưng gặp một đầu hồng mang đột nhiên tại tất cả mọi người trước mắt rõ ràng xẹt qua, sau một khắc, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên run rẩy lên.